Thôi, nó không sao. Mấy chị ơi lên lại giúp em với. Lên lại nữa mấy chị ơi, quá tam ba bận thêm lần thêm bận này nữa mà không được là là chắc em chờ. Em không biết sao mà cái mạng mạng nó bị lên xuống như vậy luôn á. Em đau khổ lắm luôn á. Để dựng luôn. Nhà mấy chị em, mấy chị vô lại giùm em với. Giờ là em hơi khớp rồi đó. Nó mờ đuôi luôn nè. Dạ ok chị, để em chụp lại xong em quên luôn nè. Không biết tại sao hôm bữa lại bị sai luôn á. Dạ vải và mấy chị mà nhận về mà có bị vấn đề gì mấy chị cứ phản hồi giùm em nha. Tại vì bây giờ cũng có nhiều người làm á, nên là nhiều khi nó qua qua nhiều cái giai đoạn, nhiều cái khung, nhiều cái khâu quá, nhiều khi tụi em sẽ bị lộn cái gì đó. Để có gì là em biết thông tin kịp thời rồi em sẽ sửa liền luôn. Dạ em lên lại nha mấy chị nha. Em không biết do mạng hay là do cái gì luôn á mà lên nãy giờ là phải lên xuống lên xuống. Trồng nữa này nè mấy chị nè. Đây. Nhiều vải đẹp lắm ha. Sau hết trồng sau rồi qua thêm bên này nữa. Cái này là hàng phi mờ nữa này mấy chị, là hàng phi mờ để mình về mình may quần áo dài rồi vậy nha. Quần mà ba quần tây vậy đẹp lắm. Hoặc là mấy này mấy chị may đầm. Dạ mã này của nay em là 67k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 67 nè. Ủa cái này khúc này bù chị Nguyên Nguyên có khúc khác chưa? Cái có bù chị Nguyên Nguyên khúc mét mốt chưa vậy? 1 mét nè. Để trừ lại cho chị Nguyên Nguyên nè. 2 mét, bữa chị nhớ là có đưa qua rồi á. Dạ 3 mét. Ba cái này của em được 3 mét 3 ha. Dạ. Dạ 3 mét 3, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 3 mét 3 nè. 3m3 67.000 nha, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 67.000 3m3 nè mấy chị. 67.000 3m3 nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 67 3m3. 67k 3m3 mét có hơn 20 thôi ha. 67.000 3m3 mấy chị nha. 67.000 3m3 mét tầm có 29.000 á. Cái này là phi mờ, mình hàng dày dặn có giãn luôn. Về mấy chị về may quần áo dài rồi vậy là rất là ok luôn ha. Quần áo dài, quần bà ba, quần tây rồi vậy đó. 67.000 3m3. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 3, mã 67 nha. Mã 67 em chốt cô chị Bích Đào này, khổ mét 3 mấy chị. Mà cái mình hàng này nó đã lắm, nó dày dặn đã lắm luôn á. Rồi cái này là tiếp nè. Cái này là von hoa hồng mấy chị nha. Về mình may áo dài ha. Về mình may áo dài nè. Von hoa hồng. Và mã này 69k. 69k nè. Này là hàng em bị bom á, hàng gửi đi rồi mà phải đẩy về, gửi về Long An rồi đó mấy chị. Mà xong rồi em mới hỏi ra là cái chị này nè, là chuyên đi đặt hàng ở bên nhiều shop lắm. Tại vì em bên cậu mợ em cũng có bán online á. Cái cũng bom của cậu mợ em, nhưng mà khen một cái là bom của em cũng cỡ 1 triệu thôi. Còn bom của cậu mợ em tới 6 triệu lận á. Cái này nè, mà ngày đó chốt rất là nhiều chị cần cái hoa hồng này. Rồi nhưng mà ưu tiên mà chị nào chốt trước thì mình chốt trước. Đó, thì cuối cùng là gặp cái chị mà nhưng đi bom hàng, em tưởng là chị gặp nhà chị gặp vấn đề gì, nhưng thì ra là đi bom từ shop này qua shop khác. Mà em lên cái trang, có một cái trang là thông tin đen, thông tin danh sách khách đen, khách gì mà có lịch sử đen gì đó ở trên mạng mà mấy người bán lên trên mạng hay tập hợp lại á, là chị này nổi tiếng như nó luôn á. Đây xấu, ôi cái này rất 67k, chị nào lấy thì comment giùm em. Cái này cũng là 67k, lấy 66 đi ha, cho nó cái mã khác nè. 66k, chị nào lấy cái von hoa hồng thì comment giùm em là mã 66 nha. Cái này mấy chị về may áo dài rồi vậy, may áo dài áo đầm rồi vậy rất là sang ha. Rất là sang và em thấy nó rất là đẹp luôn, mình không có cần lót gì hết nha. Về may áo dài hoặc là mình may áo kiểu rồi vậy nè, áo đầm rồi vậy nè, 66k nè. Em chúc cho chị Quân Thư nha. 1m nè. 2m. 3m. 4m. Dạ cái này được 4m rưỡi hơn 4m rưỡi ha. 66k.
Và sau sau cái lần livestream này thì em rút kinh nghiệm rất là nhiều luôn. Bởi vì vì một số cái thành phần như vậy nên là em cũng có những cái hành động nó không có được tốt á, dẫn tới là gây hiểu lầm cho những chị khác. Nên là có chị nào mà buồn em đừng buồn em nữa nha. Sau cái này em lớn lên nhiều lắm luôn á. Về mã này 72k nè, chị nào lấy thì comment nhà em là 72k kèm số mét rồi em chia này ha. Cái này là von mấy chị nha, von bông nè. Von bông 72k, chị nào lấy thì comment giùm em là 72k ha. Cái khúc này là 72 ngàn mấy chị. Một cái khúc này là 72k nha, nhưng mà chị nào lấy thì comment thôi, có số mét rồi em chia nha. 72k này, 1 mét nè. 2 3 nè. 4. Dạ chị chia bao nhiêu ạ? 5 nè. Cái này được 6 mét đó chị. Cái này khoảng 6 mét hơn ha. 6 mét hơn 72 ngàn thôi nè. 1 mét tính ra tầm cỡ ít thôi. Dạ em ơi, chắc là chị Nguyễn Vân 1 mét rưỡi nha. Dạ cái này còn chị nào cắt nữa thì nhắn em nha mấy chị nha. Cái này 72k mà có mà tới 6 mét mấy luôn á. Cái này chị nào chia nữa thì comment giùm em là mã này là mã 72 kèm số mét nè. Mã 72 kèm số mét rồi em chia ha. Này còn chị nào lấy nữa không mấy chị? Cái này mấy chị về may áo áo dài hoặc là mấy chị về về may áo sơ mi kiểu áo đầm rồi vậy đó, rất là đẹp luôn nè. Mã 72k kèm số mét nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 72 nha, mã 72. Dạ cái này 1 mét rưỡi của chị là 16 ngàn nha. Cắt rồi. Cắt mét rưỡi rồi, 16k. Chị nào lấy thì comment giùm em nè, cái này là 1 mét rưỡi 16k do hồi nãy em nhích cái kéo một xíu rồi nó hơn 1 mét rưỡi một xíu đó. Không chưa tới 1 mét 6 đâu, cái đó cỡ 1 mét 55 thôi. Cái này chị nào lấy nữa thì comment giùm em nè, cái hoa màu tím thì đẹp nè. Cô nào chị nào về mình may áo á, lát nữa có chị nào mình cắt mét rưỡi đem đổi cho. Cái này còn chị nào lấy nữa không à? Cái này còn khoảng cỡ gần 5 mét này ha. Gần 5 mét là chị nào lấy thì comment giùm em mã này là 60 72k nha. Nhưng mà cái này em còn khoảng gần 5 mét nè, chị nào lấy thì comment giùm em. Mã này mấy chị lên áo đầm, lên áo dài hoặc là mình lên áo kiểu rất là đẹp ha. Áo đầm, áo dài, áo kiểu siêu đẹp luôn á nè. Chị nào lấy thì comment giùm em này ha. Chị nào lấy thì comment giùm em nè. Mã 72 kèm số mét nha mấy chị nha, mã 72 kèm số mét. Dạ chị Trung Thị Đinh ơi, cái này của em là vải von ha. Vải von 5m8 mà cắt 1m rưỡi là còn anh cái này gần 6m. Cắt 1m rưỡi rồi là còn khoảng 4 mét mấy ha. Cắt 4 còn 4 mét mấy. Dạ em cắt cho chị Vân Lê 2m nè. Này là vải von mấy chị nha, vải von ha. Vải von nè. Dạ có cô Đỗ Bích Thủy để con đưa cho cô cái vải màu nâu luôn nè. Tại vì hồi tối con mới dọn nhà con mới thấy luôn á cô. Đơn của cô hình như là con chưa có chốt kịp á, do mấy mấy nay con dọn nhà con thấy cô có dặn con vải màu nâu á, mà cái vải màu nâu này để cô may đi chùa hay sao cô, tại nè nếu may đi chùa thì con sợ không có được vì cái màu nâu của này nó hơi trơn trơn á, không có phải là cái hàng kt. Dạ 2 mét cho chị Thủy Vân Lê nè. Dạ 2 mét của chị là 22 ngàn chị nhé. Rồi cái này em còn hơn 2 mét nè, em còn hơn 2 mét 30, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 30 nha. Em còn hơn 2 mét 30 ngàn nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 30k mấy chị nha. Mã này 30k hơn. Mã này 30k nè. Được 1 mét 2. Dạ cái này em còn tới 2 mét 7 ha. 2 mét 7 30k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 30 2 mét 7 nha. 2 mét 7 30k nè, con chiếc phong. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 30 2m7 nha, mã 30 2m7. 30 2m7 cái này mình về may áo dài được mấy chị nha, về may áo dài được ha. Cô cái màu nâu này cô lấy không cô? Cái màu nâu này nè, con có cái màu này là màu nâu, những cái vải này gọi là vải lụa đó cô. Cái này cô về cô may đồ bộ đồ cũng được. Cái này nếu cô lấy thì comment giùm con là 23 ngàn nha cô Đỗ Bích Thủy nha. 23 ngàn nha. Vải lụa này có giãn luôn ha, vải lụa này có giãn luôn nè. 23k nè. Cái này không có được nâu, không có được nâu nâu sòng lắm á, thì nếu cô lấy cái này may được thì cô nhắn cho con nha. 23k nếu cô Bích Thủy cô lấy được thì cô nhắn cho con. Cái này 23k, này của con được 1m rưỡi thôi à, 1m rưỡi thôi nha, 1m rưỡi 1m4 đây, 1m rưỡi hơn 1m rưỡi à, hơn 1m rưỡi. 23k cái này hàng lụa ha, cái này mềm lắm cô, mình may đồ bộ không cần lót không ha, nếu mình may đồ đi chùa rồi vậy đều không cần lót á. Dạ chị Kim Thị chờ em xem cô Đỗ Bích Thủy có lấy khúc này không, tại cô dặn em mấy bữa rồi. Nếu mà cái này 23 ngàn cô Đỗ Bích Thủy không comment thì để cho chị Kim Thị nha. Có vải von đen bông chân không em?
Von đen bông chân, von đen bông chân là không có chị. Nãy giờ em có cái lụa giấy thôi, màu nâu. Con có cái, con còn cái màu nâu nhưng mà là vải lót nha. Em còn thêm một xấp vải nâu nữa là vải lót nè. Rồi. Dạ. Ghi 23 ngàn. Cô Đỗ Bích Thủy không có comment. Cô Đỗ Bích Thủy, nếu cô lấy thì cô comment cho con 23 nha. Tại cô không lấy là con chốt cho cô, cho chị kỳ chị Kim Thị á. Và mã này là 37k nè. Cái này là có cái này hai xấp, hai xấp mấy chị. Hai xấp lụa lót màu nâu nha. Cái này là giống mà lụa lót vậy đó, mã này là 19k nè. Cái này là 1m3 19 ngàn nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 19k nè, lót nâu. Lót nâu 19k. Cái này giống như là satin lụa 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 lót mà cái vải nó là bóng mờ thôi, giống như là phi mờ vậy đó, nhưng mà cái hàng này mềm dùng để lót thôi nha mấy chị nha. Hoặc là mấy chị cái này mà thực ra mình may áo mang ở nhà đồ cũng được, hoặc là mình lót thì nó cũng sang á. 19k. 19k em chốt cho chị Mai Nguyễn nha. Thực giấy hay như cọ trong lý đó á. 19k như cọ trong tủ á. Con còn một khúc nữa nè. Đổ chốt cái đó cho chị Kim Thị đi, tại vì không thấy cô trả lời. Và mã này là 18 ngàn thôi nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là 18k nè. 18k ha. 18k này ha. Cái này mình về mình may lót cũng được chị. Em lấy khúc này cho chị Kim Thị nha, 18k. Cái này chắc ngắn hơn cái đó hồi nãy một xíu thôi. Và cái màu nâu đậm hả con? Cái màu nâu đậm thì cái này con nghĩ là cô không có may đồ bộ được. Tại cái này là may lót được thôi. Em chốt cho chị Kim Thị này, hoặc là may ở nhà thôi. Màu nâu đậm. Màu nâu đậm hôm qua con có lựa được mấy khúc mà đều cái vải nó hơi trượt á. Cái vải nó hơi trượt mà giờ con đang không có ở đây chứ. Con có cái này mày này này chắc giống màu be hơn nè. Này nó giống màu be hơn, nó không có giống màu nâu. Tại con nghe cô hỏi màu nâu là con biết, con nghĩ là con may đồ đi chùa rồi. Để lát con kiếm thêm đi con. À cô may y hả? Không, may y là cái đó không được. May y là để con kiếm cho. Mà cô may y cô may nhiều không? Nếu cô may nhiều để con kiếm là con cúng dường, chứ con không lấy tiền. Cho chị Ba. Dạ Ba, mà cái này là chất liệu là. Dạ ok. Cô thấy may. Dạ, dạ vậy để con tìm nữa nha. Tại hiện tại là ở ngoài cửa hàng là con thấy có màu vàng thôi, chứ không có màu màu nâu. Còn nếu mà có con kiếm màu nâu cho, nếu có thì con gửi cô. Cô nhắn giùm con inbox cho cô Đỗ Bích Thủy, là cô nhắn giùm con địa chỉ với số điện thoại đi, có vải thì con gửi cho cô liền luôn. Cái đó con không có lấy tiền nha cô nha. Cái vải này là 110 nè nha chị. Ô cái này xe 100 ngàn được không ta? Ô cái này em lỡ lấy khúc này ra rồi em xe 100 ngàn luôn ha. Chị Kim Thị này, cái này nó dài lắm nha. Cái vải này là giống như là nó gọi là cái gì ta? Cái hàng của này là không phải là hàng tuyết mưa, cái hàng này mịn hơn nha, chuyên để mình may quần tây hoặc là mình may đầm công sở đó chị. Đó, cái này cái chất liệu là gì em quên mất rồi. Dạ cái này nó dài, nó dày có giãn nha, nó dày nó có giãn nè, dày có giãn nè. Dạ bên cô mặc y màu nâu á. Dạ để con kiếm cho, tại hiện tại con có màu vàng thôi, con không có màu nâu, màu vàng lên y á. Khúc này nó dài lắm, khúc này là chị hay, em thấy người ta hay lên quần tây áo vét rồi vậy nha. Nha chị Kinh Thị nha, cái này 1 mét. Chị Trần Kiều Nương ơi, em đang lên vải xả von lụa thập cẩm, nhưng mà có khúc này nó lạc trôi thôi. Khúc này là cái chất mẹ em thấy người ta hay may đầm công sở hả. 3 mét. Cái này lỡ cỡ 3,5 mét chị lấy luôn nha. Cái này 3,5 mét chị lấy luôn đi ha. Tại vì cái này em cũng đang cân 100 ngàn thôi à. Có khúc này thôi, 105 ngàn thôi chị nha. Chị Quân Thư ơi, cái khúc đó em hết rồi. Để khi nào mà, để lát nữa em kiếm mà còn nữa thì em đem để cho chị nha. Em nói lại cho chị Quân Thư lấy cái màu be nè. Chứ giờ cái khúc đó là hết rồi nha. Giờ hôm nay em đăng lên, em chủ yếu là em sale cái hàng von lụa này là 100 ngàn một ký thôi nè. Và cái này siêu rẻ luôn mấy chị, có 5 ngàn à. Chị nào lấy thì comment giùm em là 5 ngàn mấy chị nha. 5 ngàn, cái này hơn 1 mét ha. Này là vải tơ mấy chị nè, vải tơ 5 ngàn đồng. 1m2 mấy chị, 1m2 5 ngàn. Chị nào lấy thì comment nhà em là mã này 5k nha. Tơ nha mấy chị nha, tơ chấm bi nè. 1m2 5k. Em chốt của chị Kim Thị 5 ngàn này, này m2 ha. Khúc đen sau lưng vải gì vậy sót? Ở sao em có rất là nhiều đen luôn. Cái đen này là hàng phi mờ để may quần á, may quần bà ba đó. May quần bà ba quần tây rồi vậy đó. Cái này 22k nha. Chị dây mát có lấy thì comment nhà em là mã này là 22k. Khổ 1m2, khổ 1m3 thôi. Cái này dài 1m1 ha. Dài 1m1, khổ 1m2, à khổ 1m3.
chị lấy thì comment giùm em cái này là 32 mấy con này 22 ngàn nha. 22 ngàn. Chị lấy thì comment giùm em là 22 ngàn nha. 22 ngàn nè. Chị Trần Kiều Nương, chị có gửi cho của em chưa chị? Chị Trần Kiều Nương chốt đơn chưa? Nếu chốt đơn rồi là gửi rồi, còn chưa chốt là chưa gửi. Kiểm tra trên cái file chốt đơn xem thử có chưa. Cái này 22 ngàn này, 1m1 này ha. Chị dây mắt có lấy thì comment giùm em là mã này 22k nha, hàng phi mờ mấy chị nha. Hàng phi mờ, mà phi mờ này giống như là cái biên nó như vậy nè. Rất là dày luôn. Nó rất là dày mà có giãn đó, chị lên quần tây hoặc là mình lên quần bà ba là vậy, rất là đẹp. Cái hàng này em thấy mấy chị hay mua để lên đầm thiết kế á. Đó, nhưng mà cái này nó còn ngắn quá, nó bị cắt nhỏ ra. Bữa em không biết, em cắt quần có 1m2 thôi, 1m1 thôi. Em tưởng khổ 1m5 nhưng mà phát hiện ra khổ 1m3 à. Nên chị nào lấy thì comment giùm em. Em chốt cho chị xem mắt 22.000 nè. Rồi cái này là von nha mấy chị nha, von ha. Chị nào lấy thì mình chia nè. Cái này là 75k này ha. Rồi bữa bán 95 giờ còn có 75 thôi luôn á. 75.000 này, chị nào lấy thì comment giùm em khúc này 75.000, dài lắm mấy chị ơi. 75.000 von này ha. 75.000 này von, chị nào lấy thì comment giùm em là 75k. Chị Huyền Trang Nguyễn, chị chốt hai khúc vải thô cô tông còn không hay xả rồi? Chị Huyền Trang Nguyễn, dạ hình như còn á chị, hình như còn á. Tại đơn chị, tại vì chị mua không có đủ đơn á, lần trước bị xả một lần rồi. Còn cái lần sau á thì mới đây thì em còn giữ lại nè, em còn giữ lại nha. Chị hôm nay chị mua thêm gì đi để đủ đơn em đi luôn. Dạ 75k em cắt cho chị Quân Thư 2m nha. Cái này là vải này về mấy chị may áo dài rồi là ok. Hậu di chứng ly trà sữa của cô Liên Huỳnh nè. Dạ em đang để, tại vì mấy chị biết sao không, em qua nhà mới nên em phải soạn ra hết cái nào, hàng nào mà để lâu quá là em xả. Mà nhiều khi xả mà em có thời gian thì em sẽ nhắn cho mấy chị một tiếng là em xả, còn nếu không mà hoặc là em gọi không được là em xả luôn. Dạ cái này 2m này cho chị Quân Thư ha. Mà của chị vừa rồi là vẫn còn á chị. Dạ 2m của chị là 23.000 nè. 20m là 23.000. Dạ còn á. À còn chị để cho chị Hiền Nguyễn nha. Còn cái này của chị là 51.000 nha chị nha. Cái này còn 51k nè. Em đo sơ số mét cho chị nha, 51k. Này là được 1m nè. 2 3 Cái này của chị gần hơn 4m thôi. 51k của chị nè. Rồi lên giùm em là von này, là von có giãn là 19.000 thôi mấy chị ơi. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 19k nè. Cái này là von F ha. 19k. 1m nè. Cái này được khoảng 1m6, 1m7 gì đó ha. 1m6, 1m7 đó. Dạ em thấy số điện thoại của chị Hiền Nguyễn rồi nè. Dạ đơn trên 100 là em đi nha. Em ship đồng giá 35k toàn quốc. Cái này là 19k, 51.000. 19k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 19 mấy chị nha. Cái này là von có giãn ha. Von có giãn nè, cái mỗi cái màu đà này là ép nhung lên đó mấy chị, 19k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 19.000 mấy chị nha. Mã 19.000 siêu rẻ luôn mấy chị nè. 19.000, về mình phối hoặc là mình may áo đồ cũng được ha, 19.000 thôi. 1m. Này tới gần 2m luôn á. Cái này là xích thêm khoảng cỡ nửa xăng thôi là được 2m rồi, 19k. Cái này có giãn nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 19 nha. Mã 19.000 nè. Cái này von này là von nhúng nha, có giãn. 19k được 2m. Chấm bi, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 19k. Mã 19k. Thêm khúc này von nữa mấy chị nha, von nhiều lắm luôn á. Mã 182 hoa hồng nhí nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 182 rồi em cắt ha. Mã 182 nè. Cái này von về mấy chị may đồ bộ, may đồ bộ hoặc là mình. Cái này là giống như là gần giống như là lụa châu tôn đó mấy chị. Và mã 19 em chốt của chị Hiền Nguyễn nha. Cái này 182, chị nào lấy thì comment số mét rồi em cắt ha. Tại khúc này rất là dài luôn. 182k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 182 nha. Mã 182. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 182 mấy chị nha, mã 182 ha. Mã 182 hoa nhí màu rút, màu hồng nu á. 182k kèm số mét rồi em cắt ha. 182k kèm số mét rồi em cắt nha mấy chị nha. 182 kèm số mét rồi em cắt. Cái này là hàng von lụa ha, hàng von lụa. Về mình may áo dài, mình may đồ bộ gì cũng đẹp hết, hoặc là mình may đầm. May đầm, may đồ bộ không cần lót mấy chị nha. Hàng này mấy chị may đầm, mấy đồ bộ là không cần lót luôn á. 2m cho chị Ngọc Thảo nè. 1m. Từ đầu đơn tới giờ mới thấy chị mua luôn á. Dạ 1kg là 100.000 á chị Lê Đạt. Em đang sale là 1kg là 100k nha. Cái này hôm nay em đang sale là 1kg 100k. Sale qua nhà mới. Liên Huỳnh ơi, sale qua nhà mới. Mua cái gì không nè? Mua gì gửi đơn về luôn nè.
Dạ 2 mét cho chị Ngọc Thảo mã 182 này mấy chị nè. Dạ 2 mét cho chị Ngọc Thảo là 29.000 nha chị nha, 29k 2 mét. Cái này còn chị nào lấy nó không á chị, 2 mét có 29.000 thôi mấy chị ơi. 2 mét 29.000, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 29 nè. Mã này 29. Mã này hoặc là mã 182. 1 kg mấy mét? Dạ 1 kg tầm có 2 mét là 1 kg mấy mét ta? 1 kg tầm có 4 5 mét hả? Tùy loại chị ơi, tại vì nãy giờ lên nhiều loại lắm. Có loại nặng loại nhẹ. Dạ 2 mét cho chị Thúy Lê nè. 29k nè. 2 mét cho chị Hiền Nguyễn 29k. Dạ vải sọc caro em có luôn á chị. Sọc caro cũng có luôn. Rồi 2 mét này cho chị Thúy Lê nè. Chị Thúy Lê như đơn mới hết ta. Chị nào mà đơn mới cho em số điện thoại nha mấy chị nha. Để ngày mai em gọi điện cho nó tiện á. 29k là 2 mét á. Chị Thúy Lê cho em xin số điện thoại với. Còn cái này là 2 mét của chị Hiền Nguyễn nè. Em có inbox cho mấy chị nha. Nếu mấy chị không có tiện cho số trên live mấy chị nhắn giùm em. Dạ khổ này khổ 1,5 mét nha chị Lê Đạt nha. Dạ em thấy số điện thoại của chị Thúy Lê đây nè. Khổ 1,5 mét nha mấy chị nha. Khổ 1,5 mét, 2 mét này có 29.000 à. Về mình may đồ bộ hoặc là mình may áo đầm, mình may áo dài. Đồ bộ thì mấy chị không cần lót gì hết. Lên áo đầm cũng được nha mấy chị nha. Dạ 2 mét cho chị Hiền Nguyễn. Này còn á, cho Liên Huỳnh 2 mét nữa nha. Uống có, cho có ly trà sữa uống mà mắng vố hoài luôn. 29.000 là 2 mét này mấy chị nè. Em còn cái này chắc được 2-3 chị nữa là hết rồi. Này siêu rẻ đâu mấy chị. Cái này là hàng này, hàng vanh lụa nha. Hàng vanh lụa. Chị nào mà về mình may áo đầm hoặc là mình may may áo dài hoặc là mình may đồ bộ rồi gì đó, không có cần lót cái gì hết. May áo đầm, áo dài rồi vậy. Cái này áo đầm cũng không cần lót, nhưng mà thực ra thì nên mặc áo đầm cũng nên lót, bởi vì sợ nó dính mông á mấy chị. Dạ 2 mét 29k cho Liên Huỳnh nè. Dạ cái này em còn mấy mét, có chị nào lấy nó không nè. Cái này em còn mấy mét hàng vanh lụa. Vanh lụa màu này cũng dễ thương, hoa nhí mấy chị nè. 1 mét ha. Này nó bị sập ở giữa, để là em giảm khúc này cho. Khúc này nó bị nối rồi. 2 mét nè. 3 mét. Dạ em còn 3 mét không được. Cái này còn 3 mét rưỡi à. 3 mét rưỡi, Liên Huyền lấy khúc này thì lấy 4 mét không đủ. À cắt thêm 2 mét được không? Ý là cắt thêm 2 mét nữa thì được, chứ khúc nguyên 4 mét thì giờ hết rồi. Cái này còn 58k nè. 58k mà từ khúc này nó bị lỗi. Khúc này nó cũng bị lỗi nữa, để giảm thì được á. Khúc này nó bị lỗi nha mấy chị nha. Nó bị lỗi đường in nè, nó lỗi đường in nè. Liên Huyền lấy thêm khúc này 2 mét đi. Để nó nối nữa chứ, nó nối sợ không có được. À, cắt bên này được nè ha, bên này cắt vô được 2 mét nè. Để khúc này cho chị Liên Huỳnh đi, 29k nữa. Rồi ha, rồi qua mẫu khác rồi đó chị ơi, em qua mẫu khác nè. Cái này 3 mét mấy chị ơi. 3 mét hàng von chiếc phong nha. 3 mét von chiếc phong hoa nâu nè. Rồi, cái này von chiếc phong thì nhẹ lắm mấy chị. Dạ 3 mét này có 38.000 thôi nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 38k nha. 3 mét 38k. Chị nào lấy thì comment giùm em là 38k 3 mét nha. Von chiếc phong. Cái von chiếc phong này là mấy chị lên áo dài hoặc là lên áo kiểu hoặc lên áo đầm nha. 3 mét 38.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 38 3 mét nha. 38 3 mét nè. Dạ em chốt cho chị Nguyễn Mụi nha. Chị ơi cái này là nó bay nha, nó không có giãn nha chị nha. Cái hàng này không có giãn nhưng mà rất là mềm luôn. Chị về cái này thì mình có thể là may đầm, nhưng mà may đầm thì mình phải lót á, may áo thì không cần lót nha chị nha. Cái này mình may đầm thì không thì phải lót nè, còn may áo thì mình không cần lót. 3 mét là 38.000 nha chị nha. Chốt cho chị Nguyễn Mụi nè. Cái này là xốp gạo mấy chị, vải xốp gạo ha. Vải xốp gạo, cái này mã này 61.000. Gà rũ. Cái đó là siêu rũ luôn á. Dạ 61.000, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 61 nè. Anh chỉnh quá sao mà hỏi còn thực đó nha.
61k xốp gạo nha. Cái hàng này có giảm ha, xốp gạo có giảm nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 61k. 61k nha. Được 1 mét nè. 2 3. Dạ cái này của em được 3m7 ha. 3m7 61.000 xốp gạo nha mấy chị nha, xốp gạo có giảm luôn. Mình hàng xốp xốp gạo nha. Mình hàng xốp gạo hoa màu xanh nè. Mình hàng xốp gạo hoa màu xanh có giảm 61.000 3m7. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 61k nha. 61k 3m7 nè, chị nào lấy thì comment giùm em là 61k 3m7 nha. 61k 3m7. Cái này cũng là von nha mấy chị nha. Dạ 61k chốt cho chị Thúy Lê. Mã này nè. Cái này là von chiếc phong mấy chị ơi. Von chiếc phong nè. Von chiếc phong được 1m. 2m. Cái này được 2m1 ha. 2m1. Dạ chị Kim Khuê Vũ mã 61 em hết rồi. Dạ 2m1 28k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là 28k 2m1 nha. 2m1 28k von chiếc phong hoa nhí luôn mấy chị. Đây von chiếc phong hoa nhí này 2m1 28 nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 28 nha, von chiếc phong nha. Mềm rũ rượi luôn mấy chị. Em chốt cho chị Hiền Nguyễn mã 28 nha. Cái này cũng là von chiếc phong ha. Von chiếc phong nè. Một mét. Này được mét 9 mấy chị nha. Này 1m9 thôi. Cái này 22k 1m9 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 22 mấy chị nha. Mã 22 1m9. Mã 22 1m9 von chiếc phong hoa nhí luôn. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 22k. 1m9 22k em chốt cho chị Thúy Lê. Cái mã đó hết thì chị Trung Thị Linh ơi. Cái này là hàng kaki thun nha. Gọi là kaki cotton á, mà nó có thun á mấy chị, về may chân váy hoặc là đồ ôm hoặc là quần đồ cũng đẹp. Và cái này là 55.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 55k nè. Cái này kaki thun ha. Kaki thun màu trắng sữa. Đây. 55k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 55 nha. Mã 55. Giờ cân lên trung giá luôn á, 1m. Ủa này nó bị rách biên mấy chị ha. Cái này được mét 6 nha. Được mét 6 để em giảm cho nha. Nó bị rách một miếng chỗ này nè. Em giảm này còn 50 ha. 55 giảm còn 50 cho chị Maria Hạnh nè. Cái này là lụa màu hồng mấy chị, lụa màu hồng da nha. Cái này hồng cam nhé, để mình về mình lót á, mã 12.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em cái này 12k. 12k màu hồng cam nha, về mình lót mấy chị nha. Lụa này nó có giãn luôn ha. 12k và con chốt cho cô Kim Cương Võ nè. 1m2 nha cô nha. 1m2 12k cho cô Kim Cương Võ. Chị Kim Khuê Vũ cái mã lụa hồng nó em hết nha. Còn cái lụa màu đen nè, lụa màu đen cái này là 19.000 ha. 19.000 cái này 2m nè mấy chị nè. 2m 19.000 tính ra 1m 9.500 thôi mấy chị. 2m 19k nè. Lụa này có giãn nha, người ta kêu là lụa lót á, lụa nabutai á. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 19 nha. Mã 19 màu đen. Chị nào mua về mình lót túi, lót đầm hay là mình may áo ngủ ở nhà cũng được ha. 19k con chốt cho cô Kim Cương Võ nè. Cái này là satin lụa ha, satin lụa cái này màu xám nhớt. Mã 26.000. Mã 26.000 có giãn mấy chị nha. Cái này có giãn nha. Đó, có giãn màu xám nhớt nha, màu xám lam á. 1m. Cái này 1m7, 1m7 26k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 26m7 nè. 26m7. 26m7 màu nhớt thôi. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là mã 26. Về mình cái này mình may quần áo dài lam hoặc là mình may đồ pyjama cũng được mấy chị. 1m7 26k, chốt cho chị Trung Thị Đinh nè. Giãn này là lụa mango mấy chị nha. Lụa mango. Để em coi cái này được mấy mét nè. Lụa mango mấy chị nè, lụa mango ha. Được 1m nè. 2m. Giãn này của em được 2m3 nha. 2m3 lụa mango mấy chị nè. 2m3 lụa mango. Mã 41.000, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 41 nha. 2m3 nha mấy chị nha, 2m3 lụa mango. 41k chốt cô chị Maria Hạnh nè. Này là von ha. Von nè. Mã này là 14.000 mấy chị nha. 1m2.
nhầm rồi mấy chị, 11.000, 11.000 một mét hai. Dạ cái mã mango đó em hết rồi chị, chị Đinh em hết rồi, chị Thúy Lê hết rồi, chị Nguyễn Muội. Dạ cái này là 11k một mét hai, là chị nào lấy thì comment nhà em là mã 11 này, về mình may áo hoặc là mình pha phối gì đó cũng được ha. 11k một mét hai, chị nào lấy thì comment nhà em là mã 11.000 mấy chị nha, mã 11.000. Em chốt cho chị Trung Thị Đinh mã 11k nè ha. Cái này là lụa vân lụa 30.000, 30.000 nè. Cái này được 2 mét ha, 1m7 mấy chị, 1m7, 1m7 30.000, bò sữa màu xanh nha. Chị nào lấy thì comment nhìn em. Chị Dung vỏ cái mã đó hết rồi. Đây là 30k nè, 30k 1m7, chị nào lấy thì comment nhìn em. Cái hàng này giống như lụa 100D mấy chị nha, lụa 100D có giãn ha, lụa 100D có giãn nè ha. Lụa 100D có giãn 1m7 30k. Chị nào lấy thì comment nhìn em là mã này, mã 30 màu xanh ngọc mấy chị nha. Nền màu xanh ngọc, nền màu xanh ngọc họa tiết giống như là bò sữa vậy đó. Dạ em chào chị Đức Hiệp nha. Em chào chị. Cái này 1m7 nè, 1m7 30k ha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 30. Lụa 100D có giãn nha. Nền nó mát lắm á chị, nền nó rất là mát luôn á. Lụa 100D màu xanh ngọc, màu xanh ngọc bò sữa nè ha. Chị nào lấy thì comment giùm em mã là 30. Khổ 1m5, về mình may đầm, mình may đồ bộ gì cũng được hết, mình may không cần lót nha. Đồ bộ với đầm cái này không cần lót nè. 1m7 30k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 30 nha. Mã 30. Rồi cái này là chất này giống, chất này giống như là tầm ý mấy ta. Phi mờ mấy chị, phi mờ. Mã này 54k nè. Dạ 30 em chốt của chị Như Hồng nha. Dạ cái này về mấy chị may quần bà ba mấy chị này, 54k nha. 54k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 54 này ha. Mã 54 nha nè. Không, cái này là không phải phi mờ đâu mấy chị. Cái này chất giống như là, chất này giống gọi là satin, nhưng mà satin nhưng mà chất của nó rất là mềm ha, chất của nó dài dặn và mềm hơn á. Mã 55.000 là chị nào lấy thì comment giùm em là 55k nha, 55k. Chất này mấy chị lên may áo dài hoặc là mấy chị may quần áo dài, mấy quần bà ba là rất là ok nha. Cái mã mà phi mờ em nói lên quần tây được, còn cái này không lên quần tây được, cái này mình chỉ lên được quần áo dài thôi. 55k 1m nè, 2, cái này là 3m, 4m, 4m2 nha. 4m2 55.000 là chị nào lấy thì comment giùm em là 55k. Lụa satin có giãn nha. Satin này có giãn khổ 1m5. Satin này có giãn khổ 1m5 nha. Em chốt cho chị Dung Võ 55k nè. Chị Kim Khuê khúc đó hết rồi. Chị Dung Võ, chị cho em xin số điện thoại cho chị nha. Tại vì hôm nay em không có, em không có máy tính ở đây á, nên em không có lấy, em không có có nốt đơn được, nên em không có nốt được cho mấy bạn số điện thoại á. Chị cho em xin lại số để mấy bạn ghi vô trong trong phiếu luôn nha. Dạ chị chờ em xíu nha chị nha. Dạ cái sinh minh này em còn khúc này dài lắm nè, em còn khúc này dài lắm. Cái này dài lắm á chị. Cái này là satin lụa nè, cái này là 76k nè. 2 khúc ha. Lấy một khúc cho chị nha. Cái này chị Maria Hạnh hồi bữa hỏi em biết giờ có lấy nữa không. Mã này 31.000 nè. À chị Kim Khuê Vũ. Dạ không, cái mã màu cái màu đen đó là hết rồi. Nhưng mà hồi, chắc là em còn á chị. Cái màu đen hồi nãy em nhớ là còn mấy khúc á, còn mấy khúc á. Cái này 31.000, chị nào lấy thì comment 31.000 nè cho chị dây mát nha. 31k nè. Chị dây mát. Không biết chị tên gì để em gọi cho dễ chị. Dạ 2m nha. 2m 31.000 nè. Chờ em xíu với chị. 2m 31.000 cho chị dây ma nè, 2m ha. Cái này hình như là còn ở đâu đó nữa. Tại vì giờ nãy giờ có 2 3 chị lấy luôn nên chắc em không có chừa cho chị mà để hạn được. Khúc này là 45k nè. Để lát nữa em kiếm chị khúc khác nha. Dạ 45k nha chị, mấy chị nè, 45k. 45k này chị Dung Võ hay là chị Đức Hiệp có lấy thì comment giùm em là mã 45 nha. Mã 45 chốt của chị Dung Võ khúc này ha. Còn cái này em nhớ là em còn á, để em kiếm em để chị Maria nha. Dạ khúc này là 56 nha, chị Đức Hiệp lấy khúc này đúng không chị? 56k, cái này là satin màu xanh dương nè. Nha chị nha. Chị Đức Hiệp có lấy thì comment giùm em là 56k nha. Hôm bữa khúc đen may quần không đủ. Ủa hôm bữa chị lấy khúc bao nhiêu? Chị lấy cái khúc 1m1 30.000 đúng không?
Dạ 45k là vải satin lụa, mà cái đó nó rất là mềm và rũ luôn, chắc nó khác cái này nhiều. Mà cái đó còn mấy khúc á, để lát nữa nếu em kiếm còn thì em để cho chị, tại chị Maria Hạnh cũng mới dặn á, nếu kiếm còn thì em để cho chị khúc, chị Maria Hạnh một khúc nha. Cái đó mềm đẹp lắm chị, cái đó mềm đẹp lắm luôn á, satin lụa ha. Này 56k, em để cho chị dung vỏ nè, 56k ha. 1 mét, 2 mét, 3 mét. Này được hơn 3 mét nha chị nha. Hơn 3 mét cho chị dung vỏ nha. Dạ để em kiếm cho. Còn chị Kim Khuê Vũ nó khúc đó không đúng, không may đủ hả? Nãy giờ lên hết rồi nữa chứ. Để em kiếm. Để lát nữa nếu mà có thì em để nha. Để em gửi em tặng chị khúc, tại cái đó là bữa quà tặng của ngày 22 ngày Black Friday á. Dạ mã này 102 nè mấy chị nè. 102, cái này hơn 10 mét luôn nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 102 kèm số mét nha. Lụa giấy mấy chị, lụa giấy có chân nè. Mã 102 kèm số mét. Cho chị cũng sổ hay là cái bút gì đó chị nói lại mấy chị nhận cái gì đó, lát những like xong mình quên nha. 102, cho mượn cái bút đi. Mã này 102 nha. Giờ chị nắng vàng ấy, mã 56 em hết rồi. Mã 102 nè. Dạ. Dạ mã 102 cái này lụa giấy mấy chị này, mà cái này đẹp kinh khủng luôn. Chị nào cắt thì comment mã 102 kèm số mét rồi em cắt nha. Mã 102 mấy chị này, cái này gần 10 mét đó, tính đằng mét tầm cỡ hơn 10 ngàn thôi. 1 mét, 2 mét. Cái này gần 10 mét mấy chị nha. 102 ngàn lụa giấy. Lụa giấy cái này là đúng chất lụa giấy luôn. Nó rất là mềm ha. Mềm không khô nha mấy chị nha. Mềm không khô, dạ 1 ký 100 ngàn á. 1 ký. Hôm nay là em sale, em qua nhà mới để em sale mấy. Dạ cái này mát đó cô. Cái này mát lắm. 102 ngàn. Em con cắt cho chị đang em cắt cho chị đang ly 2 mét nè, chị Trung Thị Đinh 1 mét rưỡi nè. 1 mét rưỡi chị Trung Thị Đinh nè. Cái này siêu mát luôn mấy chị ơi, cái này mát lắm. Cái này phải gọi là mang như không mang luôn á. Rồi, tới chị Kim Thị thôi nha mấy chị nha, em sợ không đủ. Cái này mấy chị về may đồ bộ hoặc là mình may quần ống suông, may áo sơ mi kiểu rồi vậy đó. Nó rất là nhẹ. Cái mặt hàng này nó nhẹ, nhẹ tưng luôn á. Dạ cái này là 14k nè, 1,5 m. Cho chị Trung Thị Đinh nè. Tới hơn bao nhiêu nữa chứ chị không có máy tính, nó không có chạy. 2 mét cho chị Đăng Ly nè ha. Rồi like mà có một cái điện thoại không thôi mấy chị, nên là đọc comment không được, nó ẩn hết. Mét cho chị Đăng Ly nè. Dạ, chị chờ em bữa tối em gọi lại cho chị đúng không ạ? Dạ, dạ 2 mét cho chị Đăng Ly. Cái này là 17 ngàn nha. Rồi ai nữa? 17. Dạ cho em cắt thêm mấy chị, tại vì điện thoại nó ẩn rồi em đọc comment không kịp, em mới nhờ bé đọc. 2 mét cho cô Kim Cương Võ. Rồi chị Kim Thị 2,5 m. Chắc tới đó là không đủ rồi. Tới đó rồi. 1 mét. Không đủ. Để có được con không đấy. Trời ơi, này sẽ đi. Sẽ đi này. Hai mét 17k nè. Này 2,5 m đúng không? Con thấy một chị nữa.
rưỡi cho chị Kinh Thị nè, 23 ngàn. Hai mét cho chị Bảo Châu Nguyễn ha. Chị Mai Phượng ơi, cái này không đủ 2 mét á. Chắc còn mét rưỡi chị lấy giùm em nha. Này mình may bộ đồ ngắn cũng được. Rồi 2m17 nha. Cái này chị Mai Phượng em còn ngắn chị lấy giùm em nha. Rồi hết rồi mấy chị ơi, tới chị Mai Phượng là hết sạch rồi. Cái này em còn đúng mét rưỡi luôn chị nè. Còn đúng mét rưỡi nha. Chị lấy cái này giùm em. Đúng mét rưỡi cái này 14 ngàn nha chị nha, 14 ngàn. Rồi mấy chị, qua cái này là lụa satin thun nha, lụa satin thun màu hồng dâu nè. Mã này là 35k. 35k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 35 nha. Satin thun khổ 1m2 màu hồng dâu, rất là giãn luôn. 35k và cái này của em được 1m nè. 2m, 2m rưỡi mấy chị ơi. 2m rưỡi 35 ngàn. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 35 nha. Satin thun nè mấy chị nè. Nó giãn rồi nó tưng lên lại đã ghê lắm. Nó không có hề thấy gì luôn á. 25k, à 2m rưỡi 35 ngàn. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 35 satin thun nha. Dạ em chốt cho chị nắng vàng nè. Chị nắng vàng hồi nãy cho số rồi đó. Dạ cái này ăn cái này còn đi chị uống hả? Chị ơi chị nắng vàng á, chị cho em xin lại số với, tại hồi nãy chưa chốt được nên em chưa có copy cái số đó lại á. Này lụa châu tôn màu nâu đất nè mấy chị nè, 2m ha. 2m 47k. Ủa để em cân lại giá sale nha mấy chị nha. Dạ 2m cái này là 36 ngàn nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là 36. Lụa châu tôn màu nâu đất ha. Về mình may áo dài rồi vậy rất là đẹp luôn. Mình may áo dài hoặc là áo đầm hoặc là đồ bộ nha. Hoặc là quần áo dài gì đó. Dạ em thấy số điện thoại của chị nắng vàng rồi ha. Cái này là 2m giờ còn có 35 ngàn thôi đúng không? 2m giờ còn có 38 ngàn. Cái này 38 ngàn thôi chị nha. Dạ 47 là giá chưa xíu. Dạ 38 ngàn cho chị nắng vàng nè. 38 hay 36 vậy? Ghi 36 đi, chắc là do mình đọc bị sai á. Dạ 36 ngàn cho chị nắng vàng nha. Cái này là vải tôn nè mấy chị nè. Vải tôn. Vải tôn cái này là 50 ngàn. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 50 nha. Vải tôn 2m8 mấy chị. 2m8 50k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là cái này 50k nè nha. 50k vải tôn mấy chị. Vải tôn màu rêu ha. Em chốt cho chị Akari nha. Em chốt cho chị Akari 50k màu rêu cho chị Akari nè. Rồi đằng sau này hết ha. Giờ tiếp phím phía dưới nè. Lụa châu tôn mấy chị. Lụa châu tôn màu hồng ruốc nha mấy chị nha. Màu hồng ruốc, chị nào mua về mình may quần rồi vậy nè. Và mã này là 29k. Chị nào lấy thì comment giùm em là 29k màu hồng ruốc nha. 29k. Khúc này chị nào lấy thì comment giùm em là màu này là 29k. Cái này gần giống như là màu tím á ha. Và 1m rưỡi mấy chị nha. 1m rưỡi, 1m55 á. 1m55 29 ngàn. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 29, 1m55 nha. 1m55 29k. Cái màu này là lụa châu tôn nha. Lụa châu tôn 1m55 29k. Cái này màu hồng ruốc, gần giống như là tông màu tím ha. Gần giống như là màu tím. 29 ngàn. 1m rưỡi. 29 ngàn, 1m rưỡi mấy chị. Về mình may quần hoặc là mình may áo kiểu, may áo công sở này. Cái này mấy chị về may áo công sở ha. Hoặc là mình may quần hoặc là mình may đầm rồi vậy cũng được nè. Em chốt cho chị Trần Thị Lợi mã này 29 nè. Cái này em còn á, chị nào lấy thì comment nha. Lụa châu tôn mã sọc này ha. Lụa châu tôn cái này là sọc nhí nè. Sọc nhí. Mã này 43k. Chị nào lấy thì comment giùm em là 43k. Cái này cũng không phải lụa châu tôn, cái này có giãn chị. Cái này chất gì mà nó có giãn nha. 43k cái này có giãn à, dày dặn luôn. Cái này dày hơn châu tôn đó chị nha. 43k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là 43k nè. Lụa gì không rõ, cái hàng này hàng để dành để may đồ đó mấy chị. 1m3 nè. 1m3 43k ha, để cho chị xây ma nè. Dạ em thấy chị Thuận Hà rồi, em chào chị Thuận Hà nha. 43k, chị Dung bỏ lấy một khúc ha. Cái này khúc này 47k, cái này dài hơn nha chị nha. 47k nè. Còn không mấy chị ơi? Còn xốp gạo nè mấy chị nè. Xốp gạo màu xanh lá nha. Dạ mã đó em hết rồi mấy chị. Mã này 87k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là 87 nè. Cái này có thun giãn luôn á. Cái này xốp gạo mà nó có giãn luôn á. Chị Dung bỏ 47. Cái này có giãn nha.
Vải này là vải gì mà nó có sốt gạo mà nó dày dặn có giả này, bữa em nhớ là trừ là để dành để may đầm hay gì đó. Cái này mấy chị lên da là không thấy gì luôn á, lên đầm lên đầm lên chân váy áo gì không thấy, khúc đầu 43, khúc sau 47. Cái này để em cân lên được bao nhiêu nè. Giờ là sale luôn. Giờ để lâu quá rồi không may đồ mấy chị. Giờ cái này 85.000. Mà cái vải này đẹp lắm, tại cái vải này em để dành là cái vải rất là ok, dày dặn lắm ha. Đây. 85.000 hả? Mới đọc xong. 1 mét. Em biết gọi chất này là chất gì, thun thì cũng không phải thun mà nó dạng giống như thun vậy đó. Mà cái này giống như không biết là lụa gì. 2 mét nè. 2m8 ha. 2m8. Ô cái này nó bị hư rồi, để lâu quá nó bị dính cái gì rồi. Nó bị dính cái gì nè mấy chị ơi. Ủa nó bị dính cái gì nguyên cái đường biên luôn á, nó bị dơ nè. Chị nào lấy cái này thì em giảm cho nha. Cân lên cái này là 87.000. Mà chị nào lấy thì để em giảm cái này còn có 55.000 thôi ha. 87 giảm còn 55 nè. Tại nó bị dơ một cái đường, nó dơ một cái biên á, chị nào lấy thì giặt đi giùm em với. Cái này là 2m7 luôn á, 87.000 giảm còn 55 nè ha. 87 giảm còn 55. Em chốt của chị Mai Phượng nha, cái này mấy chị về may đầm hoặc là về may đồ bộ vậy đó. Nó dày lắm, không có cần lót gì hết. Máu đầm là vậy đây. Vải trắng là vải gì? Dạ cái này là hàng thô theo chị, hàng thô theo. Này có hai khúc này, không biết này để bữa để dành may đồ văn nghệ hay là cái gì đây. Mã này 25k nè. Vải này mấy chị về may áo khoác, áo cho mấy chàng trai hoặc là mấy chị về may váy chống nắng hoặc là gì cũng được nha. 25k có giãn luôn mấy chị ha. Cái này lụa cong 100D này có giãn, nhưng cái sợi của ngoài nó sột sột giống như là vải dù vậy đó. Nhưng mà nó không phải vải dù nha, cái này là lụa 100D nha. Một cái này lụa 100D mà giống như là có pha poly á. 1m6 ha, 1m6 25k. Về mình may một cái áo gì mà nó độc lạ nè mấy chị nè, mùa Tết này ha, hai có hai con rồng nè, hoặc là mình phối cái gì đó mà may cái kiểu độc độc cho con trai của mình đi đâu á. Em thấy nó rất là ngầu luôn. 1m6 25.000, chị nào lấy thì comment nhà em là 25, hoặc là mình may được cái gì thì mình may ha. Mình làm khăn bàn hay là mình làm váy chống nắng gì đó cũng được. 25k 1m6 này, chị nào lấy thì comment nhà em là mã này có 25.000 thôi nè. 25.000 1m6. Rồi thêm cái này ha. Mã này về chị nào về may làm khăn bàn em thấy đẹp. Mã này là 37k ha, 37k. 37k. Cái chất của nó cũng tương tự ha. Chất của nó cũng tương tự. Mà họa tiết của nó giống như là trái cây hoa lá này ha. Về mình làm rèm trong nhà bếp hoặc là mình làm khăn bàn rất là đẹp mấy chị nha. Dạ 37k và 25 chốt của chị Đẹp Nguyễn nha. Chị Đẹp Nguyễn ơi, chị cho em xin số điện thoại nha. Cái này là 37k là chị nào lấy thì comment giùm em là 37k về làm khăn bàn ăn á mấy chị. Khăn bàn trong bàn ăn á. Để bắt mắt lắm luôn á, mình nhà mình có con nít rồi vậy á, bắt mắt. Cái này được 2 mét hơn ha. Cái này 2 mét á, 2 mét 37.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là 37k có đủ hoa lá luôn mấy chị. 2 mét 37k này chị nào lấy thì comment giùm em là 37k, hoặc là mình làm về mình làm cái background, hoặc là mình dán mình treo trên tường á, hoặc là mình làm rèm gì đó, cái khúc mà rất là đẹp ha. Khổ dài 1,5 mét mấy chị. Dài 1,5 mét, khổ 1,5 mét, dài 2 mét, 37.000 cho cô chị Thúy Lê nha. Cho cô chị Thúy Lê. Rồi lên tiếp cái hàng à. Em có cái hàng này nè. Giờ em sale luôn ha, cái hàng này. Hàng này em téo lắm. Bữa em hồi em còn ốm chưa có bụng mỡ, em mua nguyên cái vải này luôn. Để em về em may đầm body em mang, rồi nếu mà mang lên mẫu được thì em sẽ lên cho cả nhà em mang chung. Mà tới giờ cái bụng em nó bự bằng cái mông luôn rồi, giờ em không có may nữa. Mã là giờ em cân luôn 100.000, ký là 252. Mà cái này đẹp lắm mấy chị. Kim sa này mấy chị về may đầm dạ hội mà may cổ đổ á, cái này gọi là siêu đẹp luôn á. Giờ em cân lên 100.000 ký này, siêu đẹp luôn nè. Nó dày dặn, cái này là chất thun mà nó có ánh nhũ mà nó cũng không, nó rất là siêu đẹp nha. Đó, nó sang lắm luôn á. Bữa em nhớ là khi em mua cây này là nó có ba, khi em lấy cây này về nó có ba màu, màu xanh, màu hồng với màu đen, mà màu đen là sang nhất đó. Mấy chị về may đầm dạ hội mà cái cổ đổ như này nè, sang lắm. Mấy ôm body á, trời ơi, lên là khúc nào đó khúc đó nó đẹp lắm luôn á. Chị nào lấy cái này về mình may đầm dạ hội rồi vậy nè. Em cân luôn nha mấy chị nha, em cân luôn 100.000 ký, cắt bao nhiêu mét thì em cắt cho thôi. Chứ cái này em cũng không biết bao nhiêu mét, cái hàng này giống như là hàng thun có nhũ ha. Đây mấy chị về may đầm body với cái này siêu đẹp luôn. Khúc nguyên khúc này là 280.000 à. Có vải lam mang cửa màn cửa không? Dạ không chị Hạnh Sally ơi, vải lam màn cửa là khổ phải cao 2m mấy lận á, mà em không có cái vải đó. Dạ chị nào lấy cái thun nhũ rồi thì comment giùm em nha. Đây nè chị nè, cái này là cái hàng là sợi kim tuyến nha, sợi kim tuyến, chứ nó không có phải là cái nhũ này, nó không có hề rớt ra, và phía trong á là nó rất là êm luôn. Cái này là do em banh nó rộng ra, còn là ở trong nó mát lắm,
sờ vô mặt mình, chà mặt mình cũng được, không có bị rát, bị ngứa gì hết nha. Tại cái hàng này em lựa để em may đồ mà. Cái này em chắc là em phải cắt trùng trùng xíu, tại em sợ đó, nó em sợ nó không có đủ. 1,5 m, 1,3 m cho chị Maria Hạnh, 3 m cho chị Mai Phượng. Khổ bao nhiêu hả chị, để em coi đã. Lâu rồi em cũng không có nhớ. Khổ 1 m nè. Khổ 1,5 m chị ơi. Cái này khổ 1,5 m nha. Khổ nhiều sao, khổ em thấy còn dài hơn 1,5 m luôn á, tại cái này nó thun nó giãn á. Khổ hơn 1,5 m luôn á chị. Đó. Cho khổ 1,5 m đi. Cắt cho chị Maria Hạnh 2 m nè. 2 m, 1,3 m nè. Cái thun này em cắt em sợ nó bị trùng trùng nên em sẽ cắt dư dư một xíu nha mấy chị nha. Phòng trường hợp lỡ nhưng mà nó thiếu. Về mình may không đủ. Cái này mấy chị mua về để may đầm dạ hội, đầm cổ đổ đẹp lắm luôn á. Này mấy chị về may là siêu đẹp luôn. Tại bây giờ á em mập quá rồi. Bụng nó mở không mà không may được. Bao nhiêu mét? Dạ 1,3 m chị Maria Hạnh là 38 k. Rồi ai nữa? Mai Phượng 3 m. Dạ chị Mai Phượng 3 m ha. Mình có hai người cắt dễ hơn, có một mình em cắt ha. Em sợ nó không đủ. Này mà chị làm về may áo dài cũng đẹp mấy chị. Thì may đầm body là đẹp nhất. Này chị làm về ghiền đầm body may cái này là tuyệt vời luôn ha. Dạ 2 m của chị là 54 ngàn. Ai? Giờ khúc nào 2 m thì bỏ đại người đó đi. 2 m nhiều quá. Nguyễn Vấn đúng không? Chị đáng lý cắt chưa? 54. 3 m của chị Mai Phượng đúng không? Có nghe không, có lộ không đủ. Không có nghe rõ. 1 m nè. 2 m làm sao lắc là không đủ nha bà. 3 m nè. Chị đáng lý cỏ chứa, chị nhờ chị đáng lý comment sợ má. Chị Đăng Ly ơi, em thấy chị có comment. Ủa chị Đăng Ly có lấy không ta? Chị Đăng Ly ơi, chị có lấy thì chị comment lại giùm em nha. Tại hồi nãy em nhớ đọc qua mà nó bị ẩn rồi á. Nếu chị có lấy thì chị comment lại giùm em rồi em cắt cho chị. Tại em nhớ em đọc tin nhắn của chị sớm lắm. Này chị Đăng Ly muốn cái nào? Chắc muốn cái màu xanh quá hả? Này chứ của chị Đăng Ly muốn được cái gì chứ. Tại chị thấy có comment của chị Đăng Ly á. Dạ 3 m nè. À không có lấy. 3,81 m nè. Ủa có chừng lộn khúc. Từ khúc nó bao nhiêu mét? Khúc này mới 3 m nè. 1 m. Lộn thiệt á. Lại à, này còn này em còn 2 m nữa. Này em còn 2,6 m nè. Chị nè. Hả? Con này còn chị nó Nguyễn Vấn chị chú cắt mà liếng. Cắt rồi. Nhưng mà nó lên. 1,2 m đúng không? 1,2 m rồi cái này con 2 m 2,6 m. À cắt 1,2 m lên bên con 1,4 m đúng không? Là cái này em còn 1,4 m nha. Con chị nó lại nữa không?
còn khoảng mét 3 thôi. Còn khoảng mét 3, chị nào lấy thì comment giùm em nha. Cái này đẹp lắm mấy chị ơi. Dạ ok chị. Dạ 1m2 của chị là 33.000 nè. Em còn cái này là 1m3 là 41, em lấy chị 39.000 thôi nha. Chị xem mát này, em hết rồi. Em hết rồi. Rồi em lên mẫu tiếp cho mấy chị nha. Lên mẫu tiếp. Cái này là cái hàng này hàng có lông quyến rũ nè mấy chị. Chị nào lấy thì em xe khúc này là còn 36.000 nè mấy chị nè. 36.000 về mình phối tùng đầm cho con nít nha mấy chị nha. Đây là hàng von có lông ha. Hàng von có lông 36k. Chị nào lấy thì comment giùm em khúc này 36.000 nha. 36.000 1 mét nè. Cái hàng này đang hot lắm chị, mùa Tết á. Cái này của em được 1m85 á. 1m85 36.000, chị nào lấy thì comment giùm em là 36 nha. Hàng này có phối lông vũ này đó ha. Về mình may đầm á mấy chị. Lớp ở trong nó rất là mềm mấy chị nha. Lớp ở trong nó rất là mềm nha. Em chốt cho chị nắng vàng mã 36 nè. Hôm nay là em lên ngang có mấy cái khúc mà cái hàng tôn đồ mà em thấy em nhắm em lên được rồi em lên hết nha mấy chị nha. Dạ mã này là 20.000 nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 20 nha. Cái này là tôn nhúng mấy chị. Tôn nhúng 20k nè, tôn nhúng ha. Tôn nhúng màu cam đất 1m. Dạ cái này được mét 2 ha. Mét 2 30k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 30 mét 2 ha. Cái này hàng tôn nhúng nha, về mình may quần sọc rồi vậy đó. Em chốt cho chị xem mát nè. 20 chứ không phải 30, mét 2 20k nè chị. Cái này là von mấy chị nha, von nè ha. Mã này là 15.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 15k nha. 15k nè. 15k cái này có giãn mấy chị nha. 15k này được 1m ha. 1m cái này có giãn, von này có giãn này 1m 15.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 15 nha. Cái mã đó em hết rồi chị trong quách rồi. Cái này 15k này, chị nào lấy thì comment giùm em là 15k. Cái này có giãn này ha, có giãn 1m 15.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 15. Von sọc ha, von sọc có giãn nè. Em chốt cho chị Maria Hạnh nha. Cái này cái này có giãn, mình hàng cũng không có sót lắm. Nó mang ok á chị. 15 nè. Cho chị xem màu đen bông tím sau lưng, màu đen bông tím. À, đây hả chị? Đây hả chị? Cái này màu xanh đen. Cái này là xanh đen màu hàng cô tông á chị. Hàng cô tông. Hàng cô tông thì phải giá khác nha mấy chị nha. Hàng cô tông mình cái này là em để một cái này còn 120 thôi cũng được nè. Giá 120 thôi ha. Mã này là 52k này, xanh đen nha chị nha. Xanh đen này 52k. Chị lấy thì comment giùm em là mã này 52k nha, 52k. Xanh đen hoa nha, xanh đen hoa cúc. Và 1m nè. 1m, 2m, 2m2, 2m2 52k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 52k nha. Chị Nguyên Vân hôm bữa chị chốt khúc đó. Ủa hôm bữa chị chốt khúc này hả? Mà bị hụt hả? Ủa? Nhưng mà đơn chị Nguyễn Vân là mình chốt chưa? Đơn chị Nguyễn Vân em chốt chưa? Chờ em chat lại nha. Tại chị Vân Lưu Thùy đơn của chị em đi rồi. Chờ em kiểm tra đơn của chị chốt chưa. Nếu mà đơn chưa chốt nó nằm ở trong túi á. Đó 52k. Chốt cái này cho chị Thuận Hà nha. Có rồi chị. Cái khúc này của chị ở trong túi của chị rồi. Con này của chị. Chốt 52 cho chị Thuận Hà nè. Rồi em lên tiếp cái hàng lụa nha mấy chị nha. Để cho nó cái cùng cái giá đó. Lụa nè. Lụa với von là vậy đó. Von trắng bao nhiêu mét chị em? 1m thôi chị. 1m à, có mười mấy ngàn thôi. Dạ mã này là 32.000. 32.000 nếu không có đủ thì em chốt cho chị. Chị Vi hồi nãy có chị nào mà chốt sau chị Maria Hạnh đó, chị Vi vậy đó. Chị Ni Nguyễn. Chốt cái khúc kia qua cho chị Ni Nguyễn đi. Khoan màu trắng á. Xin số điện thoại của chị Ni Nguyễn nha. Mấy chị ơi, chị nào lấy cái này về làm khăn bàn hay là làm rèm nè thì comment giùm em là mã này là 29.000 mấy chị nha. 29.000 lụa 100D có giãn luôn nha. Lụa 100D có giãn. Màu này thì mấy chị
chị nào về hết về mình làm rèm làm đồ chứ mình lấy nè, 29k nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 29 được 1 mét nè. À 2m 29k nè. Chị Ni Nguyễn ơi, chị cho em xin số nha, em chốt cái khúc màu trắng cho chị á. Dạ cái này là 29k. Chị Ni Nguyễn gì đó mà sao chị Maria Hạnh á. 29k 2m là chị nào lấy về làm khăn bàn, làm rèm hay là mình may đồ này ha. Lụa 100D có giả nha, 2m 29k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 29 2m 29 ngàn nha. 2m 29 ngàn mấy chị. Rồi tiếp thêm cái lụa cái vải này là von nha mấy chị nha. Von mã này 19k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 19k nha. 19k, khúc này đẹp mấy chị ơi. 19k nha, tới giờ ngủ quen chưa? 19k được 1 mét nè. 1m7 mấy chị. 1m7 19.000. Về mình may áo đầm à, về mình may áo sơ mi mấy chị nha. 1m7 19k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 19 nha. 1m7 19k von chiffon mấy chị nè. Cái này mấy chị về may áo dài hoặc là nhưng mà không đủ mấy chị, có 1m7 thôi. Về mình may áo đầm hoặc là mình may sao hôm bữa không gửi vải áo cho chị luôn. Vải nào hả chị ha? Chị đặt vải nào ta? Em chốt cái mã này cho chị Đức Hiệp nha. Có thể là chị đặt chị chốt sau á, có thể là chị chốt sau nên không có gửi kịp á. Em nghĩ là đang còn đơn dồn của chị ở đây nè, để vài bữa có đơn nữa để em gửi nữa. 19k chị Đức Hiệp nè. Lụa châu tôn màu xanh đen ha. Lụa châu tôn màu xanh đen mấy chị. Mã này là 44k nha. Chị Dương Thị Hiếm, chị Nắng Vàng, em mã 19 em hết. Dạ 54k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 54 nha. Màu xanh đen nè, lụa châu tôn 1m 2m ha. 2m. Dạ 2m6. 2m6. 2m6 54k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 54 thì để em cân lại nha, em không biết nhớ mẫu có đúng không nữa. 44k mấy chị. 2m8 44k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 44 nha, 2m8 nha. 2m8 44k nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là 44, màu xanh đen. Màu xanh đen lụa châu tôn nha. Về mình may áo dài hoặc là mình may quần sọt, mình may quần ống rộng hoặc là mình may đồ bộ rồi vậy đó, đều được ha. Về mình may cái mẫu nào cũng được nha mấy chị nha. Mã này là 44k 2m8 nha. 44k 2m8, em chốt cho chị Nắng Vàng nha. Cái lụa châu tôn này em còn mấy khúc mà để em lấy ra em bán cho mấy chị luôn. Màu hồng phấn mấy chị, siêu đẹp luôn ha. Cái này siêu đẹp luôn. Để dành để may đồ mấy chị. Mã này 29k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 29k nha. 29k. Cái này là màu hồng nhưng mà nó cái này của em được 1m rưỡi ha. 1m rưỡi. Dạ không, cái này màu đen em hết rồi, bữa có nhiều lắm mà hết rồi. Cái này 1m rưỡi nè. 1m rưỡi, chị nào lấy thì comment giùm em. Khúc này là 26 ngàn nha. 26 ngàn, 1m rưỡi ha. 26 ngàn, 1m rưỡi. Cái này là màu hồng mấy chị nha, chứ không phải màu trắng đâu nha. Màu hồng ha. Cái này màu hồng kem á. Màu hồng kem nha, 29k. Dạ cái này là lụa châu tôn chị Kim Thị. Cái này lụa châu tôn, mình chuyên may áo dài hoặc là mình may áo sơ mi kiểu áo sơ mi công sở rồi vậy đó. 29 hay 26 quên rồi. Có hai chị đọc cái rồi nhé. Ông này 26 à. Ông không phải. 27. 26 cũng được. Cái 26 chứ chị Kim Thị, hồi nãy em đặt em cân chắc do cái quạt nó qua nên nó thành 29 á. Đây nè, màu hồng nha, lụa châu tôn em có 2 khúc. Dạ 26 em chốt cho chị Trung Thị Đinh nè. Chị Kim Thị có lấy không thì nhắn giùm em nha. Dạ cái đó may quần ống suông được nha chị nha. May quần ống suông hoặc là may áo sơ mi hoặc là may đầm hoặc là may áo dài. Em còn khúc này là 64k ha. Chị Thúy Lê với lại chị may ga gối hả chị? Hình như là có đó. Chị Thúy Lê với lại là chị Hồng Nguyễn Kim Hồng. Chị Hồng Nguyễn Kim Hồng cho em số điện thoại nha. Cho em số điện thoại để em cắt cho mấy chị hai cái này, cắt đôi ra ha. Cái này em cắt đôi ra nè. Cắt đôi cho chị Hồng Nguyễn Kim Hồng với là chị cái đó trắng không có chị, tại vì cái này là màu hồng. Chị không biết. Bỏ mấy chị. Cắt đôi không? Đẹp đoạn gì làm chứ. Dạ màu trắng em hiện tại không có, em có màu hồng thôi à. Thực giấy là cái thực cuông rồi đó. Đó có cái đó đó. Dạ cái mã này là 61 nè, em chia đôi nha. Chia đôi cho chị Hồng Nguyễn Kim Hồng với lại chị ở trên là chị gì á Liên?
Nhà chị Thủy Lê là mỗi người một nửa là 30 ngàn. Em cảm ơn chị mẹ Ti Ti nha. Đây mỗi người 30 nè. Cái màu hồng này đẹp lắm đó chị nha. Rồi hết rồi. Rồi cái này nó von chấm bi mấy chị nè. 100 ngàn một ký ha. Cái này 20k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là 20. Cái này là von nhúng nha. Cái này có giãn nha. 20k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 20. Mã 20 được 1 mét nè. Dạ được 1m8. 1m8 20k. 1m8 20k. Cái này em may là may vải gấm á chị. Cái hàng này may mấy năm rồi mà cái chất của này á, nó cái màu của nó đặc trưng như vậy, nó không có bị mất màu, không có bị phai màu luôn á. Dạ 20k em chốt cho chị Hồng Khuê Kim Hồng nè. Hồng Nguyễn Kim Hồng nè. Em còn nhiều lắm mấy chị nha. Dạ von chiếc phong màu caro ha. Von chiếc phong caro này chị nào lấy thì comment giùm em nè. Dạ mã này mã 105 nha. Comment giùm em là mã 105 kèm số mét giúp em nè. Dạ chị Thúy Lê khô thêm còn nhiều lắm ha. Dạ mã 105 kèm số mét. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 105 kèm số mét nha. Cái này là von chiếc phong họa tiết caro nha. Mã 105 kèm số mét, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 105. Von chiếc phong họa tiết kẻ rô nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 105 kèm số mét giúp em nè. Mã 105 kèm số mét ha. Cái này dài lắm đó chị. Mã này mã 105 chắc phải cái chục mét á. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 105 kèm số mét nha. Mã 105 kèm số mét caro mấy chị nha. Mã 105 kèm số mét giúp em. Mã 105 kèm số mét giúp em nha mấy chị nha. Dạ mã 105 kèm số mét. Dạ chị Nga Lê, vải em mang là vải gấm. Bố gấm á chị, cái này là gấm ha. Gấm mà cái màu của nó giống như là sơn mài á. Nhưng mà cái này em mang là em thích cái này lắm. Bởi tuy là nó không giãn, nhưng mà mình may cái suông suông á, đừng có may ôm mọi người quá. Như cái này cũng ôm mà, nhưng mà dạng đầm chữ A nên nó cũng dễ thở này ha. Cái loại này không giãn. Mà em bỏ mấy giặt em giặt luôn á chị. Giặt luôn không có ủi luôn á. Cái này em mang là không ủi. Em rất thích luôn. Dày dặn không ủi. Mà cái này may một lớp nha. Cái này không phải là may hai lớp. Vải gì màu nâu cà phê sữa sau lưng. À cái này hả chị? Này là vải khô cô tông á. Chị chờ em xíu. Em còn một ít đó. Em còn một ít cái vải lụa em sale rồi. Em sale cái hàng khô cô tông có 150 ký thôi. Rồi tipsy rồi vậy cũng rẻ. Tipsy còn khúc này nè. Em sale 100 ngàn luôn nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 103 kèm số mét nha, vải tipsy nha mấy chị nha. Cái này tipsy dày dặn nè. Dạ chị Thuần Hà, chị có còn xem like chị cho em xin lại số với chị nha. Tại mấy bạn copy không kịp nên bây giờ nó bị ẩn rồi á chị. Dạ mã này là cái này là 4m4 103 ngàn nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 103 kèm số mét nha mấy chị nha. Mã 103. Mã 103 kèm số mét ha. Mã 103 kèm số mét. Cái này em có 4m4 nè mấy chị nè. Cái này 4m4 103k tipsy caro nha. Tipsy caro. Tipsy là cái mẫu về mình lên áo vest hoặc lên quần tây hoặc là mình lên quần sọt là vậy đó. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 103 nha. Mã 103 em chốt cho chị Vi Đào nè. Còn mấy cái này em chưa. Còn mấy cái này cũng là bon mà em chưa có cho lên kệ kịp ha. Cái này là lụa mango mấy chị nha. Mã lụa mango 4m4. Ủa sao chị 103 sao chị? À hay là chị lấy cái von chiếc phong này. À trơn hả? Trơn không, cái đó là tipsy, cái đó là có caro á. Vậy thì không lấy đúng không? Rồi em chốt cho chị Hồng Quân nha. Chốt cho chị Hồng Quân mã 103. Rồi em lên cái này là hàng mango nè mấy chị nè, 30k nè. Dạ em chốt cho chị Hồng Quân là không sao chị. Dạ 30k chị nào lấy thì comment giùm em là mã 30 nha. Mã 30 này được 2m ha. Lụa mango mấy chị, mango màu đỏ ha. 30k này 2m, cái này mát lắm mấy chị ơi. Sờ lên da là nó mát rưỡi luôn á. Này hơn 2m nha, 2m1 á. 2m1 30k chị Đẹp Nguyễn nè. Em chốt cho chị Đẹp Nguyễn có số điện thoại chưa? Chị Đẹp Nguyễn có số điện thoại chưa? Chị Thuận Hòa ơi, chị có chị đang còn xem like thì cho em xin số nha. Dạ 30 em chốt cho chị Đẹp Nguyễn nè. Rồi cái này là von, cái này là tơ ha. Cái này có 5 ngàn à, chị nào lấy thì comment giùm em là 5k nè. Cái này có 5 ngàn thôi nha.
Cái này 1 mét á, hàng tơ á mấy chị. Hàng tơ ha, 1 mét. Này chưa được 1 mét ha, để em coi. Đây là 1 mét đúng mấy chị. 1 mét đúng có 5.000 bạc thôi nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 5k nha. Mã này 5k, vải tơ mấy chị nha. Vải tơ nè, 5k. Chị Hồng Quân hả? Chị Hồng Quân ơi, chị có số, chị cho em xin số điện thoại nha. Dạ 5.000 á, con chốt cho cô Kim Cương Võ. Dạ ở trên like của em á là em thấy chị nào trước là em chốt trước á chị. Trên like của mấy chị là nho mạng của mấy chị đang ở đó nên mấy chị comment mấy chị thấy vậy á. Còn lại trên mạng nó truyền về cái đường truyền của em nó khác nữa. Dạ có số của chị Ngô Phú 5k nhưng mà cái này em chắc em chốt cho chị nào 5k rồi đó. Chốt cho chị chốt cho cô Kim Cương Võ rồi nha mấy chị nha. Dạ cái này của em là chất liệu này là hàng von chip phong nè. Hàng von chip phong, mã này là 40.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em cái này 40 nha. Cái này 40 nè, von ha. Von 40 nè. Dạ em thấy số điện thoại của chị Hồng Quân rồi. Dạ mã này 40k, chị nào lấy thì comment giùm em là 40k nha. 40k. Dạ. 1 mét nè. 2 mét. Dạ em chốt cho chị Dương Thị Hiếm, chị cho em xin số điện thoại nha chị nha. 3 mét nè. Dạ 3 mét rưỡi nha. 3 mét rưỡi cho chị Dương Thị Hiếm, mã 40. Thun mấy chị nha, cái này là thun. Thun cái này là 31k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là 31k nha. Thun cô Tông nè. Thun 31.000 nay sale luôn, còn 100.000 thôi mấy chị ơi. 31.000, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 31 ha. Mã 31. 31.000 mấy chị nha. 31.000 này được mét ha. Khổ 1m8 mấy chị, khổ 1m8 này được mét. Em chốt của chị Thúy Lê nè. 31k em chốt của chị Thúy Lê. Cái này là tôn mấy chị nha, tôn. Dạ số điện, em có số điện thoại của chị Nga Phú rồi nè, copy cho luôn. Nhưng mà cái mã 31 đó em chốt rồi nha mấy chị nha. Dạ mã này là 92k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là 92k nha. 92k, 150 mà nay qua nhà mới sale còn 100.000 tí thôi mấy chị nè. 90k vải tôn nha mấy chị nha, vải tôn 90k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 90 mấy chị nha. Mã 90, 90.000. Mã 90 nè, 1 mét nè. Vải tôn lanh mấy chị nha, tôn lanh bông chân nè. 2 mét, 3 mét, 4 mét vô còn khúc nên sale mấy chị. 5 mét hơn mấy chị nha. 5 mét hơn 90.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 90 nha. 5 mét hơn này 90k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 90, 5 mét hơn nè. Còn có khúc thôi nè, em sale luôn mấy chị. 5 mét hơn 90k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 90 nha. Cái này vải tôn nha mấy chị nha. Vải tôn ha. Dạ. Rồi lên von nữa này mấy chị nè, von ha. Dạ cái này von chip phong, mã này 21.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 21.000 màu loan nha, 21k nè. 1 mét này được 2 mét mấy chị, 2 mét, 2 mét hơn, 2 mét rưỡi luôn, gần 3 mét luôn ha. Dạ gần 3 mét luôn, chị nào lấy thì comment giùm em nè. Dạ 21k em chốt cô chị Ngô Phú. Chị Ngô Phú cho em số điện thoại nha chị nha. Chị Ngô à rồi ok chị. Dạ cắt 2 mét rưỡi cho chị dây mát nè. Ok chị, chờ em xíu nha chị nha. Cắt chị 2 mét rưỡi nha. Vậy gì mà ngậm ông Phật trong miệng vậy? Nỗi này hơn 2 mét rưỡi luôn á. Có cô Tông may bé không anh? Dạ cô Tông, thun cô Tông em lên là giờ là em có luôn nè mấy chị nè. Dạ cái này của chị là 45.000 nha chị xe mát nha, 45k nha. 45k. Cái này là màu trắng là vải lụa nha mấy chị nha. Vải lụa nè, 23.000. Mấy chị chờ xíu hết mấy cái này là em lên thun cô Tông cho mấy chị nè. 23k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 23 nha. Dạ mã 23. Dạ 2m5, 50k, 45k cho chị Nhật Minh nữa ha. Rồi chờ em xíu nè, cái này là 23k, chị nào lấy thì comment. Lụa này lụa. À, dạ em chốt cho chị Kim Thị nha, cái này là lụa giống như về để lót rồi vậy á chị. Dạ em cắt 2m5 cho chị Nhật Minh nè. Do còn ít lắm mấy chị, còn có 1 phút 2 phút mà em sale luôn cho nó hết. Này là sale lỗ hơn giá mua luôn mấy chị. Chị ơi cái này em còn nó lỡ cỡ quá ha. Còn 2m9. Còn 2m9 chị Nhật Minh lấy được không chị? Còn 2m9 nè. Khúc này còn 2m9 chị lấy không? 52.000 thôi nè. Chị Nhật Minh lấy khúc này luôn giùm em nha. 2m9 luôn, gần 3 mét luôn á. 52k nè. Chị lấy này giùm em nha. Tính ra hàng mét có 20 mấy ngàn chị, 20 ngàn à. Cho chị Nhật Minh nè. Nguyễn Đặng Nhật Minh là khúc với tôi tôn tím nó làm hết luôn á. Em lên một cái tôn
tôn hai da màu tím cà, màu tím Huế này mấy chị nè. Mã này là 37k này, chị nào lấy thì comment giùm em là 37k. 37k nha, chị nào lấy thì comment giùm em là 37k nha. Khúc này của em được 1 mét nè. 2 mét. Dạ cái này được 2m4 á mấy chị. 2m4 nè. 2m4. 2m4 37k. Dạ khúc 52 em hết rồi chị Hồng Hiên ơi. Cái này 37k nè. 37k em chốt cô chị Ngọc Thảo nha. 37k em chốt cô chị Ngọc Thảo. Chị Dương Thị Hiếm mà em hết rồi. Cái này là vải tơ nha mấy chị nha. Vải tơ cái này là 13.000 mấy chị. 13.000 nè, chị nào lấy thì comment giùm em là 13k vải tơ nha. Vải tơ 13k nè. 1 mét nè. Cái này được 1m8 ha. 1m8 13k vải tơ. Cái này tơ ha, 1m8 13k. Đó, em chốt cô chị Kim Thị 13k nè. Rồi cái vải này 17.000 mấy chị ơi. 17.000 cái này được mét ha. Để em coi được mét không. Vải caro này dạng giống như là hàng hàng này là giống như hàng gì ta? Hàng gì để mình về mình may quần sọt rồi dễ mấy chị nè. Cái này 17.000 một mét nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 17k nha. Em chốt cô chị Ngô Phú ha. Chị Ngô Phú có số điện thoại đúng không? Chị Mai Nguyễn em hết rồi chị ơi. Hồi nãy chị nào hỏi là có von bông, von màu đen chân không này mấy chị nè, em còn nè. Mã này là 59k nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là 59k. Ủa cái này 59k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là 59k. Cái này giống là hình chữ thập ở giữa chứ không phải là cái bông chân nha. 1 mét nè. 2 mét cái là lụa châu tôn mấy chị nha, về may áo dài là vậy đó. 3 mét hơn mấy chị. 3 mét đó. Cái này được 3m2 á, 3m2. 3m2, chị nào lấy thì comment giùm em là 52.000 nè. 3m2 là 52, 52 59, em chốt chị Dương Thị Hiếm nè. 3m2 lụa châu tôn về may áo dài là vậy, siêu đẹp luôn á chị. Cái này là lên là lụa châu tôn mấy chị nha, lên lụa châu tôn caro nè. Hồi nãy em có khúc caro như vậy nhưng mà là von chiếc phong, còn khúc này là lụa châu tôn nha. Mã này là 109k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 109 kèm số mét. Lụa châu tôn thì nó dày hơn cái von chiếc phong, nó về mấy chị về may áo dài cũng được, may quần bà ba, may đồ bộ cũng được, may áo đầm hoặc là mình may áo sơ mi kiểu cũng được nha, may không cần lót luôn ha. 103k kèm số mét giúp em. Mã này là 103 kèm số mét, lụa châu tôn mấy chị nha. 103 kèm số mét giúp em ha. Lụa châu tôn nè, một mã 103 kèm số mét. Cái này 2 mét nè. 3 mét. 4 mét. 5 mét, 6 mét hơn luôn mấy chị. Này 103k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 103 kèm số mét nha. Lụa châu tôn caro mấy chị nha. Lụa châu tôn caro ha. Rồi cái này cũng là lụa von chiếc phong caro màu đỏ nè. Có chị nào lấy cái này thì comment giùm em là mã này là mã 61 nha. Mã 61. Mã 61, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 61. Cái này là von chiếc phong mấy chị nha. 61k được 1 mét nè. 2 3 4 này 5 mét luôn ha. Gần 5 mét luôn á, gần 5 mét luôn. 61.000, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là mã 61 nha. Có vải may quần đồ nam mặc ở nhà không nhỉ? Có luôn chị, có luôn á. Dạ cái này 61k này, chị nào lấy thì comment giùm em là 61k này ha. 61k gần 5 mét ha. Cái này là von chiếc phong caro này ha. Các cô chị Dương Thị Hiếm 1m8 lụa châu tôn nha. Cái này mềm mấy chị. Cái này chị Hiếm về mình may may áo dài hoặc mình may đồ bộ rất là ok luôn, may áo đầm cũng được ha, không cần lót gì hết. Mình hàng này mềm rũ mấy chị nha. Cái này là mềm rũ nha chị Hiếm nha. Các cái chị mét 8 nè. Rồi, xe rù rồi. Dạ 1m8. Em chốt cho chị 1m8 là 31k. Dạ mã 61 em chốt cho chị đẹp nè. 61k. Dạ cho chị Nguyễn Kim Hồng 2m ạ. À. Dạ ok chị nha. Dạ rô xanh này là vải này là lụa châu tôn chị nha. Lụa châu tôn để may áo dài hoặc là mình may may quần ống suông hoặc là mình may quần bà ba, đồ bà ba là vậy đó. Cái caro xanh này là lụa châu tôn nha. Em có hai cái caro xanh cùng họa tiết luôn, nhưng mà cái này là von chiếc phong, còn cái này là lụa châu tôn. Cái von chiếc phong nó mỏng hơn, lụa châu tôn nó dày dặn hơn nha. Em xem caro máy may vest không? Dạ caro may vest em cũng có, nhưng mà giờ để lát em coi thử trong này nhà còn không, tại vì đa số là em đem ra cửa hàng rồi, không có like ở đây á mấy chị.
ra cửa hàng không có hàng like. Dạ 2 mét cho chị Hồng Nguyễn, Nguyễn Kim Hồng nè. Chị Kim Thị có lấy thì chị nhắn giùm em nha, tại vì cái này còn ít thôi à. Cái này về mình may đồ bộ hoặc là mình may quần ống suông, may áo công sở, áo sơ mi công sở hoặc là mình may đầm rồi vậy mấy chị. Cái này dài dặn không cần lót gì hết nha. Hàng này là rủ lắm luôn á, cái này rất là rủ. 2 mét. Dạ 2 mét là 35.000 nè. 2 mét 35.000, em còn khúc này thôi. Em còn khúc này là 41k nè. Em còn khúc này 41k nè. Còn chị nào lấy thì comment giùm em là 41k khúc này nha. May áo dài cũng được, may đồ bộ hoặc là mình may quần ống suông, may đầm công sở hoặc là may đầm sơ mi đều được mấy chị nha. 2 mét. Dạ cái này em còn 2m3 nha. Dạ 2m3. Dạ 2m3 chị nắng vàng lấy giùm em nha. 41 lấy cho chị 40 ngàn thôi. Rồi lấy von chiếc phong này mấy chị nè. Von chiếc phong nha. Cái này là 45k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 45 nè. Von chiếc phong 45k. Dạ em thấy số điện thoại của chị Huỳnh đẹp nha. Cái này là số chéo mấy chị nha. Cái này là số chéo nha. 45k họa tiết chéo rồi, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 45.000 mấy chị nha. 45k được 1 mét nè. 2 3. Dạ cái này được 3m7 ha. 3m7 45.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 45 3m7 nha. 3m7 45k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 45 nha. Chị Hồng Mơ xem caro may vest. Dạ ok chị. Để chụp hình lại. Tôi quên. Caro may vét hết ta. Mà họa tiết phải là caro luôn đúng không chị? Em có cái khúc này nha. Nếu chị lấy á, dạ 45k em chốt của chị hợp trần nè. Em chốt của chị hợp trần mã 45 ha. Mã 45 em thấy số điện thoại của chị rồi. Dạ cái mã này 48k nè. Cái hàng này giống như là bố ha. 48k. Cái này mấy chị về may. Nếu mà lấy cái vest may tiếp, lấy vest may may bằng tipsy thì đẹp nhất. Cái này thì không có biết là lên vest nó có ok không. 48k này mấy chị nè, 48k nè. Dạ sọc nhỏ thôi hả chị hả? Này 48k mình lên quần hoặc là lên quần sọt hoặc là lên đồ thì ok hơn. Chị nào thích thì mình lên vest hoặc lên áo măng tô cũng đẹp nha. Em chốt của chị Ngô Phú mã 48 nè. Chị Hồng Mơ thích cái sọc nhỏ đúng không? Em cảm ơn chị Chi Lê nha. Em chốt của chị Ngọc Ngô Phú mã 48 nè. Chị Hồng Mơ sọc nhỏ thì để em kiếm nha chị nha, chứ hiện tại là thấy là chưa có rồi đó. Rồi cái này là von ép nhung mấy chị nha. Mã này là 22k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 22k von ép nhung nha. Von ép nhung. Nay sale còn 100.000 một ký thôi mấy chị nè. 1 mét. Dạ có luôn chị nha. Này 1m4 ha. 1m4. Chờ em tí em còn mấy khúc này rồi em like hết luôn. Dạ 1m4 22.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 22 nè. Có vải mà quần đen nhà có luôn á. Có. Nay là có thiệt. 22k cho chị Huỳnh đẹp nè. Do còn ít khúc á. Em sẽ cho hết cái mấy cái này để cho nó dọn bớt nhà, tại vì hàng em nhập về nhiều lắm. Giờ không có chỗ để mà giữ mấy cái hàng này nữa. Rồi lụa châu tôn sọc kẻ to mấy chị nè. Chị nào lấy cái này thì comment giùm em là mã này 45k nha. Mã 45k. Chị nào lấy thì comment giùm em mã này 45k lụa châu tôn nha. Lụa châu tôn về may quần ống suông, may đồ bộ, may đầm hoặc là may áo sơ mi công sở, may áo dài ha. 1 mét nè. 2 mét. Dạ cái này được 2m7 ha. 2m7 45k em chốt cho chị hiếm nha. Cái này lụa châu tôn đó chị. 2m7 45k. Cái này còn cái một cái mã mà von ép lông nữa nè, để mình về mình phối để may áo đầm rồi vậy đó. May áo đầm rồi vậy á. Mã này 47k nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là 47k. Dạ đầm em đang mang là lụa là bố gấm chị. Cái này là bố gấm. Mà cái này em nói thiệt luôn là em may từ hồi em đang làm mắt bảo là năm 20 mấy ta? Năm 2018 thì phải á. Mà tới giờ nó không có phai màu luôn á. Mà cái này mang là em thấy em rất là thích. Tuy nó không có giãn. May mà nếu mà mình vận động nhiều quá thì mình sẽ bị nóng, nên em may cái tay phồng phồng lên bên này nên tay em dễ vận chuyển á. Lần đầu em đến cover theo váy của Hà Cúc á, nhưng mà mang không được. Bởi vì cái nách của nó sát cái vậy thì mình dơ ra không được, tại vì cái này nó không có giãn á. Mình hàng rất là dày dặn luôn. Mà mình giặt mới giặt xong em cũng không có cần ủi luôn á. Nè 47k này 1 mét nè. Mà lâu lắm rồi không có thấy cái vải này về nữa mấy chị. 2 mét.
Nếu mà chị xin Khang xin để bữa nay em săn cái vải này về rồi để em like luôn. Dạ 2,5 m mấy chị nha. Dạ 2,5 m 47k, chị nào mua về thì mình phối đầm rồi vậy đó hả? Màu hồng mấy chị nha, màu hồng có lông lông nè. 47k 2,5 m, em chốt cho chị Trần Chi Lê nè. 47k 2,5 m. Cái này là vải này là lụa châu tôn mấy chị nha, lụa châu tôn chấm bi màu đỏ này, mã này là 33.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 33k nha, lụa châu tôn 33.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là 33 nè. 1 m. Cái này của em được 1m75 nha mấy chị nha, 1m75 33k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 33 nha. Lụa châu tôn mấy chị nè, lụa châu tôn về mình may đồ bộ hoặc là mình may áo đầm, áo kiểu rồi vậy đó. Mình hàng dày không cần lót gì mấy chị nha. Mình hàng rất là rủ luôn. Mình hàng rất là rủ ha, lụa châu tôn dày dặn nè. 35k. 35k, 33k, 1m7 và 3 đúng không? Chốt cô chị Bảo Châu Nguyễn nè. Chốt cô chị Bảo Châu Nguyễn. Khúc này em còn khúc nữa này mấy chị nè, còn khúc nữa nè. Do còn ít đem sale luôn cho nó hết. Cái này là tôn chân nha, tôn bông chân, cái mã này là 55k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 55. Hồi nãy có chị nào mà mình chốt chưa được á thì giờ chốt nha. 55k nè, tôn có hai chân đăng mấy chị nha. Tôn hai chân đăng này 55k 1m. 2m. 3m, cái này được 3,2 m ha. 3,2 m 55k này, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 55 mấy chị nha. 3,2 m 55k. 3,2 m 55k, tôn có hai chân đăng ha, màu tím luôn. 55k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 55 nha mấy chị nha. Mã này 55 3,2 m ha. 3,2 m 55 này, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 55k 3,2 m nè. Hồi nãy có mấy chị chốt cái này luôn á mà không thấy, giờ mới thấy cái này. Này giống như là hay da vậy. Dạ 55k em chốt cho chị Dương Thị Hiếm nha. Thêm cái này hồi nãy chị nào mà mình chưa lấy nè ha. Dạ mã này là 50 mấy chị nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là 50 nha. 50k nè, tôn nha mấy chị nha. Đỗ Thịnh chị vô nè. Dạ 50k chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 50 nha. Cô mấy quên rồi. 1m. 2m. Tôn là mình bán vậy. Tôn là em bán khác á. 3m. Giờ còn có khúc này hồi nãy chốt cho chị Đỗ Thịnh xã ra bán đi. Dạ 50 em chốt cho chị Ngọc Thảo nè. Cái này là lụa satin mấy chị nha. Cái này satin lụa đó mấy chị. Giờ còn ít mẫu nè em sale luôn. Mã này là 105.000, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 105 nha. Mã 105 kèm số mét giúp em. Satin lụa ha, rất là mềm luôn mấy chị nè. Cái này mềm lắm. Hàng này siêu mềm luôn á. Hàng này siêu mềm. Dạ vải tôn còn không hết tôn hai da rồi. Em thấy chị chỉ mua tôn hai da mà nay không có tôn hai da. Mã 105 satin lụa này, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 105 nha. Vải này mướt lắm mấy chị nha. 105 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 105 nè. 105 3m à. Em cắt cho chị Kim Thị 3m nè. Cái này là satin lụa mấy chị nha. 1m nè. 2m. Dạ 3m. Em cắt 3m xong còn lại em chốt cho chị Sang Phạm nha. Chị Sang Phạm cho em xin số điện thoại nha. Chị Dương Võ 105 không chị. Chị Kim Thị chốt 3m trước rồi mới tới chị Dung Võ. Chị Dung Võ chốt 105 rồi mới tới chị Sang Phạm hả? Vậy thì cái này em chốt cái phần còn lại cho chị Dung Võ nha. Em chốt cái phần còn lại chị Dung Võ. Tại vì nhiều khi em coi không có kỹ á, coi không có hết á chị. Dạ 43k cho chị Kim Thị nè. Cái này cho chị Dung Võ. Cho chị Dung Võ cái này là 61.000 chị nha. 61k nè. Rồi cái này vải này là không, cái này là vải. Khúc này là lụa Latin mấy chị nè. Khúc này là lụa Latin chấm bi nè. Em ở trên nữa. Hết rồi. Hết rồi, hết khúc đó rồi. Giờ cái này là lụa Latin. Cái này là 96k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 96 lụa Latin nha. Lụa Latin 96k. Dạ chị Lâm Tố Quyên chờ em xíu nha. Em còn mấy khúc á. Cái này là 96k đúng không? 96k. Lụa Latin mấy chị nha. Mềm như nhung luôn á. Đẹp lắm. Mướt lắm luôn á. Ủa này một sai rồi mấy chị ơi. Cái mã này là 9 ơi. Chốt không đi. Chốt cho chị Dung Võ nè. Lụa Latin vậy nha. Siêu đẹp luôn á. Mềm lắm. Em chốt cho chị Dung Võ nè. Rồi bắt đầu tịnh tiến qua bên này mấy chị ơi. Cái này chị Quyên lấy. Chị Quyên cái mã của em còn cái miếng này nè. Hồi nãy em còn cái miếng tôn này nè. Cái này được hơn 5m thì phải. Hơn 5m á.
Mã này là 89.000 nè, chị lấy thì comment giùm em là 89k nha. 89k, chị Tô Lâm Tố Quyên Quyên có lấy thì comment giùm em là 89k nha. Cái này là tôn lanh rất là đẹp luôn ha. Tôn lanh rất đẹp luôn á, 89k, do còn có mấy khúc nên giờ em sale cho nó ngang giá mấy cái hàng khác á cho nó. Rồi em sale đồng giá 100.000 á để em chuẩn bị đón nhà mới cho cái hàng khác về. 89k nè. Chị Quyên Quyên có lấy thì comment giùm em là mã này 89k nè, giờ em đo là 4 mét luôn á. 4 mét nè. Chị Quyên Quyên có lấy thì comment giùm em là mã này 89k được 4 mét nha. Chị Hợp Trần em còn khúc nữa để em để cho chị nè. Cái này 89k. Chị Quyên Quyên á, chị có lấy thì nhắn giùm em là mã 89 nha, tại vì em không thấy chị cần confirm á. Chị nhắn giùm em là 89.000 để em chốt cho chị, nếu không là em chốt cho chị khác. Cho chị Hợp Trần với chị Khuynh Đẹp và mã này là 93.000 nè, 93.000 em chốt cho chị Khuynh Đẹp à, chị Hợp Trần nha. Chị Hợp Trần thì lấy cái này 93.000, cái này hơn 4 mét đó chị. 93k. Chị Ngọc Thảo ơi, cái đó hết rồi á. Mấy khúc trắng phía sau là vải gì vậy em? Dạ cái này là vải thô thêu á chị, vải thô thêu á. Chị Hồ Thủy, dạ mã đó em hết rồi chị ơi. Còn cái khúc 89 á, chờ chị Quyên Quyên, chị Lâm Tố Quyên Quyên, chị cần chị nhắn giùm em nha, nếu chị không lấy là em để cho chị sau chị Hợp Trần là chị tên gì đó? Chị Hình Đẹp hả? Dạ em chốt cho chị Hình Đẹp rồi nha. Rồi giờ là hết rồi, giờ chị Quyên Quyên chốt cũng không có luôn. Dạ mã là 16.000 nè. Dạ em còn á, chờ em xíu nha. 16.000. Dạ 16.000, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 16k nha. 16.000, cái này là von mấy chị nha, von màu xanh lá nè. 16.000, cái này được 1m3. 1m3, 16k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 16 nha. Mã 16, 1m3, chị nào lấy thì comment giùm em là 16k mấy chị nè, von váy áo ha. Em chốt cho chị Hinh Đẹp nè, 16k nè. Cái này von, von cái này ngắn ha. Cái này ngắn, chị nào lấy về phối ha. Tại vì nó không có cái nào cùng màu á. Tặng cho chị Hinh Đẹp luôn nha. Tặng cho chị Hinh Đẹp luôn. Lụa satin màu xanh dương mấy chị nè. Lụa satin màu xanh dương. Mã này là 27.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là 27 khổ mét rưỡi ha. Về mình may đồ pyjama là vậy đó, 27k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 27k, 1 mét rưỡi. À, không biết bao nhiêu mét, khổ mét rưỡi nha. 27k, cái này được hơn 2 mét nha. Em chốt cho chị Trần Chi Lê nè. Rồi em lên cái hàng khác nha. Chờ em lấy thêm hàng cái đã. Cái này nó bị này, ô cái này nó bị nhỏ 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 nè. Ờ, có chị nào mà cần lấy cái vải để về phối tay phối cổ thì nhắn em nha, để em khi em lên đơn là giống có mấy cái mẫu giống như vậy nè. Chị nào mà cần á thì em còn cái này nè, giống mấy cái von kiến thêu hay là mấy khúc nào ngắn á, chị nào cần về phối tay phối cổ áo thì nhắn em để em đưa. Rồi lên tiếp mấy cái này mấy chị ơi. Dạ von chiếc phong mấy chị nè, von chiếc phong ha. Dạ để em gom cho, để em gom cho chị cho. Để cho chị gom mấy cái này cho chị Chi Lê nè. Rồi lên giùm em cái mã von này đi mấy chị ơi. Dạ mã von này 41k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là 41k ha. Màu rất là nhã nhặn luôn. Dạ 41k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 41 nha. Dạ ok chị Ngô Phú nha, lấy cho chị Ngô Phú miếng ven von trắng. Ghi vô là phối màu trắng gì đó. Bỏ vô phối á, rồi bấm vô cái bọc của chị luôn để khi mình chốt đơn thì mình bỏ. Này 48k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 4. 48 hay 4 mấy ta. Chị Hồ Thủy. Bi cà phê. À cái này là thô cô tông á chị. Chị Hồ Thủy cái này là bi cà. Dạ chờ em xíu nha. Dạ mã này là 40. Mã này 40, chị nào lấy thì comment giùm em là 40 mấy chị nè. Von chiếc phong này 40k nha. 40k von chiếc phong. Cái màu này rất là nhẹ nhàng luôn. 40k, chị nào lấy thì comment giùm em là 40. 1m nè, 2m, 3m nha mấy chị nha. 3m 40k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 40 nha. 3m 40k, chị nào lấy thì comment giùm em là 40.000 mấy chị nha. 40.000 3m nè. 3m 40.000 von chiếc phong. 3m 40.000 von chiếc phong. Về mình may áo dài mấy chị ha. Mình may áo dài hoặc là may áo đầm hoặc là mình may áo kiểu cũng được ha. 3m 40k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 40 nha. Và cái thô cô tông này chị để em lệ để cho chị Hồ Thủy nha. Thô cô tông là 120.000 một tí nha mấy chị nha. Cái này là em like qua mẫu rồi đó. Dạ cái này là 90.000 nha. 90.000. 90.000 chị Hồ Thủy lấy khúc này ha, 90k nha. Dạ ok chị.
90k cho chị Hồ Thủy nè. Dạ thêm một khúc von nữa mấy chị nha. Von này 34.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 34 nha. Dạ 34k. À chị Hồ Thủy cho em xin số điện thoại nha chị Hồ Thủy nha. Dạ 34k nè. Dạ em cảm ơn chị Trần Chi Lê nè. 34k cái này được 2m. Dạ 2m3 mấy chị nha. 2m3 34k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 34 2m3 nha. 34k 2m3. Chị Hồ Thủy nhắn giùm em số nha chị nha. 34 2m3 chị nào lấy thì comment giùm em là mã 34. Dạ em thấy số của chị rồi nè. Dạ 34k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 34 2m3 nha. Cái này của em được 2m3 34.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 34. Mã 34. Rồi cái này là lụa 100D ha. Lụa 100D này mình hàng là có giãn nè. Mã này 99k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là 99.000 thôi. Lụa 100D có giãn mấy chị. Nền màu đen hoa màu trắng nhìn rất là sang luôn. 99k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 99 nha. Mã 99 nha. Chị Trần Kiều Nương ơi, chờ em xíu. Giờ nó lên ngang khúc nào like khúc đó. Giờ satin nãy giờ có mấy khúc là em like rồi đó. Còn phía sau nhiều lắm. Giờ 99k cho chị Trần Chi Lê nè. Cái này là lụa nhờ. Cái này là chất nó hơi khô để em. Chất nó hơi sót sót nha mấy chị nha. Cái mã này 40 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là 30 thôi ha. 40 em sale còn 30 nè. Cái này là chất của nó hơi khô nha mấy chị nha. 40 sale còn 30. Chị nào lấy thì comment giùm em là 30. Bè may váy chống nắng gì cũng được ha. 1m nè. Cái này được 2m1 ha. 2m1. Thôi cái này em xem một nửa luôn. Còn có xem còn 25.000 thôi đi. 25.000 để chị nào về mình may váy chống nắng là vậy đó. Tại cái chất này nó không có được đẹp á. Đó. Chị nào lấy thì comment nha. Màu thì đẹp lắm mấy chị. Màu thì đẹp nha. Em chốt cho chị Hồ Thủy còn 25.000 thôi nha. 40 giảm còn 25. Màu thì rất là đẹp nhưng mà cái chất thì nó hơi không có đẹp. Nên em để cho chị xe cho chị về may cái gì chống nắng thì cũng được. Cái này đẹp nè, cái này hàng von lụa đẹp này ha. Von lụa beo này đẹp nè. Rồi cái mã này là 38k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 38 nha. 38 von lụa hình beo nâu nè. Cái này thì mướt lắm nha mấy chị nha. 38k. Chị nào lấy thì comment giùm em là 38 được 1m. 2m ha. 2m 38k em chốt cho chị Trần Chi Lê nè. 2m 38k. Rồi vải này chị nào mà mình mua về mình may áo khoác là vậy lắm chị. Chắc này chất gió chất dù nha. Mã này là 42.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là 42k nè. Chất gió chất dù á. Về mình may áo khoác váy chống nắng là vậy cũng được nha. 42k nè. 1m nè. 2m. Này được 2m2 mấy chị nha. 2m2 42k. Dạ em chốt cho chị Trần Chi Lê nha. Cái này chất gió ha. 42k chốt cho chị Chi Lê. Chị Hồ Thủy ra mã là em hết nha. Cái này giống như là von mấy chị nha. Cái này là von ha. Von. Dạ mã này có 17.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là 17k được mét ha. 17k 1m nè. Mét hơn mấy chị được mét 1 ha. Mét 1 17k. Cái này là von á. Von 17k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 17k mét 1. 17k mét 1 hàng von chấm bi mấy chị nha. Von chấm bi 17.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 17 nha. Mã 17 về mình may áo mấy chị. 1m1 đủ để may áo thôi. 1m1 đủ để may áo thôi. Von chấm bi 17k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 17. Em chốt của chị Mai Nguyễn. Thêm cái khúc này nữa nè. Hồi nãy chị nào mình muốn lấy cái khúc này thì lấy thêm khúc này nè ha. Mã này 24k. Chị nào lấy thì comment giùm em là 15.000. 14.000 thôi nha. 24k. Lấy 14.000 thôi. Tại chắc này em thấy không có đẹp á. 1m2 mấy chị nè. 1m2 24k giảm còn 14.000 nè. Chị nào lấy cái này thì comment giùm em là 14k nha. 1m2 ha. 1m2 24k giảm còn 14k thôi. Chị nào lấy thì comment giùm em là 14.000 nha. 14.000. 14.000. Dạ đơn trên 100 là em đi đơn rồi đó. Ship đồng giá là 35.000 toàn quốc. Em chốt của chị Hồng Quân. 24 giảm còn 14 nè. Chất này thì đẹp nè mấy chị nha. Chất này là von lụa đẹp nha. Von lụa cái này là rũ đẹp nè. Dạ mã này là 58k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là 58k nha. 58k cái này bi nhỏ thôi mấy chị nha. 58k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 58 von lụa ha. Mình hàng rũ. 58k được 1m nè. 2m. Dạ 2m85 mấy chị. Dạ 58 em chốt cho chị Hồ Thủy nha. Chị Chi Lê chị chốt sau rồi. Chị Nguyễn Thúy Hằng em hết rồi. Em chốt cho chị Hồ Thủy mã này. Rồi cái này là hoa mặt trời nha, chất này là von mà nó hơi khô mấy chị nha. Cái này là chất của nó không có được mướt lắm mà để em sale ha. Mã này là 45k, chị nào lấy thì comment giùm em là 30 nha. 45k giảm còn 30. Chị nào lấy thì comment giùm em là 30 thôi, 1m nè. Này được 2m ha. 45 giảm còn 30 nè mấy chị nè. 45 giảm còn 30. Cái này cũng không phải là quá xấu. Dạ.
cái này nó cũng không không có quá xấu mà nó không có được mướt rũ nha, nhưng mà nó vẫn là ok hơn cái chấm bi hồi nãy. Cái này mà có một cái đặc biệt là cái bông của nó bự quá mấy chị nào mua về mình may váy chống nắng may áo khoác thì ok ha. Dạ 45 giảm còn 30 cho chị hợp trần nè, mã em hết đó chị Đẹp Nguyễn. Cái này von đẹp nè mấy chị nè, cái này là von chiếc phong đẹp nè, mềm đẹp luôn. Dạ mã này là 56k nha, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 56k nè, von chiếc phong nè, màu đen ha, nền đen hoa màu trắng xanh, 56k, 1m, 2m, 3m, 4m2 nè mấy chị nè, 4m2 56.000, cái này chị nào lấy không hết thì mình chia ha. Cái này von đẹp lắm mấy chị, von chiếc phong rất là mềm đẹp luôn, 56k, 4m2, chị nào không lấy hết thì mình chia ha. Comment giùm em là mã 56 kèm số mét von chiếc phong mấy chị nha, von chiếc phong 56k kèm số mét nha. 56k khúc này được 4m2, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 56 4m2 thôi nè. Cái này hồi nãy chị nào lấy nè, chị nào lấy thì tặng cho chị đó luôn nè. Coi trong túi. Này hồi nãy chị nào lấy thì để tặng cho chị luôn. Khúc này nó ngắn lắm. Cái này 15.000, cái này được nửa mét á. 58. Dạ lên sau á chị, lên sau á. Tại vì trên mạng của chị thì chị comment trước nhưng mà nó nhảy tới em thì nó chậm á, tặng cho chị Nguyễn Vân nè. Rồi lên cho em cái von này mấy chị nha. Dạ cái von này là 38k, chị nào lấy thì comment giùm em là 38k nha. Dạ 38k mấy chị. Dạ 38k, cái này von này có giãn nha. À khúc to hả? Vậy để khúc đó em tặng cho chị luôn á. Dạ 38k này, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 38k nè. 1m. 2m1 không mấy chị ha. 2m1 38k. Chị nào lấy thì comment giùm em là 38. Em chốt cho chị Dương Thị Hiếm. Dạ chị chờ em xíu nha. Qua hết mấy cái mẫu này xong rồi em lên cái thô theo cho chị ha. Hoặc là nếu mà chị chỉ lấy một khúc thôi thì vài bữa khi chốt đơn á mấy bạn hãy chụp hình cho mấy chị chọn. Dạ mã này là 27.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là 27k nè. Cái này cũng là von lụa nha mấy chị nha. Von lụa dày dặn. Về mình lên áo kiểu rất là đẹp ha. 27k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 27 nha. Mã 27. 1m nè. Mét rưỡi mấy chị ơi, mét rưỡi 27k nè. Mét rưỡi 27k, chị nào lấy thì comment giùm em là 27k vân lụa nha. Em chốt cho chị Trang Trần. Chị Trang Trần ơi cho em xin số điện thoại nha chị nha. Mình đơn mới cho em xin số điện thoại để em lên đơn cho mình nha chị nha. Dạ lụa 100D mấy chị nè, lụa 100D, mã 30.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 30 100D có giãn nha. 100D có giãn này, 30k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là 30 nè. Cái này để em giảm cho tại nó bị mất góc á. Hơn 1m nha mấy chị nha. Cái này nó bị rẻ rẻ ở đây nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là 25.000 thôi nha. 30 cái này giảm còn 25. 30 chốt cho chị Ngô Phú nè. 30 giảm còn 25. Em thấy số điện thoại của chị Trang Trần rồi nè. Chấm bi màu xanh mấy chị ơi. Chấm bi màu xanh. Mã này là 24.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là 24.000. Cũng lụa 100D có giãn nha. Lụa 100D có giãn luôn nha. 24k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 24 nha. 1m. 1m3 mấy chị nha, 1m3 24.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là 24k nè. Em chốt cô chị Dương Thị Hiến. Von chiếc phong mấy chị nha, von chiếc phong màu nâu ha. Mã này là 38k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là 38k. Cái màu nâu, màu nó đậm thấm lắm mấy chị. Lên nó rất là trầm luôn. Cho người lớn là ok ha. Dạ 36k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 36 nha. 1m. Dạ 2m1. Dạ vải á, lụa satin em không có sẵn, vải may vét cũng không có sẵn ở đây, chỉ có vải lên bằng tay thì có. Lên này thì em sale cho nè. 36k nè, 2m2. 36k 2m2. À 38 hả? 36 cũng được. Chốt cô chị Sang Phạm. Chị Sang Phạm cho em xin số điện thoại ạ. 24. Chị Dương Thị Hiếm. Cái này là 36k cho chị Sang Phạm nha, chị Sang Phạm cho em số nha chị nha. Này von lụa này mấy chị nè. Cái này giống như là lụa von xốp á mấy chị, von xốp là mã 20 nha. Chị nào lấy thì comment giùm em 20 nè. Cái này lụa bọc xốp nó có giãn nha, 20k nó được 1m hơn. 20k 1m hơn. Được 1m1 nha mấy chị nha. 1m1 20k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 20m1 này. Về mình may quần hoặc mình may áo, may đồ bộ ngắn ha. Cái này mình may đồ bộ đùi, quần đùi á, quần ngắn á. Dạ 26 cái này 21k. 1m1. Em thấy số điện thoại của chị Sang Phạm rồi nha. 21k 1m1 này, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 21k nè. 20k nữa. Hay như chắc hồi nãy em đọc 20 quá. Chốt cô chị Dương Thị Hiếm nha. Có cái này là hàng cô tông màu sọc hồng nè. Hàng cô tông sọc hồng về mình may quần sọc ở nhà mang mát ha. Mã này là 33.000, chị nào lấy thì comment giùm em là 33k nè.
Về mình may quần sọt ở nhà mang mát lắm mấy chị. 33k nha. Chị lấy thì comment giùm em là 33k nè, 33.000. Một mét nè, cô tông mấy chị nha hàng. Đây là hàng thô cô tông á. Đây là cái này được 1m95 ha. 1m95 30k sọc hồng. Về mình may quần sọt ở nhà mang rất là mát ha. Về may quần sọt ở nhà mang rất là mát. 1m95 gần 2m 30.000. Con chốt cho cô Bích Thủy ha. Cô cho cô đổi Bích Thủy 33k. Ủa nhưng mà cái này mà đâu mang làm đi chùa được cái ta. Dạ cái này là lụa. Cái này lụa 100D mấy chị nha. Này lụa 100D. Mã này 54k là chị nào lấy thì comment giùm em là 54k. Để em coi cái 100D không có. Đúng rồi 100D. Lụa 100D có giãn nha. 30k cho cô đổi Bích Thủy á. Cái này là 54k, chị nào lấy thì comment giùm em là 54 nha. 54. Cùng họa tiết này mà mỗi loại chất liệu khác nhau mấy chị nha. Cái này có giãn nè. Chốt cho chị Trần Chi Lê là 54k nè. Dạ dạ vâng ạ. À. Để con gửi cho cô luôn. Cô nhắn giùm con cái địa chỉ ở trên nó đi nha. Dạ mã này là 18k nè. Von chiếc phong có chữ nha. 18k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 18 nè mấy chị này, 1 mét hơn ha. 1 mét ha. 1 mét 18k von chiếc phong. Chị nào mình lấy cái này về mình may áo vậy đó, mét mốt mấy chị nha. Cái này được mét mốt ha, 18.000. Đây mấy chị nè, 1 mét mốt 18k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 18. Về mình may cái áo mấy chị, may cái áo ha. Mét mốt 18k. Chị nào lấy thì comment giùm em là 18 nha. Em chốt cho chị Việt Võ Thị nè. Chị ơi ở trên cái chỗ của chị đỡ chưa, để em ship hàng cho chị luôn nha. Chị Việt Võ Thị ơi, chị tình hình của chị sao rồi? Ổn cho chị. Này lụa 100D mấy chị nè, mã này là 43k nha. Lụa 100D có giãn 43.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 43k nha. 100D có giãn nha. 43k. Dạ. 1 mét nè. Này là 2 mét. 2 mét. Được 2m2 mấy chị nha. 2m2 43k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 43k 2m2 lụa 100D có giãn nè. Em chốt cho chị Hồ Thủy nè. 43 2m2. Dạ cái lên cái này là hàng quanh lụa nha. Hàng quanh lụa, mẫu này mấy chị về may quần may đồ bộ với may đầm rồi được luôn. Và mã này là 72k kèm số mét giúp em đi. 72k mấy chị nha. Khúc này chắc là dài. Cái này là màu xanh nha, 72k nền xanh hoa nhí nè. 72k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 72 kèm số mét nha. 2m nè. 3m. 4m. Dạ tới 4m2 lận á mấy chị. Dạ 4m2 72 em chốt của chị Trần Chi Lê nè. Này là lụa giấy ha. Cái này không lụa. Đúng rồi lụa giấy. Mã này là 25k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 25k nè. 25k ha. 25k. Được 1m1 mấy chị nha. 1m1 25.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là 25k có giãn nha. Mét mốt 25 cái này. Không này lụa Nhật mấy chị ơi, lụa Nhật không giãn nha, lụa Nhật không giãn. 25k 1m1. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 25 nha. Mã 25. Nền hồng, hoa hồng nền hồng hoa hồng trắng nè. 25k 1m1 lụa Nhật không giãn nha, lụa Nhật không giãn. Bữa có chị inbox em hỏi cái lụa Nhật để lấy nhiều 4 5 bộ luôn. Tại nó cái khu của chị là không thích may đồ giãn mà tìm không ra. Rồi, mã này là 56k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là 56, cái hàng này von lụa nha. 56k nè. Von lụa có giãn mấy chị nha. Von lụa nha, có giãn nha. 56k, von lụa có giãn. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 56 chấm bi bự nha mấy chị nha. 56k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 56 kèm số mét nè ha. 1 mét. Dạ, 2 mét nè. 2m7 ha, 2m75 á, gần 2m8 nè. Em chốt cho chị Hợp Trần nè. Chị Hồ Thủy mã 57 em hết luôn hả? Đâu có thấy được men đâu. Này á. Này 25 nè. Này 25 cho chị Hồng Quân. Chị à, bị ẩn comment liên đọc hộ chị nha. Dạ mã này là 42k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là 42k để chị luôn ha. 42k. Để chị hoa văn giống nhau luôn á chị. 42k. Rồi lên giùm em cái von bông cúc ha. Von ép hạt á. Von hạt mà cái hạt này hạt bự lắm, giống như bông cúc bự vậy đó. Dạ 45k khúc này nha mấy chị nha. Dạ em để chị khúc đó rồi. Dạ cái này 45k này chị nào lấy thì comment giùm em là mã 45k mấy chị nè. Mã 45k. Cái bông cúc bự bự này ép hạt nha mấy chị nha. 45k để em coi khúc này dài bao nhiêu. Khúc này khổ. Khổ còn 1m4 mấy chị nha. Còn 1m nữa. Còn 1m35 thôi. Khổ 1m35, cái này dài 3m. Này dài 3m là 45k. Chốt của chị Chi Lê nha. Này về may đầm màu vậy dễ thương.
Rồi, đây giùm em cái này là chất giống như là lụa, chất giống như là siêu nhung hay là cái gì á. Mã này 21k này, chị nào lấy thì comment giùm em là 21, là chất giống là chất siêu nhung đó chị nha. Nó mướt lắm. 21.000 có giãn ha. Có giãn 21.000. Cái này được 1 mét nha mấy chị nha. Cái này được 1 mét đó, 21k này, chị nào lấy thì comment giùm em là 21 nè. Về mình may được cái áo cho người lớn đó mấy chị. Dạ em chốt cho chị Trần Chi Lê là mã này 21k nè. Cái hàng này là von lụa ha, cái hàng này von lụa nha. Dạ mã này là 30 nha, chị nào lấy thì comment giùm em là 30k. Cái này hàng này có giãn ha, có giãn 30k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 30. Dạ chị Kim Thị chốt sau rồi. Chị Dương Thị Thắm, chị Nắng Vàng, chị Nguyễn Mùa chốt sau luôn. Này 30k này 1 mét. Dạ cái này là 1m6 mấy chị nha. 1m6 30k em chốt cho chị Dương Thị Hiếm này, 1m6 30k. Dạ lên giùm em cái von hạt màu xanh này ha. Von hạt màu xanh. Giảm hết số điện thoại của chị Hoàng Mai rồi, nhưng mà cái mã 21 em hết rồi. Chị Đỗ Mỹ Hạnh lên mã 30 em hết luôn. Dạ mã này 135 này, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 135 kèm số mét nha. Von hạt màu xanh mấy chị nha, von ép hạt màu xanh 135k. Siêu dài luôn mấy chị nha. 1 mét nè. 135.000 cái này siêu dài luôn á. 2 mét. Dạ em chốt của chị, chốt của chị Trần Chi Lê nha, 3 mét nè. Nó để mai rồi đo luôn. Dạ 3 mét cái khúc này dài lắm luôn á. 135. Rồi lên giùm em cái này là lụa xốp nha mấy chị nha, lụa xốp nha. Lụa xốp. Dạ mã này là mã 90.000 này, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 90.000 lụa xốp nha. Lụa xốp có giãn lên mã giùm em 90 kèm số mét giúp em đi. Lụa xốp có giãn hình trái thơm nè. Cái này mình hàng nó rất là mát. Về mình may đồ bộ hoặc là mình may đầm một mấy áo gì đó, hoặc là mình may đồ đồng phục á, quần mà ống rộng rộng, áo rộng rộng để mình đi chơi gia đình rất là dễ thương nè. 90k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 90 nha. Hoặc là mã 90 kèm số mét giúp em nè. 1 mét nè. 2. Đâu rồi. 90k kèm số mét giúp em nha mấy chị nha, lụa xốp nha. 3 nè. 4. 5 mét mấy chị nha, cái này được 5m1 luôn á. 5m1. Dạ em cắt cho chị Dương Thị Hiếm 2 mét nha. Em cắt cho chị Dương Thị Hiếm 2 mét là còn khoảng cỡ 3m1 á. Còn chị nào lấy cái này nữa không? Còn chị nào lấy cái lụa xốp chế thơm này nữa không? Còn chị nào lấy thì nhắn em nha. Dạ, còn lại em để cho chị Hoàng Mai nha. Hoàng Mai có số chưa? Dạ, của chị Hiếm là cái này 2 mét là 37.000 nha chị nha. Còn khúc này hơn 3 mét của chị Hoàng Mai nè là 55k. Cái này là von tầm sọc mấy chị nè, von tầm sọc thôi. Đây von tầm sọc mấy chị. Đó. Von tầm sọc có ép kim tuyến nha, von tầm sọc ép kim tuyến. Chị Hoàng Mai cho em xin số điện thoại nha chị nha. Chị cho em xin số điện thoại nha. Dạ von tầm sọc này là 1m3 mấy chị nha, gần 1m4. Gần 1m4 cái von tầm sọc nè. Chị Hoàng Mai cho em xin số điện thoại là 19.000 nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là 19k thôi nè. 19k von tầm sọc màu vàng. 1m4, 19.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 19k nha. Von tầm sọc mình lên một cái áo rất là sang mấy chị nha. Dạ em chốt cho chị Kim Thị nha. Cái này lên áo đồ dễ thương lắm luôn á. Cái này chất này để mấy chị về may váy chống nắng hay là may cái gì nè. 1m. Dạ cái này được 1m3, 1m35 ha. 1m35. Cái này giống như là lụa 75D mấy chị. Nó không có dày bằng 100D mà nó có họa tiết như vậy là 20k thôi nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là 20k. Dạ em thấy số điện thoại của chị Hoàng Mai rồi. Chị Hồng Quân ấy mã đó em hết nha. Chị Kim, cô Kim con gọi mã đó con hết. Cái này 20k này 1m2. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 1m2 nha. Cái họa tiết này về mình may, mình làm cái khung cửa đi ha, làm cái rèm cửa rồi vậy đó, rất là dễ thương luôn. 20k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 20k làm rèm cửa sổ mấy chị. Em chốt cho chị Trần Chi Lê nha. Chị Tuyết Nhẫn. Dạ em thấy chị rồi nè, em thấy chị nhắn nè. Chị Hoàng Mai cái mã đó em hết rồi. Cái sọc màu vàng chị nào mua về để may quần sọt này ha. Mua về để may quần sọt, cái này được 2m mấy chị. 2m cái này 35k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là 35k nè, thô cô tông 100% luôn ha. 35k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 35 nha. Mã này là 35k 2m.
về mình may quần sọt là vậy mấy chị, sọt vàng nè ha, về mình may quần sọt là vậy đó, mình may quần sọt là vậy đó. Em chốt cho chị hợp trần cái này 35k 2m nè. Cái này là von chấm bi mấy chị, cái này là von chấm bi ha, von chấm bi, mã này là 129 ha, mã 129 von chấm bi nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 129 kèm số mét nha, mã 129 kèm số mét. Về mình may áo dài, áo đầm hoặc là áo kiểu gì mấy chị nha, may là phải lót đó chị nha, cái này may phải lót á. Mã 129 kèm số mét, cái này dài lắm, cái này phải hơn 10m, hơn 10m nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 129 nha, mã 129 kèm số mét giúp em nè, mã 129 kèm số mét giúp em. Cái này là von 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 in nha, von có in chấm bi, mã 129 kèm số mét giúp em nè. Rồi lên giùm em cái này là von, cái này là von nữa nè, von họa tiết có vải lót áo khoác không? Chị Phạm Ánh Ánh hỏi vải lót áo khoác là cái vải đó nó hơi dù dù á đúng không chị, nó hơi sột sột, nó có poly á đúng không? Cái đó là chợ không có, em chỉ có cái vải dù như vậy thôi. Và mã này 60 nè, chị nào lấy thì comment giùm em 60, cái này là von lụa nha, 60k. Cái này mấy chị về lấy may áo dài rất là xinh luôn, lại cái họa tiết của nó sang á mấy chị. 60k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 60k nè, 60k 1 mét nè ha, 2 mét, 3m1 mấy chị ơi, 3m1 60k, 3m1 60k nha mấy chị nha. Đây, chị nào mua lấy thì mình may áo dài dễ đẹp lắm luôn á. Chúc cho chị Hoàng Mai nè, 3m1 60. Rồi cái này là von chiếc phong này ha, cái này cũng là von này ha, mã này là 51.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 51 nha, màu màu từ đậm tới nhạt nha mấy chị nha, màu hồng xong tú rồi xanh xong rồi tới hồng nhạt đó, hồng đậm đỏ xong rồi hồng xanh xong rồi nhạt, cái màu này nó in đều đẹp lắm. Nhà 50k thôi nè, chị nào lấy thì comment giùm em là 50 nè, 1m, 2m, cái này hơn 3m mấy chị nha, cái này được 3m7 luôn á, 3m7. Em chốt cho chị Trần Chi Lê nè, 51.000 cho chị Trần Chi Lê. Rồi còn mấy khúc nữa là hết rồi mấy chị. Lụa 100D mấy chị nha, lụa 100D, họa tiết màu bò đậm nè, họa tiết bò ha. Mã này là 42.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là 42k nha, 42k. Cái này về mình may đồ bộ hoặc là mình may áo đầm, mình may đồ bộ không cần lót gì hết mà nó có giãn thoải mái nữa. Này được 2m ha, 2m 45k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 42 hả, 2m 42, 42k cho chị Trần Chi Lê nè. Dạ màu bò em hết rồi chị Phượng Trần, cái khúc đó hết rồi ha. Này là tầm gãy, lụa gãy mấy chị nha, lụa gãy, mã này là 38.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là 38, lụa gãy rất là mát mấy chị nha, 38.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là 38k nha, lụa gãy nè, 1m nè, mét 75, gần 1m8 nha, gần 1m8. Lụa gãy là cái đường của nó gãy gãy như vậy nè mấy chị nè, mới gọi là lụa gãy ha. Cái đường của nó, cái vân của nó bị gãy hay gãy á. Bình thường mình thấy người ta may lụa đuổi như vậy đó, nhưng bây giờ đồ bộ vẫn là lụa gãy thái á, là cái chất này mấy chị nha. Chất này lụa gãy thái nè. Cái này là 38k, em chốt cho chị Đẹp Nguyễn nha. Này rất là đẹp chị, siêu mát luôn á. Dạ von chiếc phong màu đỏ ha, mã này 24.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 24k nha. Von chiếc phong cái này mềm lắm mấy chị nha, mềm rũ lắm luôn á. 24k nè, được 1m, 1m rưỡi, 1m rưỡi, 24k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 24k mét rưỡi nha, 24k mét rưỡi màu đỏ ha. Chị nào lấy thì comment giùm em, em chào chị Lê Huynh nha, 24k mét rưỡi nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 24 á chị, mã 24k 1m rưỡi nha. Em chốt cho chị Hoàng Mai, cái von này von chiếc phong mềm lắm. Và cái này là von ép hạt, còn một khúc nữa mấy chị nè, mã này 28.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là 28.000 nha. Von chiếc phong ép hạt này 28k. Chị nào lấy thì comment giùm em là 28 nè, 1m, 2m1 ha, 2m1 28k. Chị nào lấy thì comment giùm em là 28 nha, 2m1 28. Tính ra mét hơn 10.000 thôi. Em chốt cho chị Trần Chi Lê luôn nha, 28. Cái này là lụa Nhật không giãn mấy chị nha, lụa Nhật. Mã này là 42k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 42 mấy chị nha, mã 42 lụa Nhật không giãn. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 42 nha, 1m nè. Cái này của em được 1m9 ha, 1m9 nè, 1m9 42.000. Tính nào mét có tầm 20 thôi. 1m9 42k nè. Em chốt của chị Dương Thị Hiếm nha, 1m9 42 cho chị Dương Thị Hiếm. Rồi lên cái von chiếc phong này giúp em nè,
Cái von này mấy chị về may áo dài, áo đầm, áo sơ mi gì cũng được hết nha. Mã này là 45.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là 45k mấy chị nha, 45k. 45k. Màu này là màu hồng đỏ ha, 1 mét nè. 2 mét. 3 mét. Dạ cái này được 3 mét rưỡi ha. Được 3 mét 7 luôn á. 3 mét 7 42k nha. Chúc cô chị Dương Thị Hiếm. Đúng không? Ủa cho comment hả? 45 chứ. 3 mét 7 45k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 45 nha. 3 mét 7 45k nè. 3 mét 7 45k von chiếc phong nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 45. Dạ lụa giấy mấy chị. Lụa giấy nha. Mã này là 19.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 19k nha. Cái này rất được mét 2 quá. 19k. 1 mét nè. Này được mét 2 mét 3 luôn mấy chị. 19k nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 19 nè. Dạ 45 chốt cô chị Hoàng Mai. Dạ cái này là 19k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là 19k nha. Lụa giấy mấy chị này, lụa giấy có giãn 19k. Em chốt cô chị Đức Hiệp nha. Chốt cô chị Đức Hiệp. Đánh giá em cái von chiếc phong này nữa nè. Von chiếc phong này là mã 19.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 19.000 nha. Cái mã này 18.000 đi cho nó khác cái mã. Cho nó khác cái mã 1m1 ha. 1m1 18k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 18k nè. 18k nha mấy chị nha. Mã 18k tại nó trùng mã em không phân biệt được á. Cái này 18k 1m1 nha. Con chốt cho cô Kim Cương Võ. Lên cái hàng này hàng cô tông mấy chị nè. Hàng cô tông để may quần sọt cho con nít nè mấy chị ha. Cô tông để may quần sọt cho con nít. Mã này là 26k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 26.000 mấy chị nha. Mã này là 26.000 nè. 26.000 được mét ha. 26.000 1 mét. Chị nào mua cái này để may quần sọt cho con nít ha. 26k 1 mét mấy chị. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 26 nha. Mã này 26 nha mấy chị nha. 26 giống như là cái đèn á mấy chị. Cái đèn. Em chốt cho chị Hoàng Mai. Em có cái màu vàng nữa đó chị. Em có cái màu vàng nữa chị. Chị Hoàng Mai có lấy không? Cái này cũng 26.000 luôn. Chị Hoàng Mai lấy cái màu vàng nữa thì comment giùm em nha. Là hai màu, màu xanh chuối với màu vàng. Cái nào cũng 1 mét hết khổ. Cái nào cũng 1 mét hết nha. Cái màu vàng giống như là đèn, giống như là cái ngọn đuốc á mấy chị. Ngọn đuốc á. Em chốt cái mã này là 26 cho chị My Nguyễn nha. Chị Hoàng Mai lấy luôn ha. Thôi để cho chị Hoàng Mai, chị cho chị My Nguyễn thôi. Tại vì chị lấy màu xanh, lấy cho đục couple cho hai đứa. Để có chị Hoàng Mai luôn. Chị My Nguyễn rồi lát nữa chị chốt cái khúc cô tông khác nha. Em còn nhiều màu lắm. Dạ lên em cái von lụa. Chị Phương Trần ơi, chị ao ra ngoài xong chị vô lại. Có thể là mạng của chị bị ẩn tương tác á. Em không có thấy chị. Dạ mã này 60k nè. Mã này 60k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 60 nha mấy chị nha. Cái này là hàng von lụa ha. 60k, nền màu đỏ hoa nè mấy chị nè. 60k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 60 nha. Cái này mấy chị về may đồ bộ hoặc là may áo đầm ha. Mã 60, 1m, 2m nè. 3m. 3m3 mấy chị nha. Dạ 3m3 60k em chốt cho chị Hoàng Mai luôn nè. Dạ có vải tôn không em? Dạ hết luôn rồi chị ơi. Thêm một khúc von màu sọc hồng mấy chị ơi. Von màu sọc hồng, mã này là 37k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là 37k nha. 37k. Chị nào lấy thì comment giùm em là 37 ha. 37k nè. 37k, 1m. 2m. Dạ cái này được 2m3 mấy chị, 2m4. 2m4 37.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là 37k. Em chốt chị Hoàng Mai. Dạ em thấy chị Hồng rồi nè. Em thấy chị Hồng rồi. Nhiều khi mạng bị bóp tương tác. Mấy chị out luôn à. Chị vô lại. Hắt nước luôn á. Dạ mã này 24.000. Cái này von chiếc phong mấy chị này 24k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 24.000 nha. 24.000. 24.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là 24 nè. Được 1m. 24.000, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 24 nha, được 2m đó chị nha. 24, 2m, 1m 12.000 thôi nè. Bởi vì may áo, em chốt của chị Hoàng Mai luôn nha. Rồi còn hai khúc cô tông sọc hồng với khúc cô tông sọc vàng chị này, mã này 18k. Chị nào lấy thì comment giùm em là 18k này, hơn 1m ha. 18k, hơn 1m, sọc hồng, sọc vàng nha. Để về may quần sọt mấy chị. Về may quần sọt nha, 18k hơn 1m. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 18 nha. Sọc vàng về mình may quần sọt ha. Đây là hàng cô tông 100% luôn. Em chốt cho chị Hoa Tiên Gold nè. Lấy giùm em cái sọc màu hồng này nữa thôi. Dạ cái sọc màu hồng này là mã 45k nè. Về mình may quần sọt mấy chị nha. 45k mấy chị nha. 45k sọc màu hồng. 45k.
chị nào lấy thì comment giùm em là mã 45 nha, mã 45. Rồi hết khúc này là em lên hàng quần tây nè mấy chị nè. 45k là chị nào lấy thì comment giùm em là mã 45, 2m6. Cái này 2m6. Nếu chị nào lấy ít thì mình chia ra. Em chốt cho chị Liên Lê nha. Chị Liên Lê cho em xin số điện thoại. Chị Liên Lê cho em số điện thoại nha. Ủa còn khúc này không chị, không chị nào lấy hết ta. Von chiếc phong mã này 33k nè. Dạ. Cân lại. Dạ em thấy số điện thoại của chị Len Lê rồi. Dạ mã này 29k nè. Dạ cái này không có số lượng nhiều nha mấy chị nha. Tại vì cái hàng này em trừ để em may đồ á. Mà giờ em không có may á. Dạ 33k em chốt cho chị Hoàng Mai nè. Còn á chị, còn chị Minh Nguyễn nha. Dạ 33.000 cho chị Hoàng Mai. Dạ lên khúc này nữa nè mấy chị nè. Dạ để em lên luôn, tại còn phía dưới kệ dưới nè mấy chị nè, kệ dưới nè. Dạ mã này 39k là chị nào lấy thì comment giùm em là mã 39k von chiếc phong nha. Cái này được 3 mét thì phải á. 39k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 39k nha. Von chiếc phong hoa nhí nha, hoa nhạt nhạt á. 1 mét nè, 2 mét. Cái này 3 mét hơn luôn nha. 3 mét hơn 39k em chốt cho chị Hồng Nguyễn Kim Hồng nè. 39 cho chị Hồng Nguyễn Kim Hồng nè. Em còn cái von chiếc phong kẻ màu xanh này mấy chị nha. Còn von chiếc phong kẻ màu xanh. Và cái von chiếc phong màu đen này còn chị nào lấy không nè. Mã này là 45k, chị nào lấy thì comment giùm em là 45k mấy chị nè. 45k nè, 1 2 3. Này 4 mét luôn ha. 45k 4 mét, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 45 nha. Von chiếc phong nè. 45k 4 mét, về mình may áo dài hoặc là mình may đầm hoặc là mình may áo sơ mi kiểu á. Dạ em chốt cô chị Hoàng Mai mã 45 ha. Chốt chị Hoàng Mai mã 45. Rồi có khúc này. Tại còn mấy khúc để em like cho hết luôn rồi em qua mẫu mấy chị nha. Dạ mã này là 15.000 nè, chị nào lấy thì comment giùm em là 15k mấy chị nha. 15k. Von chiếc phong màu hồng có này được mét hơn ha. 15k được mét 1, mét 2 mấy chị nha. Mét 2 15k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 15k von chiếc phong màu hồng ha. Von chiếc phong màu hồng 15.000. 1m2, cái này đủ để may áo mấy chị, may áo. Cái này chắc mình may áo cánh tiên cũng đủ á, con chốt cho cô Kim Cương Võ nè. Rồi lên khúc này chị nào lấy thì mình chia ha. Cái con chiếc phong hoa màu vàng này rất là xinh luôn mấy chị nè. Xinh lắm luôn á. Dạ mã này có 83.000 thôi nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 83k nè. 83k con chiếc phong màu hàng màu vàng nha. 83k, chị nào lấy thì comment giùm em là 83k được 1 mét. 2 3 4 5 6. Cái này được khoảng 6 mét rưỡi ha. Được 6 mét rưỡi, 82.000 thôi nè. 82-83k. Chốt của chị Hoàng Mai. Cái này chị về may áo dài được nha mấy chị nha. Cái mẫu này mấy chị về may áo dài, áo đầm rồi vậy ok luôn. Thêm mẫu màu tím nữa mấy chị nè. Màu tím, mã này 32k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 32k nha. Còn 32.000 thôi nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là cái nền đen hoa tím này 32k von chiếc phong này 1 mét nè. 2 mét, cái này được 2 mét rưỡi ha. 32k là chị nào lấy thì comment giùm em là mã 32 nè, mã 32 ha. 32. Nền đen hoa tím là rất là xinh nha mấy chị nha. Em chốt cho chị Hồng thì Nguyễn Kim Hồng nè, 32k. Lụa chăm đê có giãn, mã này là 30 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 30 nha. Mã 32 m. Mã 32 m lụa chăm đê có giãn luôn ha. Về mình may đồ bộ. May đồ bộ mấy chị nha, may đồ bộ ha. 30k 2 m này về mình may đồ bộ, không có cần lót gì hết nha mấy chị nha. Không cần lót hết, đồ bộ hoặc là áo đầm nha. 30k 2 m, chị nào lấy khúc này thì comment giùm em là 30.000. Dạ 30 em chốt cho chị Kim Thị. Dạ mã này là 35.000 nè. Hoa mẫu đơn 35.000, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 35 nha. Mã 35 hoa mẫu đơn, cái von này về mấy chị về may áo dài ha. Cái này em nhớ là đâu 2 mét rưỡi á. 35k 1 m, 2 m, 2 mét rưỡi nha. 2 mét rưỡi 35k hoa mẫu đơn nha, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 35 2 mét rưỡi ha. 3 mét rưỡi 25 2 mét rưỡi 35 em chốt cho chị Trần Chi Lê nè. Chị Hoàng Mai em hết cái khúc đó ha. Lụa châu tôn mấy chị nha, lụa châu tôn màu hồng da màu hồng ruốc ha. Mã này là 55.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là 55k nha. Mã này 55k, cái này được 3 mét thì phải. Em nhớ đâu cái này được 3 mét á, lụa châu tôn mà mình may áo dài ha. Màu hồng da, màu hồng da này mấy chị men lên áo dài lên người sáng lắm mấy chị nha. Dạ 55k em chốt cho chị Trần Chi Lê này, 2 mét. Này là 3 mét luôn ha. 3 mét 55k lụa châu tôn mà mình may áo dài ha. Hồi nãy chị nào hỏi satin nè mấy chị nè, còn khúc màu xanh mấy chị nè. Mã này là 26.000, chị nào lấy thì comment giùm em là 26 nè mấy chị.
26 satin có giãn luôn ha. Satin có giãn 26k. Chị nào lấy thì comment giùm em khúc này 26k nha. 1 mét. Mét rưỡi mấy chị ơi, mét rưỡi 26k. Chị nào lấy thì comment giùm em là 26 nha. Satin có giãn 26, mình chốt của chị Hoàng Mai nè. 26 chốt của chị Hoàng Mai. Thêm khúc von chiếc phong hoa nữa mấy chị. Von chiếc phong hoa nè. Dạ mã này là 30. 30 ngàn thôi, chị nào lấy thì comment giùm em là 30 ngàn nè mấy chị nè. 30 ngàn von chiếc phong nền xanh hoa hồng nha. Em chào chị Hương Nguyễn. 30 nè, 1 mét. 2 mét. Dạ 2m2 30 ngàn nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là 30 ngàn. 2m2. Dạ satin họa tiết nãy em lên mấy khúc mà hết rồi á. Dạ 30 em chốt cho chị Hoàng Mai là hết rồi đó mấy chị. Rồi giờ hết mẫu ha. Hết mẫu, qua mẫu. À còn cái này lụa gấm nè mấy chị nè. Còn cái này lụa gấm nè ha. 1m35 ngàn một khúc này em nhớ. Nó bị cắt lẻ ra để em share cho mấy chị luôn. Tại còn có khúc nhỏ xíu mà 15 ngàn thôi nè mấy chị nè. 1m2 15k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 15 nha. Lụa gấm nha. 1m2 15k. Bữa vừa rồi chị nào mua là 35 ngàn một mét nè nha. Nhưng mà cắt ra xong rồi là không phải đặt hàng thật lòng. Đây. Cái này là 1m2 15k. Chị nào lấy thì em chốt cho chị nắng vàng này. Lụa gấm đẹp lắm chị. Lụa gấm ha. Rồi hết mẫu mấy chị ơi. Hết mẫu ha. Lên cái hàng cô tông của chị. Giờ em lên cái hàng cô tông là 120 ngàn một ký nha. Ghim bài dùm chị luôn ơi. 120 ngàn một ký hàng cô tông có lệnh. Hết mấy cái hàng quần tây rồi luôn. Em lên ngang hết là 120 ngàn một ký thôi mấy chị. Đây là hàng có vải quần tây đẹp. Dạ có chị. Con mình chính của chị nắng vàng đó. 15 ngàn á. Chị nắng vàng chị cho số rồi mà đúng không. 100. Ủa, liên comment xuống đi. Hả chị? À, thổ cô tông hang quân tây. Hang quân tây phải thổ cô tông 120 ngàn một ký. Cái này giờ em lên ngang hết luôn nha. Nguyên cái này nè. Em lên 120 ngàn một ký hết luôn. Vừa có quần tây đen vừa quần tây màu luôn á. Cái hàng cái vải này là 5. Cái này là 51 ngàn nè. 51 ngàn. Cái chất này là có giãn nha. Mình lên quần tây hoặc là mình lên chân váy quần sọt là vậy được nè. Đây 51 ngàn. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 51k nha. Mã 51k. Cái này màu trắng kem. Màu trắng kem. Được 1 mét nè. 2 mét. Dạ 2m4 mấy chị nha. 2m4 51 ngàn. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã là 51k 2m4 nha. 51k 2m4. Hàng này giãn lắm chị. Đó nó giãn ghê luôn á. Chị nào lấy thì comment giùm em là dạ chị gom đơn. Chị gom đơn. Dạ ok chị. Gom đơn được mà. Cái này 51k 2m4 nè. Ủa cái này nó bị dơ dơ rồi. Chị nào lấy thì comment giùm em là quần tây nam có không em. Dạ cũng tùy có chị, có mấy khúc quần tây nam á. Trình ơi, chị hang mà để danh máy á, mà không máy gì để em nói bạn hẹn luôn nha cho nó gòn á. Dạ 51k cho chị Hồng Nguyễn Kim Hồng nè. Em chốt cho chị Hồng Nguyễn Kim Hồng nha. Hàng này mấy chị lên vé, mấy chị lên quần tây rất là ok. Cái hàng này là hàng tuyển á mấy chị. Tại vì em lựa em mới chỉnh lựa về để may đồ cho gia đình á. Này để lại nè. Tại này là linen tưng để em để may quần. Ở trong này có linen rồi vậy luôn á, đủ loại luôn. Và mã này 53k nè, hàng may quần tây nữ nha. 53k màu kem nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 53 nha. Mã 53. Ủa này nó bị dơ rồi mấy chị ơi. Để lâu quá không chắc nó bị dính gì rồi đó. 1 mét nè. Mấy chị cứ lấy đi xong rồi khi mà nó bị dơ thì em giảm nha. 2 mét mấy chị. 2 mét cái này 53k nha, màu kem ha, màu be. 2 mét 53k nha. 53 giảm còn 49 ml. Rồi cái này chị mấy chị về may quần tây nữ này ha. Mã này là 32 ngàn nè. 32 ngàn. Chị nào lấy thì comment giùm em là 32k nha. 32k. Để mình nói chuyện sau đi chị. 32k. 1 mét nè. 2m1. 2m1 32k mấy chị nha. 2m1 32k. Em chốt cho chị nắng vàng nha. Cái này có giãn về mình may quần tây nữ nha. Màu trắng hồi nãy chị Vân Nguyễn nói lấy hả? Chị Nguyễn Vân. Dạ khúc này 66k nha chị nha. Cái này 66k nè. Cái chất này rất là dày. Chị về chị may quần tây hoặc chị may, em thấy cái này chị may chân váy áo vest cũng được luôn á. 66k cho chị Nguyễn Vân nè. Cái này là màu trắng gạo ha. Cái này là trắng gạo nè. Mã này là 95.
Mã này là 95, màu trắng gạo nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 95. Cái này rất là rũ luôn ha. Chị nào mà về may quần tây nữ rất là đẹp luôn ha. Quần tây nữ màu trắng gạo nè, 95k kèm số mét giúp em nè. 95k được 1 mét. 2. Dạ cái này được 2m2 ha. 2m2 95 màu trắng gạo nè, em chốt cho chị Hoàng Mai nè. Ông cái đó không phải linen đâu chị nha. Linen không có giá đâu, quăng cái màu trắng nó lại. Không có linen nha chị Nguyễn Vân nha. Đứa khúc màu trắng nó ra 66, chốt cho chị Hoàng Mai đi. Ở chị nào kế tiếp đó. Chị Hoàng Mai đúng không? Rồi chốt cho chị Hoàng Mai mã 66 luôn nha. Chị Nguyễn Vân ơi, mã linen, linen tưng hay linen bột đó em, hay là không có like trên này. Tại vì cái hàng đó là cũng đang bán mét, mà nếu mà có lẫn một hai khúc mà em vẫn để dành để may đồ. Màu xám á chị nè, màu xám lên quần tây nữ. Mã 110. Mã 110k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 110k lên quần tây nha mấy chị nha. Hàng này rất là dày nè. Cái chất này mấy chị lên quần tây hay áo vest đều được nha. 110.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 110 nha. Mã 110. Hàng quần tây này có giãn mấy chị nha. Quần tây này có giãn nha. 1 mét. 2 mét nè. Dạ cái này 2m3 ha. 2m3 110.000 chốt của chị Hoàng Mai nè. Chị Lan Đinh với chị Nguyễn Trang, màu đen hả chị? Đây đây đen nè. Mới qua sách cái màu đen liền luôn. Màu đen này ha. Màu đen này mấy chị lên quần tây nam nữ đều được nha. Cái màu đen này chị lên quần tây nam cũng được á. Cái này quần tây nam đẹp nè. Mã này 80 nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là 80 nè. Cái này tại cái này chất dày mà nó cũng có giãn nữa. 80k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 80 nè. Mã 80 được 1 mét. Dạ 1m85 nha. 1m85. Em chốt cho chị hợp trần nè. Cái này chị lên quần tây nam nữ đều được á. Dạ 80 em chốt cho chị hợp trần. Màu đen cái này mấy chị này, màu đen mấy cái này mấy chị lên quần nữ đẹp này ha. Vải này giống gần giống như là vải trượt nha. Cái này 48k. Chị nào lấy thì comment giùm em là 48k nha. Khúc này bị mất góc rồi, em giảm còn 43 thôi ha. Em giảm 5.000 còn 43 nha. Để em đo luôn cái phần mà không mất góc xem được bao nhiêu nè. Cái này 48 giảm còn 43 mấy chị nha. 1 mét. Và tính luôn cái phần mất góc này là 1m6 nha mấy chị nha. 48 giảm còn 43 cho chị Lan Đinh đúng không? Cho chị Hồ Thủy. 48 giảm còn 43. Cái này cũng là hàng quần tây này, hàng trượt màu đen nè. Cho một chị khác nè. Dạ mã này là 66. Không, tùy mã mấy chị không biết chị nào chốt. Dạ 66k. Cái này mấy chị lên quần tây rất là đẹp luôn ha. Rất là rũ và mềm luôn á. 66k. Cái này mấy chị lên chân váy cũng được nha. Lên chân váy cũng được. 66.000 mấy chị nè. Có giãn ha. 66.000 chốt của chị Lan Đinh nè. Và mã này của chị là 1m8 ạ. 1m8 66k ai rồi. 1m8 66k cho chị Lan Đinh. Dạ cái này là hàng này là hàng phi mờ mấy chị nha, hàng phi mờ nè. Và mã này là 42k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là 42. Cái hàng này là hàng giống là phi mờ ba biên mấy chị nha. Phi mờ nó giống phi mờ ba biên á. 1m2 mấy chị nha, 1m2 đủ quần luôn nha. 1m2 đủ quần luôn nha mấy chị nha. Dạ, Đạt với Điền hết hở hơn. Đạt với Điền lấy có cái caro đi hơi già. Dạ 42k em chốt cô chị Bảo Châu Nguyễn nè. Dạ dạ đồng ý, để con lựa cho. Để Điền may quần tây chú rẻ đúng không chú? Đúng không? Để con biết con gửi. Bữa vải áo dài gửi về thím có may được cái gì không? Để con tìm con gửi cho, gửi về cho em may quần tây chú rẻ. À cái này may blazer, cái này vải dạ này mấy chị nha. Vải stick á. Vải dạ để mình may cô đẹp lắm mấy chị. Em để dạ để em may mà em cuối cùng em không may nè. Cái này vải dạ để em may đồ vest á mấy chị. Mã này là 126k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 126 nha. 126 vải dạ màu trắng kem. 126. Cái này phải gọi là giờ là đúng mùa luôn mấy chị, siêu xịn sò luôn. 126 qua ga chốt cho chị Maria Hạnh nè, 1 mét nè. 2 mét. 2m7 nha chị nha. Đủ để may áo măng tô rồi vậy luôn á. Cái này vải dạ này 126k. 2m7. Rồi tiếp màu đen nữa chị nào chưa có nha. Mấy chị ơi, chị nào mà có đen rồi mình nhường lại cái vải đen cho mấy chị khác nha. Tại vì giờ em chỉ canh cái mã này em lên thôi chứ em cũng không có biết được là chị nào chốt rồi chốt chưa đó. Đó còn đen em còn chừng này nè. Đó. Đen em còn chừng này là hết luôn á.
Dạ mã này là mã 100 ngàn nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 100 nha. Cái này 3 mét mấy chị. Ủa này 2 mét rưỡi nha. 2 mét rưỡi 100k. 2 mét rưỡi 100k, về mình may quần tay nữ ha, cái này mình may quần tay nữ thôi. 2 mét rưỡi 100k nè. Cái này chị dạ 100k công chốt của chị Việt Võ Thị 2 mét rưỡi nè, 100k. Dạ chị canh chị chốt giùm em với. Cho chị Việt Võ Thị 100k. Rồi mã này cho 80 ngàn cho chị Nguyên Nguyên nè. Hết cái mã rồi mấy chị ơi, lên cái mã khác nè. Cái này giống như là gần giống như hàng trượt nha. Cái này đẹp lắm mấy chị. Và mã này 60 ha. Chị nào lấy thì comment giùm em là 60. Để em sẽ đi mua một hai cái cây cây quần tây về để em bán. 60k, cái này là 1m4 mấy chị nè. 1m4 cho chị Sang Phạm hả? 1m4, cái này 60 cho chị Lê Nhung nè. Chị Lê Nhung đang mới hay cũ vậy? Chị đang mới hả? Cái này giờ gần cuối live rồi chị Lê Nhung ơi, chị nào mà không có số thì em không có chốt đơn được nha, chốt của chị Nhiên Nguyễn nha. Nhà nhiều rồi không thấy gì hết. Cho chị Nhiên Nguyễn. Thêm một khúc của chị Sa Nguyễn, hồi nãy chị hỏi lấy quần tây mà giờ mấy khúc này không biết chị có ưa không. Chị Trực Minh cái mã 60 hết rồi, có một khúc mà. Và mã này 75 nè, chị nào lấy thì comment giùm em mà khúc này là 75 ngàn nè. 75 ngàn mấy chị chốt thêm mã giùm em nha. Tại vì giờ em không có sợ mấy chị mất con, mấy chị không có lựa, không có ưa. Cái này chắc là dày nè mấy chị nha. Quần tây cái này đẹp nè. 1 mét cái này 75 nè mấy chị nè. 75 chắc là dày hơn ha. 1 mét gần 1m4 mấy chị nha. Gần 1m4. Nó bị mất góc một chút xíu để em giảm cho mấy chị. Cái này còn 60, chốt của chị Bảo Châu Nguyễn này 75 mà giảm còn 73 ngàn, giảm 72 ngàn đi, bớt 3 ngàn. Thôi giảm còn 75 luôn đi, giảm còn 75. Cái này gần 75 giảm còn 70. Cái này gần giống như đuổi quá hả. Cái này gần giống như là cái gì đuổi á, chứ em không biết. Chốt cái này chị Nhật Minh này, mã này 65k Nhật Minh. Cái này quần tây nam, nhưng mà cái quần tây này vải hơi ông già mấy chị nha. Vải nó hơi già á, caro kiểu này nè. Đó, cái vải nó hơi già nha. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 108. Đã có một khúc cho chị Nhật Minh rồi nha. Mã này là 108 nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 108 nha. Cái này hơi già mấy chị. Hơi đứng tuổi đó, chị nào mà lấy có ông xã hay là mua mang cho ba rồi vậy thì lấy cái này được nha. Cái này hơi đứng tuổi nè. 108, cái này 2m đó, 2m3 ha. 2m3 nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 108 nha. Em chúc cô chị Hương Nguyễn nha. Cái này quần tây dạ chị Phạm Ánh Ánh có chưa? Ủa nhiều chị chưa có lắm. Nhưng mà giờ hết cái cây quần tây rồi, để ngày mai em sẽ xem lại like. Thôi bây giờ như vậy đi, chị nào mà chưa có chị inbox cho em được không? Tại em sợ em inbox bị sót á. Để ngày mai em mở ra em đọc cho chị Sang Phạm, lấy khúc này cho chị Sang. Tại vì chị biết sao không, nhiều chị quá nó bị rối á, nên là mấy chị inbox cho em với. Tại vì giờ ở trên cái điện thoại này em không có inbox mấy chị được. Mấy chị inbox cho em ghi là quần tay đen, xong rồi ngày mai nữa em nói em nhờ chỉnh á, xăng ở ngoài có một cái cây hoặc hai cây về rồi em cắt cho mấy chị với giá rẻ 120 ngàn một ký luôn, em hứa luôn. Mấy chị inbox giùm em với nha, tại em sợ em inbox không có kịp á, em inbox không có kịp. Dạ còn khúc này nè, khúc này là 7. Khúc này của Tây Nam. 70k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 70k nha. Mã 70k, cái này dày dặn này ha. Cái này dày dặn 70k. Lên Nam chắc cũng ok luôn á. 70k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 70 nha. Mã 70, comment giùm em mã 70 đi. Tại vì giờ nhiều chị quá à. Dạ 1m25 nha. 1m25. Chốt cho chị Hoàng Mai nè. Tại vì giờ em cứ đọc comment từ trên xuống dưới. Nhưng mà mấy chị cứ inbox giùm em nha. Mấy chị inbox giùm em, tại vì em cũng nhờ bé là inbox rồi, nhưng em sợ bé inbox không có hết. Nên mấy chị inbox giùm em với. Mấy chị inbox giùm em mà khi mà em chấm bài, mấy chị inbox giùm em là quần tây đen. Rồi ngày mai em sẽ đem vào đây một cái cây quần tây đen báo với giá 120 thôi. Rồi lên tiếp mấy cái màu khác nha mấy chị nha. À, quần tây vải để may cho cái người lớn tuổi. Còn mấy cái mẫu này nè. Không biết chú Thành có mang không ta. Để mà cho chú Thành đi. Chú lớn tuổi, chú có chơi già không? Đẹp nè. Để cho chú Thành khúc này đi. Bỏ ghi chú Lợi. Thêm khúc này nữa mấy chị nè. Mã này là 42 ngàn nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là 42k nè.
cái vải này là bữa như chỉnh trừ về để may quần cho ba em á, mà cậu em may hết rồi nên nó không có đưa. 1m2 luôn nha, 1m2. Cái này may quần tay nữ cũng được mấy chị nha, tại cái này nó mềm á. Họa tiết như vậy nè, chị nào thích may chân váy hay là quần tay gì cũng được ha, 40k. Cái này 1m2 ha. Chốt của chị Hoàng Mai cái này 40. Chị Quyên Quân ơi, chốt không kịp luôn. Rồi tới cái này là hàng kaki nha mấy chị nè. Hàng kaki nha, cái này kaki màu xám, về mình may quần sọt hoặc là mình may quần jean rồi cũng được nha mấy chị nha. Kaki màu xám ha. Mã này là 118k. Nhưng mà nó bị dính băng keo với lại dính mấy cái đường này nè. Đó, dính băng keo nè. Em giảm này còn có 100 ngàn thôi nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 100 nha. 118 giảm còn 100. Cái này là hàng kaki mấy chị nha. Hàng kaki màu xám nè. Hàng kaki chốt của chị Nhiên Nguyễn nè. 118 giảm còn 100. Bị dính băng keo đường biên nha. Còn cái này là mình hàng quần tây nữ mấy chị nha. Mình hàng quần tây nữ nha. Và mã này là mã 66.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 66k nè. Mã 66k, cái này là màu trắng ha. Màu trắng 66k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 66 nè. Mã 66. Dạ 1m. Cái này được 1m7 ha. 1m7, em chốt cho chị Việt Võ Thị 66.000 nè. Chị Mai Nguyễn chốt sâu luôn. Cái này màu hồng về mình may quần tây hoặc là may áo vest chân váy cũng được nha. Mã này là 45.000 nè. 45.000, mình hàng đều có giảm mấy chị nha. Mình hàng đều có giảm. 45k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 45 màu hồng ha. 45 màu hồng. Được 1m. Dạ 1m15 mấy chị nha. 1m15 vậy về chắc may đủ chân váy hoặc là quần ống suông ngắn thôi. 45k này hàng có giảm nha. Chốt với chị Hoàng Mai khúc này. Dạ cái hàng kaki này nè. Hàng kaki cô tông ha. Cái hàng kaki này chị nào mua thì mình em cắt nha. Cái này dài lắm, cái này tới 500 ngàn lận á. 500 ngàn, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 500 kèm số mét ha. Cái này để em cắt ra. Mã 500 kèm số mét nè. Hàng kaki màu be mấy chị nè. Mê lên cái này rất là sang. Mấy chị mua cái này lên quần sọt hoặc là lên chân váy. May đồ cúp bồ cũng được nha. Nữ thì mình may quần sọt, nam thì mình may quần tây cũng đẹp nha. Mã này là mã 500 kèm số mét. Mã 500 kèm số mét giúp em nè. Mã 500 kèm số mét này ha. 1m nè. 2m. 3m nè. 4m. Dạ 5m nè. 6m. Cái này hàng đẹp lắm mấy chị. 7m nè. Anh đo thử mấy mét. 8m. 9m. Cái này được gần 10m đó chị nha. Được gần 10m nha. Em cắt cho chị Phạm Ánh Ánh. Em cắt cho chị Nguyễn Trang 1m, cho chị Phạm Ánh Ánh 2m nè. Em cắt cho tới khi hết mấy chị nha. Hàng này rất là đẹp luôn mấy chị. Rất là dày dặn đẹp. Mình có thể may chân váy cho nữ và may quần cho nam luôn. 1m cho chị Nguyễn Trang. $49 nha chị nha. 2m cho chị Phạm Ánh Ánh. Dạ có giảm chị ơi. Cái hàng này có giảm nhẹ thôi nha. Cái này có giảm nhẹ thôi. Cái này mấy chị về may quần sọt hoặc chân váy chữ A là đẹp nhất đó mấy chị. Chân váy chữ A cho nữ và quần sọt cho nam là nó đẹp nhất luôn á. 2m cho chị Phạm Ánh Ánh nè. 1m cho chị Duyên Nguyễn đúng không? Hoặc là cái này mấy chị về may á, tại hàng ngày hàng kaki cô tông á. Dạ cái này là mình cắt dư rồi. 90 mấy ngàn, 98 ngàn. Ừ. 1m đó, cho chị Nhiên Nguyễn. Hả? 2m cho chị Hoàng Mai, chị Phạm Ánh Ánh chưa? 2m cho chị Hoàng Mai. Rồi 1m cho chị Nhiên Nguyễn rồi là hết chưa? Con 1, con 2m, chị Ngọc Thảo lại nhé. Ok. 2m 4, 5, mấy? 98. 98, chỉnh. 98 chứ. Mệt bụng chỉnh, hái mệt 98. Em cắt lúc nào cũng dư một xí nha mấy chị. Tại em sợ bị thiếu về mấy chị may không đủ á. Mẹ chị nghĩ nguyền đúng không? Hả? 1m cho chị Nhiên Nguyễn.
Rồi còn cái này, còn cái này chắc phải hơn 2 mét á. Hả? 2 mét cho chị Hương Nguyễn áo xanh. Hương Nguyễn, chị ơi, con bé em á, tại vì nhiều người trùng tên quá nên bé nó mới đặt tên. Ủa sao có chị My Nguyễn cắt 1m2, chị Ngọc Thảo 1m2 rồi nó bị ẩn comment hả? Em chị Ngọc Thảo lại luôn. À, chết rồi, sụt đau quá. 2m cho chị Hương Nguyễn này, trời, chị bị ẩn comment nó có đọc được đâu. Em coi mấy mét nha. 1m. Không đủ cho chị My Nguyễn rồi, cái này còn 1m á. Còn 1m7 thôi. Còn 1m7 cho chị Ngọc Thảo thôi nha. Chị lấy giùm em cái 1m7 này luôn nha. Tính 1m5 thì cũng được. Hỏi cân đi, tại cân nó nặng tiền hơn á. 49k nhân 1m tính cho mà chị 1m5 thôi mà cái đó 1m7 lận. Chứ giờ cân nặng tiền hơn chị tiền đâu mà trả. Cái này mấy chị, cái này là giống như là hàng, là giống như là hàng số 4 mấy chị nè, hàng số 4 nha. Cái này mấy chị về may quần sọt, chân váy hoặc là áo vest gì cũng được, mấy chị may đầm cũng được, quần tây cũng được luôn. Mã này 243 kèm số mét giúp em nè. Cái này giống như là giả zin vậy đó. 243 kèm số mét, cái này có giãn luôn nha. Mình của nó rất là dày ha. Chất của nó gần giống như là giả nhưng mà không phải giả nha. Cái này không phải giả nha. Cái này giống như là cô tông số 4 mấy chị. Đây. Nó là số xương cá nha. Nó là số xương cá nè, đó. Cái hàng này là em nhớ là em bữa em có may một cái đồ em đi Đà Lạt và mấy cái đầm sơ mi á, rất là dễ thương luôn. Màu xanh nè. Đầm xương cá, cái này số xương cá nha mấy chị nha, số xương cá. Mã 243 kèm số mét giúp em nè. Mã 243 kèm số mét giúp em. 1m, 2m nè. 3m, 4m, 5, 6. Cái này còn 7m luôn mấy chị nha. 7m 243 ngàn thôi nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 243 kèm số mét. Các cho chị Hoàng Mai 2m thôi. Cái này mấy chị về may áo đầm hoặc là về mình may may quần sọt, quần chân váy gì cũng đẹp hết. Hoặc mấy chị về may áo vest cũng được nha. Cái hàng này rất là mềm luôn, nó gần giống như giả nhưng mà không phải giả nha. 1m nè. 2m. Nó xé được không ta? Được, trời ơi, mừng hú hồn. Không ai tới té nước ta. Dạ 2m của chị. Của chị chưa được 70, 65.000 thôi. 65.000 cho chị Hoàng Mai 2m nè. Đó chị Phạm Ánh Ánh 2m nè. Rồi bên chị ẩn tính nhận nhiều lắm luôn á Liên. Chị thị chị, bên chị là thị đợi xong rồi thị chị Nhí Nguyễn Liên luôn á. Chị Nhí Nguyễn là dưỡi nữa hả? Chị Phạm Ánh Ánh 2m này ha. 2m là 65.000 nha mấy chị nha. Rồi chắc khoảng đủ rồi. Hàng này cô tông 100% luôn á, xé nó rẹt rẹt rồi. Rồi cho chị Nhiên Nguyễn 1m mấy? 1m5 nè. 1m5. Rồi còn một chị nữa thôi là hết rồi. Chắc không đủ. Không đủ 3m. 1m5 của chị Nhiên Nguyễn là cái này là 48k. Này em còn 1m nè. Này còn có 1m. Còn có 1m9 nè mấy chị ơi. Còn có 1m9 nè, chị nào? Chị Hồ Thủy 3m nhưng mà cái này em có 1m9 thôi chị ơi. Chị màu đen, màu đen thì mới lấy 3m. Dạ em đang cắt cái vải này là vải cô tông nhưng mà nó chắc nó giống như chất dạ vậy đó. Chắc chị Lê Nhung ơi, chị lấy 3m, 2m nhưng mà cái này còn có 1m9 đó, chị lấy luôn nha. Này là 63k. Là chị nào đó? Chị Nhung là hết rồi. Rồi còn mấy cái này nè, mấy cái này thì em tặng nha. Tại cái hàng này là thực ra bữa em tính là may đồ đi may mền cho từ thiện á mấy chị. Nhưng mà giờ không có dịp nữa.
Thôi để cái này để bữa nào cho chị Hà Lâm lên may mền đi. Này mấy chị may quần sọt đồ cũng đẹp lắm á. Cái này dài lắm. Không nhưng mà mình đã phát nguyện mình lấy cái này mình ấy rồi mà mình. Chị Phạm ánh phúc đen này nha. Chị Phạm ánh phúc đen này. Mấy chị comment tặng rồi em tặng nha. Chị Phạm ánh nè. Mỗi chị một khúc mấy chị nha. Mỗi chị một khúc tầm hơn 1 mét á. Tặng cho chị Phạm ánh. Chị nào lấy thì comment giùm em tặng nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là em tặng. Mấy vải này mấy chị về may tặng cho chị Hồ Thủy nè. Mỗi chị mỗi màu nha, em bóc chúng cái nào em tặng cho chị cái đó. Tặng chị Quân Thư, tặng chị Hương Nguyễn. Mấy chị có đơn cái có đơn hôm nay mấy chị nha. Mấy cái này dài lắm để em cắt từ từ. Chị có đôi qua tặng chị Nguyễn Trang, chị Mai Nguyễn, chị Nguyễn Vân, chị Bảo Châu Nguyễn. À, tặng nè, tặng bỏ qua cắt cho chị đi. Chị cắt chị đôi qua đi. Này là hơn 1 mét đó mấy chị, cái này phải là 1,5 mét đó nha. Dạ mấy chị có đơn là em tặng hết nha mấy chị. Dạ cái này em có tặng cho chị một khúc với chị Hồ Thủy. Cái này mấy chị về may caro rồi à, may quần sọt rồi vậy được nha. Chắc là tặng đủ mấy chị nha, tặng đủ. Có chị Hồ Thủy rồi đúng không? Con bé nó có ghi đủ hết rồi mấy chị nha. Đó, có đủ hết. Bậm tén nó có hồi bậm giả. Rồi bậm tén mất rồi đó. Hồi cái chiều tăng lúc nó tệ khí mình lên đơn mình cái chiều tăng xấu. Dạ có chị. Em xé tặng cái này xong rồi em lên. Rồi có tặng hết cho mấy chị nha. Chị nào có like em cũng tặng hết mấy chị nha. Này là em tặng hết luôn á. Mỗi chị phải được gần 2 mét mấy chị nha. Gần 2 mét. Về mấy cái này mấy chị về mấy quần sọt, chân váy rồi vậy cũng được ha. Quần sọt, chân váy ok luôn. Quần tây cũng được. Cái này hàng này về mấy quần tây cũng được luôn. Rồi hết rồi ha. Hôm nay là rất là chất lượng luôn á mấy chị. Siêu chất lượng luôn á. Rồi hết. Cô cái này cắt bị lộn ha. Này chưa cắt. Nhau mà. Rồi hết rồi mấy chị nha. Rồi lên tiếp nha. Lên tiếp giá 120 luôn nè. Này lụa châu tôn màu hồng ha, lụa châu tôn màu hồng. Và tiếp chắc là hàng không hàng cô tông nè, thô cô tông nè mấy chị nè. Cái thô cô tông nữa nè, còn mớ hồi bữa rớt lại với là hàng bị xả đó. Nhà mã này là 33k, chị nào lấy thì comment giùm em là 33k nè. Lụa châu tôn màu hồng phấn ha, 33k. 1 mét 1m55 mấy chị nè, 1m55 33.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 33 màu hồng lụa châu tôn 1m55. Đủ đó mấy chị may áo sơ mi ha. Hoặc là mình may quần. Cái này may áo sơ mi hoặc may quần. Dạ 33k em chốt cho chị nắng vàng nè. Kịp không? Chờ em xíu mấy chị nha, em đi uống miếng nước. Có cái màu này, có cái vải này khá là đẹp. Em rất là ưng luôn á. Nhưng mà em để lâu không bị dính cái gì mà nó bị dơ một xíu ở đây nè.
em để em xem mấy chị nha. Dạ cái mã này là 90k, chị nào lấy về thì comment giùm em là mã 80 thôi ha. Em giảm cho mấy chị 10 ngàn về bỏ công giặt cái này giùm em, với cái này là dính bụi thôi cho em để lâu á. 90k nha. Cái màu rất là đẹp mấy chị nè, đây 90k nha, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 90. Đưa gần cho mấy chị thấy cửa sao nhắn đẹp ta. Màu đó là giống là ống ánh màu vàng á, cái này cũng không phải là mình tưởng, nhìn là mình tưởng là gấm nhưng mà không phải nha. Mà nó có giãn mấy chị nha, rất là mềm luôn. 90k giảm còn 80 nè. Nó bị dơ một chút, do em để lâu mà nó bị dính cái gì á, về giặt được tại em sợ chắc là giặt được nha. 80k giảm còn 80k, 1m 2m nè. 3m. 3m rưỡi mấy chị nha. Dạ 90 giảm còn 80 em chốt của chị Quyên Quân này, cái này về mình may áo đầm hoặc là mình lên vest đồ cũng được các chị, lên quần, lên đồ bộ, lên nguyên bộ vest được á. 90 giảm còn 80 cho chị Quyên Quân này ha. Rồi lên hàng lên hàng cô tông ha. Lên hàng cô tông nha mấy chị nha. Chia hả? Chia được chị, chia được ha. Chị chia một nửa hay sao? Chia một nửa hay sao? Quăng lại giùm chị cái miếng đó. 3 mét mấy thì chị lên đủ là đủ quần, đủ áo, còn nếu mà chị chia thì chắc chị may được một món thôi. Này chia đôi cho chị nha. Chia đôi thì là 45.000 nha, tại vì sẽ có một cái bên nó bị dính thôi, thì em sẽ giảm cho cái chị nào lấy cái bên dính. Chia đôi cho chị là 45.000. 2m hả chị? 2m. Ok chị luôn. 2m cũng được. Dạ em chia cho chị Ngân, chị Quyên Quân 2m, còn lại phần còn lại em để chị Ngân Nguyễn nha. 1m. Phần này dính thì em giảm cho chị đó nha. Phần này em dính thì em giảm bên đó nha. Cái này đẹp lắm mấy chị, lên đầm hay gì nó cũng sang, là cái màu nó sang á. Rồi 2m của chị Quyên Quân là phần này hoàn thiện này, không có bị dính cái gì hết. Dạ của chị là 50.000. Còn của chị Ngân Nguyễn, của chị Ngân Nguyễn là 38.000, còn 28.000 nha. Dạ cái vải này mình lên áo sơ mi nam hoặc là lên quần tây nữ đồ đẹp nè. Cái này ha. Mã này là 55k, để chị nào lấy thì comment giùm em là mã 55 nha. Mã này 55 nè, chị nào lấy thì comment giùm em là 55. Cái sọc nha, kẻ sọc màu vàng vàng, đường biên là đường biên ngang mấy chị nha, đường biên ngang nha. Nó bị dịnh quá đúng không? 55k chị nào lấy thì comment giùm em 55. Cái sọc là ngang ngang như vậy anh chị nha, về mình may may quần tây hoặc là quần sọc chân váy là vậy đó, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 55 nha. Mã này 55 nè. 1m. Dạ 1m85 mấy chị ơi, 1m85 55.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là 55.000 nha, 1m85 nha. Sọc màu vàng vàng nhuyễn mấy chị, sọc nhuyễn ha. 1m85 55k. Rồi lên sắp hàng cô tông nè. Có chị nào lấy cái vàng này không? Cái vàng ống ánh mấy chị lên vest đẹp lắm nè, lên sang lắm luôn á. Cái vàng này mấy chị lên vest hoặc là lên đầm dạ hội nha. Cái này sang lắm luôn á, chị nào lấy thì comment giùm em cái mã màu vàng là 162.000 nha. Cái này siêu đẹp. Cậu em lên một cái bộ áo vest rất là sang luôn. Cái vải này nè, cậu em lên áo vest sang lắm. Tại cậu em chuyên may vest. Mã 55k nè. Nên bữa em cũng để dành để tính may vest á, lên vest đồ sang á. 162 nha, chị nào lấy thì comment giùm em là 62 nè. Mã này mấy chị lên, cái này nó dày. Nó đẹp lắm luôn á. 162 nha, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 162 nè, để em đo mét cho coi. Là chắc lên được cả. Cái này mấy chị lên áo vest á, đẹp sang cực kỳ luôn. Hoặc đầm dạ hội nha. 1m, 2m. Cái này được 2m7 mấy chị nha, 2m7. 162 chứ không phải 62 chị ơi. Một của cái này hai khúc. Cái này 2m7 nha, khúc này 2m7 là 82.000 nè, để chị Hoàng Mai 82 nha. Là 2m7 á, còn khúc này nữa mấy chị. Khúc này biết được mấy mét. 1m nè. 2m. Cái này cũng 2m7 luôn. 82k.
80k, cái này 80k. Chị Hoàng Mai lấy hết 2 khúc đúng không? Hồi nãy 100, cái này hồi nãy 82, cái này 80 cho chị Hoàng Mai hết 2 khúc. Rồi ok mấy chị nha. Tới phiên cái này chị Hoàng Mai nếu không lấy hết 2 khúc thì cái khúc 82, cái khúc 80 nhường cho chị Quyên Quân nha. Có gì chị phản hồi giúp em, nếu chị không có lấy hết 2 miếng thì chị nhường cho chị Quyên Quân một khúc 80 hoặc 82 gì đó nha. Cái này là hàng thô cô tông mấy chị nha. Bữa hôm bữa còn mấy khúc á. Còn còn một mớ mà bị xả hàng á. Nên giờ em sale lại nè. Em sale lại là còn có 120 ngàn một ký thôi mấy chị nha. Tại vì qua một nước rồi đó bị bom á. Dạ. Vậy để khúc 80 cho chị Quyên Quân, chị Hoàng Mai chị lấy khúc 82 thôi nha. Dạ mã này là 55k nè, chị nào lấy thì comment này là 55k nè. Thô cô tông hôm nay chỉ còn có 120 ngàn một ký thôi mấy chị nha. 52k, chị nào lấy thì comment giùm em khúc này 52 ngàn. À 55 ngàn chứ, 2m nè. Dạ 2m3 mấy chị, 2m4 nha. 2m4 52 ngàn, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 52 nha, 2m4 nha. 2m4 52k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 52 2m4 nè. 52k 2m4. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 52. Em chốt cho chị Hoàng Mai khúc này 52k. Mã màu xanh ngọc mấy chị nha. Màu xanh ngọc ha. Màu xanh ngọc. Khúc này là 48.000 nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là khúc này là 48.000. Dạ, cái cao cô tông thì nó phải nhăn rồi cô ơi, nhưng mà nó sẽ không có nhăn nhúng giống như là một cái số vải khác. Cái hàng này mình mang thì mình muốn mát thì là mình phải chịu nhăn, tại vì cái độ nhăn tự nhiên của nó mà. Dạ 48 mình chốt cô chị Lê Nhung nè, 1m, 2m. Dạ 2m2 ha. 48 mình chốt cô chị Lê Nhung, 2m2. Không hay không? Dạ màu tím mấy chị nè. Dạ mã màu tím này là 38k. Chấm bi nền trắng nền đen thì để chị nha. Dạ ok chị. À cái này không phải nền trắng, nền xanh đen vậy nha, nền màu xanh nha. Này 38k màu tím nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 38.000 nè. 38k. Chị nào lấy thì comment giùm em là 38k được 1m nè. Dạ cái này được 1m85 ha. 1m85 38.000 màu tím nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là 38k. 1m85 38k nha. 1m85 38k, 1m8 á, 38k về may đồ bộ nha. Về may đồ bộ. Em chốt cho chị Hồ Thủy nè, 38.000 nè. Mã màu xanh mấy chị. Màu xanh ngọc không à. Cái này giống xanh min á. Mã này là 27.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là 27k nha. Chị Trần Kiều Nương ơi, mã 38 em hết rồi, mã này 27k nè. 1m. Dạ cái này được 1m3 ha. 1m3 27.000, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 27 1m3 nha. 27k 1m3. Em chốt cho chị Trần Kiều Nương 27.000 nè. Nền xanh chấm 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 đốm đốm nâu ha. Mã này là 54.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 54 nha. Mã này 54k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 54k nha, 54k. 1m nè. Cái này là có 1m7 thôi ha. 1m7. Chắc này nó bị ấy rồi, để em xách xéo chút này đi. Em cân lại nha. Em cân lại. Em chốt cho chị Nguyên Nguyên nè. Cái này 54, cái này em giảm còn 46 thôi chị nha. Cho chị Nguyên Nguyên 54 giảm còn 46, tặng miếng nhỏ này luôn. Rồi lên tiếp mấy cái này mấy chị ạ. Dạ cái màu tím này comment giùm em là mã này là 48.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là 48k màu tím nha. 48k màu tím. Màu tím hoa nè, 48k. 1m. 2m mấy chị nha. 2m cái này 48k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 48. 2m nha. 2m 48k. Dạ cô tông này khổ cũng 1m4 thôi mấy chị nha. Khổ 1m45 thôi. Nó từ mét 45 để em đo. 2m48k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã nó 48 nha. Khổ 1m45 nha, khổ 1m45. Cái này 2m48k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 48. Cái này là 48k nè. Dạ em chốt cho chị Hoa Trần. Chị Hoa Trần ở cho em số điện thoại nha chị nha.
này 2m1 á, 48k cho chị Hoa Trần cho em số điện thoại nha. Chị Nguyễn Thị Nữ lấy 2 khúc bi xanh. Ok chị nha. Này 1 khúc, này 3 khúc luôn á. Cái này em còn mà, cái này em còn 3 khúc bi xanh luôn á, chị lấy hết không? Chị lấy hết luôn đi ha, tại cái khúc, tại còn có khúc này nó nhỏ xíu à. Có khúc này nó nhỏ xíu à. Dạ khúc bi xanh này là 3 khúc nhỏ xíu này là 166k nha. 166k. 166k nè. Cho chị nữ Nguyễn Thị Nữ nè. Khúc màu vàng mấy chị ơi. Khúc màu vàng. Khúc màu vàng này là 30.000, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 30 nha. Màu vàng này 30k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 30.000 nè. 30.000. Dạ ok, cô lấy khúc này đúng không? 30.000, khúc này của cô là 1m3 nha, cô kim cương vỏ nha. Cho cô kim cương vỏ 30k màu vàng này. Thêm khúc màu tím nữa mấy chị nha, mấy khúc nhỏ nhỏ. Khúc này là 20.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là cái mã này 20 1m ha. Để em coi được mét không. Này được gần 1m ha, được 9 tấc rưỡi thôi. 9 tấc rưỡi nè. Hồi nãy có đủ tặng chứ vậy? Nè, bỏ khúc này tặng luôn đi nè. Khúc này 9 tấc rưỡi. Tặng có chị nào thiếu á. Mã này là 36 này, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 36 nha. 36. Cô Kim Cương Võ lấy khúc này được không? Khúc nó ngắn quá con tặng rồi. 1m. Cái này được 1m rưỡi thôi nè cô nè. 1m rưỡi. Để con cắt cái này để con. Ừ, rồi xong. Một đường xé đi vào lòng đất luôn. Đường xé đi vào lòng đất luôn. Để con cân cho cô khúc này. Khúc này con thấy bị rách rồi, để con giảm cho cô cho. Này có 3. Này 35k này, con tính cho cô cái này 25.000 thôi nha. Là gần 1m rưỡi luôn á. 35k tính cô 25.000. Cái này 2m2 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em cái mã này sao 54k nha, 2m2 nha mấy chị nha. 2m2 54k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 54 2m2 nha. 2m2 54k. Chị nào lấy thì comment giùm em là 54 nha. Dạ không chị, em không có lên nên để may quần ống rộng. 54k. Chủ yếu là còn mấy cái màu tím tím này á, chị nào lấy thì comment nha. Rồi màu tím này em qua mẫu đi ha, tại màu tím này nó trùng mẫu nè. Còn cái màu tím á, còn cái màu tím hoa nhí nha mấy chị nha. Màu tím hoa nhí này là mã là 134k nè, chị nào thích về mình mua may đồ này hoặc là cầm 134 kèm số mét giúp em nè. Mã 134 kèm số mét giúp em hoa nhí nha. Mã 134 rồi xong nó rớt không rồi. Mã 131 kèm số mét giúp em. 134 kèm số mét giúp em hoa nhí ha. Màu tím hoa nhí là 134 kèm số mét. Cái này rất là dễ thương mấy chị nha. 134 kèm số mét. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 134 mấy chị nha. Mã 134 nè. Mã 134 kèm số mét giúp em nè. Cái này nhí rất là dễ thương luôn á. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 134 kèm số mét ha. Dạ mã 134 cho chị Châu An 1m2. Ok chị. Cái này còn chị nào lấy đúng không ạ? Cái này xinh lắm luôn á. Xinh lắm luôn á nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 134 kèm số mét nha, 124 kèm số mét giúp em nha. Mã 124 kèm số mét giúp em cho chị Hoàng Mai 2m nữa nè. Dạ 1m2 của chị Châu An, khúc này là 26k nè. Dạ 2m cho chị Hoàng Mai. 1m. 2m cho chị Hoàng Mai. Là 44.000 nè, 44.000. Chị Nắng Vàng 1m rưỡi. Chị Kim Thị 2m, 1m rưỡi sợ không đủ rồi mấy chị ơi. Sợ tới chị Nắng Vàng là hết rồi đó. 1m, à đủ luôn, đủ ha. 1m rưỡi cho chị Nắng Vàng. Tới chị Kim Thị là hết rồi nha mấy chị. Một mét rưỡi là 33.000 nè.
cái này của em còn 1 mét. Ôi, cái này chị Kim thì em còn 1m3, chị lấy được không? Nếu chị lấy được thì chị comment giùm em là mã, cái này còn 1m3 thôi. Mã này còn 27.000 à. Nếu chị lấy thì comment giùm em là 27.000 nha, còn 1m3 thôi à. 27k 1m3. Chị Kim Thị lấy thì comment giùm em là 27 nha. Nó còn màu đen á chị ơi, còn màu đen nữa thôi nha. Dạ ok chị, còn 27k là chốt cho chị rồi nha. Màu đen cái mã này 52k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là 52k được 2m4 này ha. 52k 2m4, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 52 nha. Mã 52 nền màu đen mấy chị nha. Nền màu đen 52k 2m4. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 52 nha. Cái này em còn một khúc là 2m4, một khúc dài. Dạ 52k em chốt của chị Hoàng Mai nha. 52k em chốt của chị Hoàng Mai. Còn chị nào lấy khúc dài thì nhắn em nha. Rồi em còn 3 khúc này thôi mấy chị nè, 3-4 khúc này thôi màu nâu ha. Mã này là 32k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là 32k. Khúc này bao nhiêu mét nè? 32k màu nâu nè, chị nào lấy thì comment giùm em là 32k nha, 32k. Màu nâu hoa, 32.000 được 1 mét nè. Mét 45 mấy chị ơi, mét 45 32.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 32 nha, mã 32, mét 45 chốt của chị Hoàng Mai luôn nè. Chốt chị Hoàng Mai. Ủa cái này beo mấy chị, beo dễ thương ghê luôn á. Dạ mã này là 35k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là 35k nha. 35k beo ha, chị nào lấy thì comment giùm em là 35.000. 35.000 mấy chị nha, 35.000 nha. 1 mét nè. Dạ cái này được 1m rưỡi ha. 1m rưỡi 35k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 35 nha. Mã 35 beo ha. 35 beo 1m rưỡi. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 35 nha. Mã 35k 1m rưỡi ha. 35k em chốt cho chị Hoàng Mai luôn nè. Một miếng màu xanh thấy miếng màu vàng nữa là hết sạch mấy chị nha. 1m8 40.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 40 1m8 nha. 1m8 40. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 40 1m8 ha. 40 1m8. 40 1m8 chị nè, màu xanh họa tiết này ha. 40 1m8 chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 40 nha. Mã 40 1m8 giống hình cái cây á mấy chị. Giống hình cái cây á, 40 1m8 nha. 40 1m8. Thêm khúc màu vàng này nữa mấy chị. Thêm khúc màu vàng nữa là hết ha. Khác. Khúc này 36 nè. Chị nó lại màu vàng 36 hả? Vậy để khúc này là nha, là hẹp luôn á. Là hết luôn mấy chị nha. Dạ 40 em chốt cho chị Hoàng Mai. Khúc kia có người chốt. À còn khúc này nè. Khúc này dụng đây nè. Khúc đỏ 36. Cái này cũng 40 nè. Lấy mã 39 thôi. Cho ai vậy? Cái này còn lấy cùng 2 khúc. Khúc được á. Vậy để đi cho chị chọn. Khúc nào còn được. 39.000 chị Hoa Trần chốt nè. Ủa khúc kia 36 được thôi, vậy khúc này là khúc này 39k chốt đi. Tại khúc kia 36 lận. Dạ 39k em chốt của chị Hoa Trần nha. Chốt của chị Hoa Trần. Còn hai khúc vàng lá cây này mấy chị nha. Hai khúc vàng lá cây này không biết được 3 mét. 3 mét. Một mạch sậu nè. Con này bụng khúc lần. Cho xỉ. Chắc trưa 2 khúc là đủ rồi. Rồi 2 khúc nữa là đủ 3 mét đó. Con giữ khúc này nè. Dạ khúc này 25.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là 25 hả? Đủ 25k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 25k nha. 25k khúc cuối mấy chị ơi. Còn khúc cuối là hết ha. 1m1 mấy chị. 1m1 25.000 nha. Nhà 1m1 25.000 em chốt khúc này cho chị Hoàng Mai ha. Là hết cái mét cô tông mấy chị. À lên còn lên cái mớ thời trang mấy chị nè. Lên mớ thời trang này nha. Vải pho rồi vải, cái vải này là vải gì chỉnh hà? Vải này tính để may đồ nè, may quần ống suông rồi vậy nè chỉnh nè. Chỉnh ơi. Cái vải này là vải gì vậy? Đuổi hay là cái gì vậy? Đuổi tơ hay là cái gì nè? Để xe cho mấy chị luôn đi. Này nè. Đuổi tơ hả? Tơ, tơ, tơ. Cái hàng này là... Hả? Còn người xưa là... Con
người gọi cái này là đuổi gân, có người gọi cái này là đuổi tơ, có người gọi cái này là sô tơ mấy chị nha. Mà cái này mấy chị về may. Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Thị Nữ nha. Cái này mấy chị về may quần ống suông, may đồ bộ á là rất là đẹp luôn ha. Này đẹp nhất là mấy chị về may quần ống suông hoặc là may đồ áo đầm rồi vậy cũng đẹp ha. Em nay là con do còn mấy khúc này để dành mấy đồ này mấy chị nè, còn nguyên cái kệ này nè ha. Giờ em xem nguyên cái kệ này nha. Cho nó hết luôn. Ai biểu cái tội để dành cả năm rồi không chịu may. Màu vàng chị chốt hai lần mà chị Nguyễn Vân. Ôi chị Nguyễn. Chị Trang. Cái màu vàng này hả chị? Cái màu vàng này á hả? Màu vàng này em cũng còn hai khúc nè. Cái này 37 ngàn nha. Cho chị Nguyễn Vân lấy khúc này 37 ngàn, 1m6 ha. 1m6, 37 ngàn. Em còn khúc này cũng 37 ngàn luôn nè. Chị lấy cái này luôn không? 1m6 luôn á, 37k. Chị lấy một khúc hay là hai khúc? Nếu lấy hai khúc là về may ga đủ luôn á. Cái này cũng là 37 ngàn, 1m6 nha. Chị lấy thì comment giùm em là mã này 37k, 1m6. Em còn khúc này nữa thôi nè. Có vải may còn ốm xương nữa. À một khúc, vậy còn khúc này em chốt cho chị My Nguyễn nha. Có vải may quần ống suông nữ màu cà phê không? Dạ không, trên cái lố này không có cái nào màu cà phê mà có màu da chị ơi, có màu da nha. Rồi mã này là 26k, là chị nào lấy thì comment giùm em là mã 26 nha. Cái này là đuổi tơ, đuổi gân mấy chị nha. Hàng này mấy chị lấy về may thử đi. Hàng này đã ghê lắm luôn á, phải nói là rất là thích. Về may quần ống rộng mà nó nhẹ tơn luôn mấy chị, nhẹ tơn luôn á. Cái này là 1m6 ha. 1m6 nè. 1m6, chị nào lấy cái này thì comment giùm em là 26.000 màu tím Huế nha. Màu tím Huế 26.000 đuổi gân nha mấy chị nha, đuổi gân ha. 26.000 nó nhẹ lắm mấy chị. 1m6 mà có 26.000 là mình biết cái mức độ nhẹ của nó rồi, về mình may quần ống suông á rất là thích luôn. Em chốt cho chị Nắng Vàng mã 26 này, khúc này em có khúc dài á, chị nào lấy thì em cắt ha. Này để dành để may đồ thôi mấy chị. Cắt không? Chị nào mà lấy nhiều hơn không mấy chị? Cái khúc hồi nãy có 1m6 thôi, cái khúc này em có rất là dài nè, chị nào lấy thì em chia nè, em chia chị Hoàng Mai với chị Mỹ Hạnh nha. Mỗi chị lấy mấy khúc hả chị? Mỗi chị mình lấy mấy khúc, tại khúc này tới 175.000 lận á. Mỗi chị lấy mấy mét thì mình comment giùm em màu tím kèm số mét đi. Chị Hoàng Mai với chị Mỹ Hạnh comment giùm em là tím kèm số mét giúp em nha. Bịch màu đen á, cô mít ký đúng không? Trên cái kia. Không cần nợ của cú và của chi đâu. Bịch to ở đó. Áo vải bịch là bịch hăng mẫu, đó cái bịch ở trong rồi đó. Là thổ mít ký á. Dạ em cắt cho chị Mỹ Hạnh 1m5 cho chị Hoàng Mai 2m nha. Cái này là đuổi gân mấy chị nha. Mấy chị về lấy cái này may thử rất là đẹp luôn. Em nói thật luôn á, cái này mấy chị, tại vì chỉnh nó cũng đã gửi về để may cho má em á. Má em có một cái sở thích là thích mang cái đồ nào nó nhẹ nhẹ, nên giống như là lụa gãy rồi vậy đó. Nó mát hả? Vậy khúc hồi nãy 1m6 rồi để lại cho chị nha. Là em xả ra nha, 1m6 để qua cho chị Mỹ Hạnh đi. Để qua chị Mỹ Hạnh nha. Rồi khỏi cắt. Cái đó 26.000 bớt cho chị Mỹ Hạnh lấy 25.000 thôi. Rồi bây giờ đọc tên để cắt này liên nè. Ủa mà không có để cho chị Mỹ Hạnh đó. Rồi cắt 2 mét cho chị Nắng Vàng, rất là lát nữa sai nè. 2 mét cho chị Nắng Vàng nè. 2 mét của chị Nắng Vàng là 33k nè. Rồi 2 mét của chị Hoàng Mai đúng không? Dạ chị Nguyễn Muội ơi, cái tím này là chắc là đuổi tơ á chị, chất không giãn nhưng mà nó rất là rũ và mềm á. Rất là rũ và mềm. Rồi chị Hoàng Mai 2m là cũng 33k nè. Này là đuổi tơ nha mấy chị nha. Dạ em nói chuyến Huế á chị Dương Thị Cúc. Cho chị Lê Nhung 1m8 đúng không? Ai? Chị Huyền Trang Nguyễn 2m5 nè. Chị Huyền Trang Nguyễn ơi, chị inbox giùm em cái địa chỉ luôn với. Để vài bữa đủ đơn rồi em gửi cho mình luôn. Rồi đâu tiền luôn á. Rồi 2m5 của chị tên gì? 2m5 của chị nào? Chị Huyền Trang Nguyễn 2m5 nè. Chị Huyền Trang Nguyễn inbox giùm em cái địa chỉ nha. Của chị là 39k. Cái này em còn 1m8 cho chị Nhung, chị Lê Nhung. Mấy chị mua cái này về may thử để đuổi gân, cái này đẹp lắm luôn á. Cái hàng này là giờ nó mới còn á. Tại do em để dành may đồ á mấy chị. 1m8.
mày có ổ điên bên mấy thằng bi có ai thấy cái dạ quạt hả cái thân quạt này không biết có chân đẻ ở trên á. Dạ 1m8 của chị Lê Nhung, 1m8 của chị Lê Nhung là hai ô cái từ đói bụng quá là 30 chẳng nè. Em còn khúc này chị nào lấy thì nhắn giùm em nha. Em người Huế mà em nói nó may một cái bộ đồ màu tím Huế mà không có bộ nào màu tím Huế hết đó chị. Tại em đen thui á. Dạ chị Dương Thị Cúc ơi, đơn trên 100 ngàn là em đi nha, ship 35k toàn quốc á. Cái này em còn 2,5m nè. Cái này em còn 2,5m nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã. 39 ngàn nha, 39 ngàn 2,5m màu tím Huế nè, đuổi gân này ha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 39 ngàn nha, 2,5m 39 ngàn. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 39. Mã 39, 2,5m nha. Còn khúc thôi mấy chị, còn khúc thôi là hết luôn á. 39, 2,5m. Ủa, con nãy còn khúc này mình chưa có like hả? Còn một cái khúc màu xanh này, chị nào lấy cái cô tông thì comment giùm em là mã 127 này ha. Đủ để may ra, cái này còn 2 miếng đó chị ơi, còn 2 miếng luôn á. Dạ mẹ, miếng này là 30k này, chị nào lấy thì comment giùm em là 30 ngàn nha mấy chị nha. 30 ngàn này, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 30 nha. Cái này chắc được mét 2 mấy chị ơi. 30k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 30 mấy chị ơi. 30 nè. Này được được gần 1m 1m35 mấy chị nha. Đây, gần 1m3, 1m3 ha. 30k em chốt cho chị My Nguyễn nha. Chốt cho chị My Nguyễn. Em còn khúc này nữa ha. Này là không biết một khúc hay hai khúc, còn một khúc này nè, một khúc thôi. Một khúc này chị nào lấy mega thì comment giùm em là mã 98 ha. 98 về đủ để mega nè. 98k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 98 nha. Mã 98 màu xanh. Màu xanh. 98k nha. 98k chị nào lấy thì comment giùm em là mã 98 về đủ mega mấy chị nè, 98.000 nha. 98.000 màu xanh. Màu xanh 98 nè. 98k. Ôi đại bụng. 1m nè. 2m. 3m nè. 4m. Cái này của em được tới 4m3 lận mấy chị. 4m3 98.000, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 98 nè. 4m3 98k về may ga rồi may mặt gối luôn nha. 4m3, chắc mình được may ga với may hai cái mặt gối nằm, không đủ mặt gối ôm đâu. 4m3 nè, 4m3 98k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 98 á chị nha, mã 98. Khúc cô tông cuối luôn á. Rồi lên tiếp cái đuổi gân mà màu rêu mấy chị nha. Cái này là màu xanh, gọi là màu xanh xanh là xanh gì ta? Xanh lá hả? Xanh lá hay xanh rêu gì đó không biết, mà không phải xanh min đâu. Min là cái màu khác. Cái màu này nó giống như là màu lá non mà nó không phải là màu chế. Dạ cái này 24k nè, màu xanh vỏ đậu. 24k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 24.000 nha. 24.000 màu xanh vỏ đậu nha, đuổi gân nha. 24k màu xanh vỏ đậu về mình may quần suông rồi vậy đó, quần suông áo kiểu áo đầm cũng được nha mấy chị nha. 1m nè. 1m rưỡi, 1m rưỡi 24k, chị nào lấy thì comment giùm em là 24 nè. 1m rưỡi 24k em chốt của chị Vi Đào ha. Chị Lê Nhung ơi, em chị Lê Nhung chị lấy bao nhiêu mét? 1m rưỡi luôn đúng không? Tại cái này em còn khúc á, em còn khúc dài để em cắt cho chị nha. Chị Lê Nhung chị lấy mấy mét? Giờ con chị nào lấy cái này mà cũng là đuổi gân luôn nhưng mà màu xanh vỏ đậu nè, chị nào lấy bao nhiêu mét nè? Chị Mỹ Hành cắt 1m rưỡi, chị Lê Nhung cắt 1m rưỡi luôn ha. Rồi cắt cho mỗi chị 1m rưỡi nè. Cái này mấy chị về may quần ống suông đẹp lắm. Nhưng mà mình may cái quần ống rộng rộng á thì mình cắt hơi rộng rộng á mấy chị. Đuổi gân nha mấy chị nha. 1m rưỡi 24k cái kéo luôn. Dạ 1m rưỡi 1m rưỡi 24k. Cho chị Lê Nhung nè. Cho chị Mỹ Hạnh nè. Hai mét cho chị Nắng Vàng nè. Thế mệt rồi đó nè. Cho chị Nắng Vàng 2m. Cái là đuổi gân mấy chị nha. Đuổi gân ha. Đuổi gân, đuổi tơ gì đó. Gọi kiểu sao cũng được hết. Này mấy chị về may chân váy cũng rất là đẹp ha. Về may chân váy cũng rất là đẹp. Cái này không biết có được gọi là
tơ rai mi vậy thôi. Cho chị kim khuê phủ 1,5 m nè. Thiệt luôn á, cái này không biết có gọi là tơ rai mi, tính lấy cái này may cái ở cá giống của anh may á. 2 m để em cân này chú cân. Dạ 2 m 33 k. Dạ 1,5 m của hoa tigon không thấy luôn, bị ẩn comment luôn thấy chưa. 1,5 m của hoa tigon là 1,24 m, thêm mất 1,5 m của kim khoe vũ nữa. Rồi chắc là vừa đủ mấy chị ơi. Vải đuổi gân mấy chị nha, đuổi gân đuổi tơ nha. Màu xanh vỏ đậu mấy chị ơi, màu xanh vỏ đậu. Cái màu này lên cũng sáng lắm luôn á. 1,5 m 24. Không còn sức để bò nữa hả? Một mét nè. Thêm được một chị nữa mấy chị ơi. 1,5 m. Khúc nãy dài may đủ ga không? Đổi chị khúc xanh, 4,3 m đi. Cho chị Nguyễn Thị Nữ. Và để em kiểm tra lại chứ em không biết cái bọc của chị ở chỗ nào luôn á. Để em kiểm lại nha. Và chị Quynh Khuê Vũ 1,5 m này. Còn cái này em còn, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 40,000 nha. Em còn cái này là 40k nè. Em còn 40k. Nhà màu đen không có, giờ có màu nu với màu xanh dương nữa chị ơi. Cái này 40k đuổi gân này, còn chị nào lấy không? 40k nè. Xanh vỏ đậu 1 m cho chị Trương Thảo Vi. Số điện thoại của chị có số điện thoại luôn. 2 m. Cái này là 2,5 m ha. 2,5 m giờ cắt 1 m. Giờ cắt 1 m cho chị Trương Thị Nguyễn Trương Thảo Vi. Là còn 1,5 m để chị Trần Thanh nha. Rồi 1,5 m của chị Trần Thanh. Chị Trần Thanh ra cho em số điện thoại nha chị nha. Chị Thanh đơn mới hả? 24,000 của chị Nguyễn Trương Thảo Vi. Trời ơi, chị ơi là chị. Chị ơi, chị comment á. 1,7 m xuống hàng. Ôi má ơi, cắt rồi. Chị giờ chị lấy khúc 2 m nha, chứ giờ còn một khúc 1 m với một khúc 2 m thôi. Giờ chị Trần Thanh nó lấy hết giờ cũng không còn để cho chị lấy hết luôn á. May không đủ mà giờ em còn 2 khúc đó lẻ lẻ sao ta. Giờ chị Nguyễn Trương Thảo Vi lấy khúc 2 m nha. Cũng có 24,000 thôi chị ơi. Chị lấy khúc đó luôn nha. Còn khúc 1 m là đang để trống nè. Khúc 1 m này là 15,000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 15 nè. Mã 15 nha. Giờ chị Trần Thanh lấy khúc khác nha chị nha. Tại em còn 2 màu nữa. 2 m 24k cho chị Trương Thảo Vi nè. Cái này còn 1 m. Chị nào lấy thì comment giùm em nha. Chị nào lấy thì comment giùm em nha. Ủa hồi nãy có chị vải tặng là chưa đủ đúng không? Bỏ này tặng luôn đi cho nó hết luôn. Cho nó sang. Để lắc 15 bảo. Bảo khúc 15 cho chị Hoàng Mai kìa, chị Hoàng Mai nhắn rồi. Cái đó còn 1 m thôi nha chị nha. Cái này là màu da mấy chị nè, rất là đẹp luôn, mã 72,000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 72 nha, siêu sang mấy chị nha. Màu be nè. Màu be siêu sang 72k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 72 đuổi gân ha, 72k đuổi gân. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 72,000 nè. 1 m. 2 m nha. 3 m nè. 4 m. Dạ cái này là 4,7 m ha. 4,7 m. 4,7 m, từ từ lấy khúc này đi chị. 4,7 m là 72k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã màu be này là 72k này, 4,7 m nha. 4,7 m, 72k, mấy có 10,000 thôi nè. Dạ không chị. Cái đuổi gân này em còn 2 màu là màu da, màu nu này nè. Với thêm một màu xanh dương nữa thôi. Với thêm một màu xanh dương này nữa là hết ha. Mảnh màu hồng mà chị xem ở trong live là cái mảnh màu này là vải pho nha mấy chị nha. Vải pho là để may áo sơ mi nam. Mấy chị mà có chị nào mà trẻ trẻ mà hay mua hàng trong cửa hàng Yame á là thấy nó đợt vừa rồi nó lên một cái hàng loạt áo sơ mi nam là vải pho này ha. Vải pho này cho chị Vi Đào. Mảnh này là 108,000 nha chị nha. Mảnh này là 108,000 nha. Chị Vi Đào lấy thì comment giùm em là mã 108 nè. Vải pho nha. May áo sơ mi nam nữ đều được nha mấy chị nha.
cho chị Nắng Vàng là 2m màu be, với cho chị Việt Võ Thị là 2m màu be, cái này là 4m7 đúng không? Thôi vậy thì còn 7 tấc nó kỳ kỳ lắm. Em chia đôi nha. Em chia đôi nha rồi em bớt cho mỗi chị một ít. Chứ còn mà giờ mà mà chia ra là còn có 7 tấc thôi thì nó rất là kỳ luôn. Mấy chị lấy cái này mà nó dư dư hơn một chút á, mấy chị về mang cái quần ống suông rộng hơn một chút nó vẫn đẹp. Nó vẫn đẹp nha mấy chị nha. Để em chia đôi đi ha. Mã này là 72 nè. Chia đôi là còn 36 ngàn một chị, giờ lấy 34 ngàn một chị thôi nha. 34 ngàn một chị thôi. Đó hai chị nè, hai chị hết. Cho chị xem xét mẫu vải đi chị. Dạ mẫu vải nào hả chị? Dạ vải pho là cái loại vải mà người ta hay máy áo sơ mi nam á chị. Khúc này là khúc vải của em đang may đồ, khúc vải linen màu hồng. Một chị là ủa. Bị ẩn rồi. Chị Việt Võ Thị với chị Nắng Vàng, mỗi chị một khúc 34 nha. 36 em tính còn 34 thôi nha mấy chị nha. Nguyễn Vân, à chị Vi Đào. Chị Vi Đào có lấy khúc đó không chị? Đưa khúc vải pho như vậy. Chị Vi Đào chị không có comment thì em like khúc này nha. Hết rồi đừng like em á. Dạ mã 1508 vải pho em đưa gần. Em đưa cận vải cho chị Duy Lê xem nha. Cận vải nè. Đây chị. Đây nha. Đây. Dạy lên nền em còn trường mấy khúc để em may đồ, nó không có nhiều. Có mấy khúc à. Đây này chị nè, đó. Không biết được cái điện thoại này sợ không mấy chị không có thấy được cái chất của nó. Không thấy được. Chịu thua rồi. Nói chung là mấy chị mà biết cái hàng vải pho á thì ok. Chả nó để em inbox chị nha. Chứ em không dám cho thằng like. Tại em có để dành mấy khúc á, để lát nữa em inbox cho chị cho. Cái đó là mình nói riêng thôi. Trời ơi. Em ơi em xong chưa, em tỉnh vô coi em xong chưa. Dạ khúc hồng này hả chị? Là nền màu hồng á hả? Để lát em inbox riêng đi. Dạ vải em mặc trên người hết từ 3 năm trước rồi chị ơi. Còn màu nào tối không chị? Cái vải màu hồng này có chị nào lấy không? 108 ngàn nè. Chị nào lấy thì comment cho em là mã 108 nha. Mã 108 1m. Mà hồi đó em lấy cái này của dì em á, chứ em không có cái này. 2m. 3m nè. 3m4 mấy chị ơi, 3m4. Vải pho màu hồng về mình may áo sơ mi nam hoặc là mình may đầm sơ mi nữ, áo sơ mi nữ đồ cũng được mấy chị nha. Dạ em cắt cho chị Kim Thị 2m nè. Cái này mấy chị về may áo sơ mi nam không, cái màu hồng nó lên không có mềm mấy chị nha, lên đẹp lắm. Tại vì cái đợt này em có may một lần rồi, em may cho chồng em đủ màu luôn, là đủ 7 sắc của vòng luôn á, màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu kem, màu vỏ đậu, màu hồng, với em may màu tím nữa. Mà chồng em mang lên đẹp lắm mấy chị, chứ không có bị mềm nha, mang lên đẹp sang lắm luôn á. Mấy chị vô, chị nào mà, tại vì chị nào mà trẻ trẻ thì mình mới hay mua hàng của Yami. À chia hai chị, xém nó em cắt 2m. Chồng em mang cái áo màu tím nữa, xinh lắm. Áo lộn men lắm. Đàn ông mình nó xinh, nó hơi mềm. Hai kéo mình. Dạ 2m, cái này của chị là 50 nha. Dạ. Còn lại cái này cho chị Duy Lê nè. Ủa chị Duy Lê, cái này nó bị dơ miếng, để em cắt cái này đi. Vậy sao mà ho dữ vậy trời, dính cái bụi vải nè. Nó bị mất cốc quá. Rồi, cái mã này cũng là còn 51k nha.
có tím cho chị may cho men cái không chị, giờ cái vải phon là giờ còn mỗi cái màu hồng này thôi à, còn mỗi cái màu hồng này thôi, vải trắng này là vải cotton lót rồi, không tính. Còn cái này là kaki thun, bữa có cái đó hết rồi. Dạ đủ chị, cái này hồi nãy là em cắt nó bị nó cái phần này dơ nè nên em bỏ ra em không có tính vô. Cái này cũng đủ 2 mét đó chị ơi, cái này không biết được mấy mét, để em đo lại cho mình. 51.000 á, tính 50.000 luôn nè, 1 mét nè. Cái này được 1m8 nha, 1m8 đủ mẹ, đủ xong Sabina mà đó, 1m8. Và cái này là vải này là vải gì ta? Vải này là gọi là cái gì mà kate mà nó có sốt sốt. Mấy chị mà có mua vải mà em thấy năm ngoái là trong Canifa á, là có mấy cái áo Sabina mà cái loại vải hột hột như vậy nè. Đó, em thấy nó hay, Canifa là hay lên cái loại vải này lắm luôn á. Hay lên lắm, giống Owen hay gì đó là lên cái vải nam là nó trơn trơn. Nhưng mà lên Canifa thì cái vải nó hột hột như vậy nè. Y chang luôn á. 72k cái này lên Sơ mi nam đồng sơ mi nữ đẹp mấy chị nha. 72.000 thôi nè. Cái vải nó hột hột như vậy nè, em đưa gần cho mấy chị xem đó. Nó hột hột như vậy nè. Lên sơ mi nam với lại lên đầm sơ mi nữ rất là đẹp luôn. 72.000 nha. Chị nào lấy thì comment cho em là mã 72. Dạ 2m nè. Hả? 3m nè. Dạ 3m1 ha. Chị Duy Lê cho em xin số điện thoại nha chị nha. Chị Duy Lê cho em xin số điện thoại nè. Dạ 72 em chốt của chị Hoàng Mai 3m1 nha. Về mình đủ may áo sơ mi nam còn dư thì mình còn đủ để cho mình may may nữ luôn á. Hàng này là hàng kaki cotton nha mấy chị nha, kaki thun á, nó có độ thun nha. Và mã này là 94.000 nè, hồi nãy chị nào hỏi trắng nè. Chị Ngân Nguyễn hay chị nào hỏi trắng á, cái này là hàng kaki cotton nha. 94k. Chị nào lấy thì comment giùm em là 94, cái này màu trắng kem nha. Màu trắng kem, dạ em thấy số điện thoại của chị Duy Lê rồi nè. Màu trắng kem nè, hàng này mát lắm mấy chị, kaki cotton. Nó mát lắm luôn á. 92k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 92 hàng kaki cotton nha, rất là mềm luôn. Mấy chị về may đầm ha, may đầm cho nữ á. May đầm cho nữ hoặc là mình may chân váy quần sọt gì đó rất là sang ha. Cái này được 2m35. 2m35 92k. 92k nha mấy chị nha. 92k 2m35 nha. Hàng này màu trắng kem mấy chị, màu trắng kem ha, 2m35 92.000. Ở ngoài nó siêu đẹp luôn mấy chị ơi, cái này mấy chị lên đầm để đi dự tiệc nó rất là sang nha, lên đầm để đi dự tiệc rất là sang luôn. Hàng kaki cotton nha, hàng kaki cotton nè. Kaki cotton, lên quần sọt chân váy gì cũng được hết, nó có độ giãn nhẹ ha. Màu trắng kem. Chị nào lấy thì comment cho em là mã 92 nha, mã 92, 2m3. Thêm một khúc lụa châu tôn màu hồng hồng nè. Mã này là 35k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là 35k còn khúc thôi, màu hồng tím thôi. 35k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 35 nha. Mã 35 khúc này được 1m rưỡi. 1m rưỡi 35.000, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 35 nha. Dạ 92 em chốt của chị Hoàng Mai nè. Cái này lắc phải bỏ vào túi liền thôi nó dơ. Dạ 35k 1m rưỡi nè. Chị nào lấy cái này về may quần hoặc là mình may áo sơ mi kiểu ha. Áo sơ mi kiểu rất là sang ha. 35.000 em chốt cho chị Hoàng Mai. Có được còn không nha? Này không ông chủ. Rồi tiếp theo nữa là cái này nha mấy chị nha. Cái này hôm nay là em dọn kho dọn nhà, có cái gì em lái đấy. Lưới theo luôn nè mấy chị nè. Lưới theo luôn, lên 120 thôi. Dẹp luôn cho nó gọn nhà để làm lấy hàng mới về. Hàng lưới theo mấy chị nha, hàng lưới theo nè. Cái này có 30.000 thôi nè, siêu rẻ luôn. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 30 lưới theo nha mấy chị nha. Lưới theo nè. Lưới theo 30k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 30. Hôm nay em Ngọc đồng giá 100-120.000. 1m 2m1 mấy chị nha. 2m1 lưới theo nè. Về may áo dài cực kỳ đẹp, cực kỳ sang luôn. Chốt cho chị Lê Nhung đúng không? Chị Lê Nhung đầu tiên đúng không? Rồi thêm cái này là von kiến theo mấy chị nha. Von kiến theo. Này cũng cực đẹp luôn mấy chị ơi. Nhẹ không tưởng tượng được, 20.000 thôi nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 20, xinh cực kỳ luôn. 20k nha, von kiến theo này có đủ họa tiết luôn mấy chị. Cái đó là cái mặt sâu rồi. Đây. 20k nha. Hình đôi giày, chiếc bóng đầm em bé, vương miệng, hình cái gương, hình trang điểm gì cũng có hết. 20k em chốt của chị Lê Nhung luôn nè. Cái này đúng mà chị nào làm hàng em bé là đúng chuẩn luôn á. 1m nè. 2m luôn ha.
Đấy có 10.000 à. 20k cho chị Lê Nhung nè. Ủa cái ren này mình để mình may đồ mà. Mình phối với thô theo á, mình may cái đầm ấy á. Cái này chị nào mà lấy về mình may đầm cô dâu á, xinh lắm luôn á. Mình có nên để dành không? Có bạn nào may chung không? Mình để dành. Có may không? Mấy bạn bạn Liên ngút đầu nhưng mà mình bán luôn. Giờ mã là 126 mấy chị nha, cái này hơn 1 ký luôn á. 126 hàng ren này, chị nào về làm đồ em bé nha mấy chị nha, em đưa cho mấy chị một lớp nè. Tại cái này em sổ ra nó lộn xộn á. Cái này mấy chị nào mà làm hàng cô dâu á siêu đẹp luôn nha, ren mềm nha mấy chị nha. 126k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 126 nha. Mã 126 ren mềm này ha. Ren mềm một cái kiểu này nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 126. Về mấy chị, cái clip mẫu này mấy chị về may đa dạng lắm nha. Về phối đầm nè, về may áo nè, phối áo ha. Rồi chị chia Thiên Vân, chị chia bao nhiêu mét? Tại cái này dài lắm, em không biết là cái này bao nhiêu mét luôn. Chị lấy bao nhiêu mét? 126 em chia đôi chị nha. Tính ra có 60 mấy ngàn thôi, mà cái này mấy chị về may cái lúp á. Áo đầm cô dâu cũng rất là đẹp nha. Cái này mấy chị về may áo đầm cô dâu, hoặc là mấy chị về may đồ em bé, hoặc là về may lúp ở sau cũng rất là đẹp. Tại cái này là hàng von là von mềm, mà mình may áo dài đồ cũng đẹp luôn. Em cắt cho chị Kim Thị 3 mét nè. Chị Thiên Vân, chị lấy mấy mét thì chị nhắn nha. Tại em thấy chị nhắn chia mà em biết chị chia bao nhiêu mét hết. Von này mềm lắm mấy chị, von này có giãn luôn nha. 1 mét, 2 mét nè, 3 mét. Này cắt là phải cắt kéo chứ không có được xé, xé là nó tức lét luôn á. Nhà bán vải chị thấy cái nào đẹp đẹp cũng ưng để lại hết. Rồi để từ năm này qua năm khác, lúc nào cũng thấy vải đẹp để lại từ thùng này qua thùng khác. Bữa dọn nhà mà tụi em vắt cái vải may đồ thôi mà muốn rớt nước mắt vậy đó. Tại nó nhiều quá. Rồi. Ai? Chị Thiên Vân cho em xin số điện thoại nha. Nhà 3 mét của chị là 37.000 là chị Kim Thị nè. 3 mét 37.000. Trời ơi mét có mười mấy ngàn à. Có chị nào mua ren với cái giá đó không á chị? Chị Thiên Vân, Thiên Vân á, chị nhắn giùm em xin số điện thoại nha chị nha. Cái này sẵn đang em đang bán rẻ này, chị nào mua về để dành phối á chị, nó siêu rẻ luôn. Bình thường mấy chị ra ngoài mua cái này phải là 1 mét là phải 40 mấy 50 ngàn á. Chị Thiên Vân ơi, chị cho em số để em mới cắt vải được nha chị nha. Cho chị Nhật Minh lấy 2 mét luôn đúng không? Lấy 2 mét luôn đi chị. Có mấy chục ngàn à, có 20 mấy ngàn thôi à. Chị Thiên Vân ơi, nhắn về em số nha, tại mình hình như cũng chưa có đơn á. Mà cuối like rồi. Cái ren này mềm đẹp lắm đó chị ơi, đẹp lắm luôn. Rồi 2 mét của chị Nhật Minh nè. Dạ 24.000 nè. À chị Thiên Vân hồi nãy như chị nói là để lát hết like vậy, chị inbox cho mình hay sao? Phải chị đó không? Cho chị Thiên Vân 2 mét nè. 5 mét hay 2 mét? 5 mét hả? Xém nữa cắt thiếu luôn á. 3 mét, 4 mét. Ồ cặp này anh Thiên là để anh Thiên sửa. Rồi hết luôn mấy chị ơi, hết sạch luôn. Tới chị Thiên Vân là hết luôn. Hên quá à. Xém nó không đủ cho chị. 5 mét 1 luôn á chị. Cái này 65k chị nha. 65k. Rồi hết cái lưới đó ha. Rồi cái hàng này mấy chị về may áo vest được đi ha. Hàng này caro nhỏ nè. Hồi nãy như chị nào hỏi em là cái hàng caro nhỏ về may áo vest được không? Cái hàng nhưng mà cái hàng này không giả nha. Về mình may, em thấy cái này về may chân váy là đẹp nhất. Mã này là 43k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là 43k nha. 43k nè, 43k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 43 nha. 1 mét. 1 mét 55. 43k mấy chị nè. 1 mét 55 43k, cái này giống dạng như là taxi á. Mà nó có sọc kim tuyến ha, nó có sọc kim tuyến như vậy ha. 43k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 43k nha. Cái này lên sang lắm. Mấy chị lên chân váy hoặc là lên cái này là mấy chị lên không có đủ dài để cho mình lên set đó, chứ cái này lên set đẹp lắm nha. Lên set rất là sang nha. Cái này giờ chị nào mà lên váy chân váy chữ A rất là đẹp nè, lên chân váy chữ A là siêu đẹp luôn. Chân váy chữ A học còn sọt thôi.
46k hay 44 ngàn đây, mới đọc xong. 1m6 mấy chị nha, 1m6 44k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 44k 1m6 nha. 44k 1m6, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 44 nha. Mã 44 lên chân váy chữ A hoặc quần sọt, áo vest rồi vậy đó. 1m6 lên là hoặc là chân váy chữ A với quần sọt là được hai cái, hoặc là lên một cái áo vest. Ủa lên kì lắm đây luôn hả? Kì lắm đây không phải đẹp danh hả? Background. Đi lọc nên không sướng được em. Lọc nên lấy phải hút bùi mà hút cái này đuổi luôn á. Anh người bắt ráo chụp hình này. Nhưng người bắt ráo bừ vậy. Danh như thế này hả? Đây là lật ngược lại thường nhịn lỏng nhiêu lắm. Dạ cái mã này 30 ngàn này, chị nào mua cái này về để mình làm background chụp hình này ha. 30k. Mình làm đợt may áo cũng được. Nếu không thì mình làm background chụp hình mình bán online á. Áo khoác lông á mấy chị. 1m3 này ha. 30k 1m3. Chị nào lấy thì comment giùm em là 30 nha. 30k 1m3. Chị nào lấy thì comment giùm em là 30 nha. 30k 1m3, chị nào lấy thì comment giùm em là 30 nè. 30 1m3 nha. Chị Trang Chi Lê hôm nay không còn mua hàng nào đó nha. 30k 1m3 em chốt cho chị Hoàng Mai nha. Em chốt cho chị Hoàng Mai 30. Rồi lên cái hàng thổ cẩm mấy chị nè. Hàng này hàng thổ cẩm nha. Cái này là 96 ngàn. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 96. Đây là lụa. Cái vải này là giống như là vải lụa 100D mà nó dày dặn hơn, mà nó có độ giãn, nó có cái độ sụt sụt để mình may áo khoác là dễ mấy chị nha. Đây nè, mã là 96k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 96 nha. Mã 96. Không biết hôm bữa định lấy cái này về may mấy cái đồ độc lạ hay sao á. 96k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 96 nha. 1m nè, 2m, 3m. Dạ cái này được 3m8 ha. 3m8 96k em chốt cho chị Hoàng Mai luôn nè. 3m8 96k. Cái này là vải gì Vĩnh? Này không biết chứ. Má này xinh lắm. Chị nào mua về may băng đô em thấy rất là đẹp luôn. Lùi nhật gì mà đẹp dữ vậy? Họa tiết đẹp mấy chị nha. 54k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là 54k. Caro 54k. Chị nào lấy thì comment giùm em là 54k được 1m nè. 2m. 2m rưỡi. 2m rưỡi 54k. Chị nào lấy thì comment giùm em là 54k 2m rưỡi nha. 2m rưỡi 54k nè. Dạ em chốt cho chị Hoàng Mai luôn nè. Rồi lên cái này đuổi màu xanh dương nãy giờ chưa ai lên hả? Đuổi màu xanh dương. Ủa có khúc này màu trắng. Lọt sổ ở đâu ra vậy? Khúc này là lụa. Lụa phối lưới nha. Cái này là phối, cái phối này là phối gì á? Phối dùng phối con kiến mà nó mềm lắm mấy chị. Nó mềm lắm ha. Cái này mấy chị may đầm đẹp luôn á. 58k nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 58k nè. Mã 58k. Siêu đẹp luôn ha. 58k. Mình may như vậy nè. Cái khổ nó như vậy nha. Rồi chị nào thích phối sao thì mình phối. 58k nha. Này rất là đẹp. 1m nè. 2m. Dạ cái xanh dương là đuổi gân nha. 2m rưỡi. Cái này 2m4 mấy chị ơi. 2m4 58k. Cái này chị Maria Hạnh phải lót nha chị nha. Chị phải lót nha. Không lót không được. Hoặc là mình may áo dài. Hoặc là mình may mình may đầm là mình phải lót nha. 58k nè. Chị lót không đi em, cái này em có 2 mét lót nè. Chị có lấy lót không không? Dạ rủ chị, rủ nha. Cái này em còn 2 mét lót này hả? Cái tập như vậy nè chị nè. Cái đường biên em đang cầm nè. Đây. Đường biên em đang cầm là em cầm đường biên nè, nó sập như vậy nè. Nó sập như vậy đó. 58 nha. 58 chị lấy thì chị lấy comment giùm em là 58. Dạ lấy 2m lót rồi cho chị nắng vàng này 2m65k. Ôi 2m này. 2m này lấy cho chị 50 thôi nha. 65 giờ bớt cho chị 50 lấy mét 25.000 thôi. Cho chị nắng vàng 2m này là 50k nè. 50k cho chị nắng vàng.
À cái đó là không lấy, em chốt cho chị Theo Nguyễn nha. Chị Theo Nguyễn ơi, chị cho em xin số điện thoại lên đơn giùm em nha. Cái mã 58 á. Chắc là chị Nguyễn Mùi 2m. Ok chị nha. Hoàng Mai hay là chị nào? Chị chốt của chị Hoàng Mai mã 58. Chị Theo Nguyễn ơi, chị cho em xin số điện thoại, lát em lên đơn cho mình. Lát có đơn nào em lên cho mình nha. Chị và chị Nguyễn Mùi, cái này mình may quần ống suông mà mình quay may quần ống rộng rộng giống quần giả váy rồi vậy đó. Đẹp lắm luôn á. Tại cái này nó mềm mà rũ lắm. Nó có độ giãn nhẹ nữa. 2m, em cắt 2m cho chị Nguyễn Mùi nè. Cái màu xanh dương này còn chị nào lấy không ạ? À? Cái này đuổi gân nè mấy chị nè. Màu đuổi gân nè. Dạ lót đen không có chị ơi, lót đen hiện tại em không có. Còn vải lót không chị? Dạ em còn, còn nguyên chồng này luôn nè. Đó, còn nguyên chồng á, để lát em like cái này xong rồi em like vải lót nha. Vải lót về cái giá là em đang bán giá mềm lắm rồi, 1m có 25.000 nha mấy chị nha. Dạ 32.000, cái này 2m 32.000 nè. Cắt 1m rưỡi cho chị Mỹ Hạnh ha. Chị Nguyễn Mùi cái đó là 32.000. Ui, chị Nguyễn Mùi à, có số điện thoại của chị Theo Nguyễn rồi. Chị Nguyễn Mùi hình như chị nhắn chốt đơn mà mình chưa chốt kịp đúng không? Cái hàng Burberry màu tím á. Chưa chốt đúng không? Mai mai chốt đơn cho chị Nguyễn Mùi nha. 1m rưỡi cho chị Mỹ Hạnh nè. Dạ em cắt 1m rưỡi chị Mỹ Hạnh. Còn chị nào cắt cái mã này nữa không mấy chị? À chị Hoàng Mai 32 là chị Hoàng Mai lấy 2m đúng không? Để em cắt cho. Cái này em còn nè. Rồi 1m rưỡi là 24k của chị Mỹ Hạnh. Cắt 2m cho chị Hoàng Mai nữa nha. Ông sạn gì lên mua băng thi ông đìa rồi cũng. Má mua mấy cái lứa rồi bư quá. Có bò của ông đìa chục nít nè. Dạ 2m 32k cho chị Hoàng Mai nè. Hả? Không, lờ mua là 670 ngàn không ai bỏ. 1m2 hả? Cho ai? 1m2 cho chị Tước Lê nè. Rồi chị Tước Lê em bị ẩn tin nhắn của chị, em không đọc được tin nhắn của chị luôn á. May có con bé nó đọc được nó nhắn em. Chứ em không đọc được comment của chị luôn. Mình phải mua cái đốn á. Ủa đó là cài của cú không còn cái 3 ngày dưới. Dạ 1m2 cho chị Tức Lê, cái này 20 nè. Dạ cái này em còn một ít, chị nào lấy thì comment giùm em nha. Màu xanh da trời đẹp lắm luôn á mấy chị. Màu xanh dương nhạt nè, xanh da trời nè. 1m. Nè em còn 1m95. Còn 1m95 mấy chị nè. Em còn 1m95 nha. Dạ mã này là 31.000, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 31 không? 1m95 31, thiếu một xíu nữa là được 2m đó mấy chị. 31k. Đuổi gân ha. Đuổi gân nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là 31 nha, còn 1m95 mấy chị nha. Còn 1m95 31k. Chị nào lấy thì comment giùm em là 31 nha. Rồi tới cái hàng vải lót ha. Dạ 31k em chốt cho chị Thiên Vân, Thiên Vân nè. Còn vải lót màu trắng nè. Vải lót màu trắng của chị nào lấy em con, em có mấy màu nè mấy chị. Em có mấy màu để em kéo qua đây. Cái này là có mấy chị mua rồi, em để riêng. Cái này có mấy chị mua rồi. Đây. Lát em còn mấy màu này nè, chị nào lấy thì comment giùm em ha. Màu trắng nè. À, cái này để lát nữa cho chị cho tặng cho chị nào đi nè. Ủa, con này hai con kia là một người. Con này. Con này. Hai người. Liên bỏ vài tầng cho chị nào đáng thiệu nữa. Dạ còn chị nào lấy cái màu nào á thì nhắn. Chị Ngân Nguyễn có trong danh sách rồi đó. Em có cái màu này là giống như là màu cam đất này ha. Này giống màu cam đất. Rồi màu trắng ha. Màu trắng lụa satin nè. Cái này không phải lụa. Chị chỉnh cái này là satin gì chỉnh nè. Satin cát hả. Satin này đẹp lắm, giống như là vải mình may quần áo dài mà mình. À đúng rồi, thì khúc mới còn dím. Giờ là khi mà khúc mới khô rồi mà. Này. Rồi bỏ đi, ai biết. Ê, còn bọc nốt của Diệp thì để bố tắt. Không hiểu là đứng vào đây tâm lắm rồi, kéo trái đem về luôn đi. Hoặc là đem lên không đi. Dạ vải, tùy vải chị ơi. Giống như là cái này là boy nè, cái này là lụa này ha. Cái này để em sale cho mấy chị được nè. Sale cho em 20 ngàn một ký nè. Cái này 30 ngàn nè, chị nào lấy cái màu này màu nu ha. Màu hồng nu nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là màu nu.
này 30 nha. Cái này mình làm vải chính cũng được, làm vải vải ló cũng được ha. Cái này làm vải nó cũng được ha. Màu nu, hồng nu nè. 30, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 30. Tại giờ lót cũng em có nhiều màu á, chị nào mình lấy cái màu nào được thì mình lấy. Thực ra em để dành để khi nào mà em bán hàng thô theo á là em để. Dạ cái này là 30k cho chị nắng vàng nè. Rồi chị nào mà cần cái vải trắng thì nhắn em, chị cần vải lót màu thì nhắn em nha. Còn thì vì em để chứ giờ cái lót này cũng khó bán á. Em cứ để đó lời chị, lỡ chị nào cần thì em để cho mấy chị. Em có cái màu lụa satin này là em sale cho mấy chị nè. Cái này em sale 101.000 tí thôi nha. Còn satin màu trắng, màu đen. Cho chị xem lót màu xanh nhạt ha. Xanh nhạt này đúng không chị? Xanh nhạt này là giống như là cái lót mà chị, cái hàng thô theo không có cái nào mà khớp màu hết. Màu xanh nhạt cái này là, để em coi được mấy mét nha, cái này là vải boy nha chị nha. Cái này là vải boy ha. Boy nè, boy trơn nè. Cái xanh nhạt là được 1 mét. Dạ cái này được 2m1 ha. 2m1 cái này là 50.000. Chị lấy thì comment giùm em là mã 50 nha. 2m1 á, vải boy 50k, nếu chị Nguyễn Muội lấy thì comment giùm em là mã này là 50 nha. Cái hàng này vải boy nè ha, vải boy nè ha. Vải boy màu xanh, cái này giống là xanh bạc hà nha mấy chị nha. Xanh bạc hà ha. Boy 50, chị Nguyễn Muội lấy thì comment giùm em 50 nha. Nếu không thì em chốt cho chị Kim Thị màu này. Chị Nguyễn Muội comment giùm em nha. Nếu lấy thì comment giùm em là mã 50. Dạ cái satin cát với mấy cái satin hạt này nè, em sale 110.000 ký thôi mấy chị. À 100.000 chứ. Cái này em sale 100.000 ký thôi nha. Cái này satin cát nè. Satin cát màu trắng nè. Cái này 46k. Satin cát là về mấy chị may quần áo dài được nha. 2m rưỡi nha. Lót vải vừa rồi cắt xanh nhạt. Có bôi trắng không cho chị? Dạ bôi trắng hiện tại có cái này nè. Đây có bôi trắng nè. Có này bôi trắng ha. Để em coi được mấy mét. Có một cái này bôi trắng thôi. Cái này trắng đẹp lắm luôn á. Cái này trắng đẹp lắm chị. 2 mét. Cái này được 3m1 ha. Em tính 3 mét thôi nha. 75k cho chị Kim Thị nè. 46 cho chị Phạm Ánh Ánh. Dạ satin cát này 46 cho chị Phạm Ánh Ánh nha. Chị Phạm Ánh Ánh nè. Còn cái bao trắng vừa nãy qua là của chị Kim Thị á. Chị Nguyễn Muội á, chị hồi nãy chị comment em chưa hiểu lắm á, cái khúc boy xanh bạc hà chị có lấy không? Lót vải vừa rồi cắt xanh nhạt. Ý là cái vải vừa rồi á hả? Cái vải mà vải đuổi gân chị mua để lót cái đó hả? Màu nó không có khớp chị nha. Màu không có khớp. Cái đó là cái màu cái hồi nãy chị mua là màu xanh dương. Màu xanh dương. Màu xanh dương lót cái này vừa không ta? Màu xanh dương. Lót cái này thì nó lạc tông, nó không có khớp tông chị ơi. Cái boy cái đuổi gân hồi nãy là chị lót là nó lạch liền luôn, nó lạch lắm. Dạ thêm cho em cái vậy cái mã màu, vậy cái mã boy xanh đó là, dạ vậy cái mã boy xanh là em chốt cho chị Kim Thị luôn nha. Chứ cái chị lấy là không có lạch, nó lạch tông á. Dạ cái này 38k nè. Satin cát màu trắng kem nè, chị nào lấy thì comment giùm em là 38k, cái này có giãn ha. 38k satin cát nha mấy chị nha, satin cát ha. 1 mét cái này là vải chính nha mấy chị nha. Về mình may quần áo dài đẹp lắm. Cái này 2 mét chứ. 2 mét 38k về mình may áo dài nè. May áo dài, may quần áo dài được cũng được nha. Có giãn luôn. 38k nè, 2 mét. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 38 nha. Mã 38. Chị Thương Gia Nguyễn có đơn chưa ta? Em chốt cho chị Thương Gia Nguyễn nha. Rồi cái màu trắng satin cát hết mấy chị. Còn cái màu đen ha. Màu đen này cái này là lót thôi mấy chị nha. Lót thôi. Mã này 15k là màu đen nè. 15k 1m1 là cái này là phi xốp nha mấy chị nha. Phi xốp có giãn, mình hàng là mềm rũ luôn. Mà là chất của nó là phi xốp nha. Mềm rũ phi xốp có giãn ha. 1m. 1m 15k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 15 nha, mã 15. Em chốt cho chị Phạm Ánh Ánh. Và mã 38 hết rồi mấy chị nha. Rồi cái này là phi xốp màu cam nè, màu đỏ cam này ha. Phi xốp màu đỏ cam. Mã này là 18.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 18k nè. Mã màu nâu phía sau là vải gì? Phía sau trên này hả chị? Bên cái chồng này là hàng thô thêu. Bên chồng này là hàng thô thêu nha. Còn cái này là màu cam đất. Này là màu cam đất giống như là màu. Cái này gần giống như là màu vàng đi chùa không chỉnh hả? Không.
giống như là vàng chùa chứ không phải màu nâu nha, mà nâu vàng. Cái này là vải boy, vải boy cam đất, mà khi nào mà mình có cái nào mà hàng thô theo trúng cái màu á thì mới lấy cái đó mới hợp, chứ mua về sợ mấy chị may lót không có khớp màu á. Dạ chị nào lấy cái màu cam đỏ cam thì comment giùm em là mã 18.000 đó nè, 18k nha. Còn cái hàng nâu ở trên này, nguyên cái chồng này là hàng thô theo mấy chị nha. Dạ 18k em chốt của chị Phạm Ánh Ánh nè. 1m35 ha. 1m35 chị Phạm Ánh Ánh. 18k. Ngồi đây không có cái đồng hồ, cứ like mãi không biết giờ nào luôn á. Không ai nhắc là tôi like mãi luôn á. 9:30 luôn hả? Để tôi chơi cơm mấy má. Mã này 30 nè, màu đỏ cam nè. Phi xốp nè. Chị nào lấy thì comment giùm em. Dạ ok chị. Cái này là 38k nè chị. Cái này máy quên rồi. Nó ok xong quên mất giá luôn. Mã này là 31k nè. Chị Thương Gia Nguyễn ơi, bên em chốt đơn qua Messenger á, em thấy chị chưa có đọc tin nhắn á, có gửi tin nhắn cho chị để chốt đơn rồi đó. Dạ cái này là 2m nè, 30.000, chị nào lấy thì comment giùm em là 30 nha, màu đỏ cam phi xốp nha. Phi xốp. Màu đỏ cam. Dạ em thấy chị Duy Lê nè, em thấy chị Duy Lê nha. Dạ mã này là 30k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 30 nha, mã 30. Mã 30 còn khúc nè. Mã 30 chị Thương Gia Nguyễn ơi hết rồi. Bao theo có sale không? Bao theo con vẫn lên giá đó, tại giá đó không ra bán sale rồi. Dạ 30k có chị nào lấy cái Facebook cam nữa không? Dạ còn mấy cái này để em like xong rồi em lên mấy cái mẫu kia, tại còn có hai khúc mà Facebook cam thôi. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 30k nha, 2m nha. 30k 2m Facebook màu cam. Hả? Chị đang Thương Gia Nguyễn mình cứ chờ gọi hoài. Chị Duy Lê, mai có like không? Dạ có, mai em like nha, xem hàng theo đi. Em đói bụng xỉu luôn á chị. Dạ lấy 2,5m cái hàng boy này cho chị Kim Thị nè. Có chị nào lấy cái này nữa không? Cái này màu cam đất ha. Em không biết gọi đúng cái màu là cam đất không, mà em thấy thô theo lót với cái này là khớp. Không, không có khớp. Chưa có cái nào lót khớp cái này. Không có lót khớp cái nào với cái này hết. Cái này chưa có cái nào lót khớp luôn á. Cái này mấy chị về may vải chín được nha. Tại cái này dày lắm á. 1m25k, 2,5m liên nhân giá liền. $62 cho chị Kim Thị nè. Có chị nào lấy cái này nữa không nè. Cái này mà chị nào về mình may đồ vật khách đi chùa cũng được mấy chị nha. Tại cái chất này nó dày mà nó mát ha. 62k. Rồi còn chị nào lấy cái thô theo màu này nữa không nè. Lát xếp lại. Thô theo giờ chủ yếu là em còn màu trắng nhiều nha mấy chị nha. Còn màu trắng là nhiều. Lên thêm ít khúc nữa thôi mấy chị ha. Lên thêm ít khúc nữa ha. Thô theo là 195.000 mấy chị nha. Tại vì cái hàng này nó nhiều lắm. Dạ cái đó mà nếu em cân lên giá 195 mà cùng với hàng thô là nó mắc tiền hơn á chị. 1m tới 2 gần 28.000 luôn á. Nhưng mà đối với mét đó thì em lúc nào cũng để giá từ 25 trở xuống cho mấy chị thôi. Thì cái đó em cân lên thì nó mắc hơn. À, thô theo là 195.000 nha mấy chị nha. Thô theo vẫn là 195.000. Tại hàng này là hàng mới á. Còn nhiều lắm. Hàng mới mua về nhiều. Dạ. Tại cân lên là nó tới gần 28.000 một mét lận. Nên em tính 25.000 thôi. Dạ cái này là 20. Nhưng cái này em cân lên nè. 195.000 một ký nè. Mã này là 23k nha. Chị nào lấy cái này thì có 23.000 thôi nè. Đó thô theo ha. 23k. À thô theo nâu hả chị chờ em xíu nha. Cái này là 23k màu trắng nha. Chị nào lấy thì cầm bây giờ là mã 23 nè. 1m2 ha. 1m25 23.000. Cái này đẹp lắm mấy chị. Có chân nè ha. Có hai chân đăng. 23k chị nào lấy thì comment giùm em là mã 23 nha, 23 hai chân đăng. 23k. Rẻ quá bởi vì nó chỉ theo hai cái chân thôi, còn ở giữa là nó không có theo. Đó ở giữa không theo, chỉ theo hai cái chân thôi. Nên nó nhẹ ký ha. Chị nào lấy thì comment giùm em là 23 để em chốt cho chị Thiên Vân mã này 23.000 nha. Cho chị Thiên Vân mã 23.000. Chắc em lên thêm mấy khúc nữa thôi xong rồi em nghỉ ăn cơm. Cho mấy bạn nghỉ, ngày mai mấy bạn còn làm nữa chứ, giờ làm nữa là mấy bạn làm không kịp. Em lên thêm chồng này ha. Rồi một chồng này nữa thôi là nghỉ nha. Tại chồng này là đủ màu luôn á. Chồng này là chồng mới bị xả nè. Hàng màu không mà bị xả. À khúc này của chị Đỗ Yên An nè. Khúc này ngắn đúng không? 25. Hả?
25 đi, ghi tặng đi, tại vì mình giống bồi thường cho chị á. Ủa, từ từ, trả lại. Tại chị Kim Thị đang hỏi khúc này. Cái này là, từ từ mấy chị nha, để em. Màu nâu thô thêm, mấy chị, đây là màu nâu cà phê sữa, mã này 27.000 nha. Chị Kim Thị có lấy thì comment giùm em là mã này 27k nè, 27k. Thô thêm màu nâu. Khúc xanh thô theo thì may được gì? Khúc xanh nào ta? Khúc xanh thô theo nào ta? Dạ 27 em chốt cho chị Kim Thị, cái này được mét hơn thôi chị nha. Được mét thôi đó. Nó ngắn. Này xích xoát đó. 27 ngày chốt cho chị Kim Thị. Màu xanh thô theo là màu xanh nào chị Hà? Nãy giờ em chưa lên á, cái màu xanh này đúng không? Màu xanh này á hả? Dạ 1 mét thôi, có đó có 1 mét thôi chị nha. Cái này là 29.000 này, màu xanh thô theo, cái này 29k nè. Chị Thương Gia Nguyễn có lấy thì comment giùm em là mã này 29 nha, cái này theo kính luôn ha. Đây chị nè. Theo kính luôn, nó chỉ có họa tiết nổi thôi. Nó chỉ có họa tiết nổi lên thôi, 29.000 nha. 29.000 màu xanh. Màu xanh này 29k nè. Chị lấy thì comment giùm em là mã này. Cái này chị lên áo sơ mi á. Áo sơ mi á thì đẹp. Lên áo sơ mi là đẹp ha. 29k cái này được 1m35 ha. 1m3 là mình không có lên tay dài đủ, mà mình lên tay lỡ thì đủ ha. Cái này có 29.000 thôi nè. Em lấy cho chị nha. 29.000 cho chị Thương Gia Nguyễn nè. Màu trắng mấy chị nha. Cái này là bữa có chị nào dặn nè. Cái này là màu trắng này là có dạng mấy chị nha. Màu trắng này nó có dạng. Dạng giống như là nó thô nhưng mà cái chất của nó không phải là boy nha mấy chị nha. Dạ cho chị Minh Nguyễn nha. Mã này 50 nè. Cái chất này nó không phải là boy, nhưng mà cái chất này là thô thêm, nhưng mà nó có dạng, nó rất là mát luôn. Nó mát lắm luôn á. Cho chị Minh Nguyễn là cái này là theo kính luôn nè. Theo kính luôn á, không có lỗ luôn. 50 nè, 1 mét. Mét 8 ha. Dạ mét 8. Em chốt cho chị Minh Nguyễn nè. Dạ khúc đó con còn có một khúc thôi cô ơi. Cô ơi, khúc đó con có một khúc à. Dạ lên một cái màu cam đất nè ha. Mã này 31.000. Màu cam đất nhưng mà nó không có khớp với cái màu kia mấy chị nha. Nó không có khớp màu nha. Cái màu nó thiên với màu hồng á, thiên về màu cam cam hơn. Mã này là 31.000 nè. 31k chị nào lấy thì comment nhà em là 31k nè, thô theo này ha. 31k là được 1 mét hơn mấy chị nha, 1 mét hơn thôi. 31k theo dày luôn ha. 31k, chị nào lấy thì comment nhà em 31. Đối với những cái mã mà theo dày mà theo nó cái lỗ, tuy là nó có lỗ nhưng mà nó nhỏ vậy nè, mình may mình khỏi cần lót mấy chị. May áo khỏi cần lót. 31k này hơn 1 mét nha mấy chị nha, gần mét 1 á. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 31 nha, mã 31. Mã 31 chị nào lấy thì comment giùm em là 31.000 nè. Cái màu đen này ha. Màu đen. Màu đen này 27k. Chị nào lấy thì comment giùm em là màu đen này 27 nha. Dạ 31k em chốt cho chị Theo Nguyễn nè. Em chốt cho chị Theo Nguyễn. Này 27k có chân đăng ha. Có hai đăng mấy chị, có hai chân đăng ha, 27.000. Được mét 1 ha. Mét 1 27k có hai chân đăng luôn. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 27 nè, mã này 27, mét 1 ha. Mét 1 27.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 27 nha. Mã 27 nha. 27 không chị nào lấy. Màu hồng. Màu hồng dâu mấy chị nha, màu hồng nha. Mã này là 37.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là 37k nè. 37k. Nó giống với cái họa tiết màu đen á. Đó nó cũng có hai đăng. Cái này là xô nha, nó rất là mềm luôn. 37k, chị nào lấy thì comment giùm em là 37k xô nha. Nó có hai đăng như vậy đó. Rồi em chốt cho chị Kim Thị nha. Khúc này 1 mét. Mét 3. Mét 3 37. Cái màu trắng này thì, ủa cái màu trắng này là chị nào mà mình dặn cắt nè, 1 mét là 60.000 nè. Mà khúc này nó bị lẻ, à khúc này nó bị lẻ bị dơ. Bị dơ một điểm chấm mình sale. Tại vì cái này là em đang bán luôn là 60.000 một mét nha mấy chị nha. 60.000 một mét tại cửa hàng bán sỉ. Sỉ là 55.000, mua 10 mét trở lên. Cái này 27k nè, do bị một cái điểm chấm một xíu với lại là hàng bị bom nữa. Dạ 27k chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 27 được mét ha. 27 một mét. Chị nào lấy thì comment giùm em là 27. Dạ em ship là 100.000 là em đi đơn, em ship là 35.000 nha mấy chị nha. Em ship là 35k. Em chốt cho chị Maria Hạnh 27 này 1 mét cho chị nha. Màu trắng ha. Màu trắng.
Mã này là 42.000 nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 42 nha. Mã 42 để coi khúc này nó bị cắt gì không để em giảm thôi. 42k được 1 mét nè mấy chị nè. 1 mét. Được 1 mét 1 ha. 1 mét 1 mà nó bị mất góc. Tính ra cái này gần 1 mét rưỡi mà mới bị nó bị mất góc á. 42 em giảm còn 37.000 nha. Chốt của chị Jay Ma. 42 giảm còn 37 thôi. Màu rêu theo nè ha. Màu rêu theo nè. Hồi buổi chị Vi Nguyễn hỏi mà không biết chị Vi Nguyễn giờ có cần nữa không. Để em để cái này em hỏi chị Vi Nguyễn. Màu trắng này ha. Mã 40. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 40 nha. Dạ mã 40 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là 40 xô nha mấy chị nha. Rất là mềm luôn. Xô theo 40k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 40k nha. 1 mét nè. Mét 65 mấy chị. Mét 65 40 nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 40 mét 65 nè. Rất là dễ thương. Hàng xô mấy chị nha. Hàng xô. Mét 65 40. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 40 nha. Mã 40 mét 65. Mét 65 40k. Em chốt cho chị Kim Thị nè. 1 mét 65 á. Rồi thêm cái này là nâu thì nhìn giống như là hàng dệt đó mấy chị. Nhìn giống như là hàng len dệt á. Cái khúc này nó nhỏ xíu thôi mà nó nặng lắm. 44.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là 40.000 cũng được. Lấy 40.000 là nó ngắn á. Này tính ra có 8 tấc rưỡi thôi. Vậy mình may được cái áo ngắn à. Hôm bữa mình có đặt mấy khúc vải hình thú cho may đồ cho bé trai inbox. Nói chị gửi hàng rồi mà lâu quá không thấy. Rồi inbox cho chị Nguyễn Tuyết liền giùm chị đi. Vải hình thú là mình may là chị Nguyễn Tuyết dặn em là cái vải hình hình thun cô tông đúng không? Dạ để em xếp lên hết 2-3 chồng rồi đó để ngày mai em lấy. Cho chị rêu. Cái rêu hả chị? Chị Kim Thị cho chị rêu, không có cái nào rêu hết. Cái này là màu nâu. Cái này màu nâu phải màu rêu nha. Dạ 40 cho chị Theo Nguyễn nè. Không có màu rêu hết màu rêu rồi. À cái rêu này hả? Cái rêu này 113k nè. Cái này em cân 150.000 một ký thôi đi. 87.000 thôi nè. 87.000. 87.000 inbox của chị Nguyễn Tuyết liền giùm chị nha. Hàng thun cô tông á chị ha. Tại vì nhiều khi bên em bị trôi tin nhắn á. Nó nhiều tin nhắn của em bị trôi tin nhắn á chị. Này tới 2 mét mấy nó chị lấy không hết thì em cắt ha. 87k. 2m8 nha. 2m8 87k chốt của chị Kim Thị nè. Mà khúc cuối luôn á mấy chị, hết luôn rồi đó. Hết luôn rồi. Để em quay cái hàng thun cô tông ngày mai em like cho mấy chị nha. Em xếp hết rồi đẹp lắm. Đó. Xếp từng chồng rồi đó. Chị Nguyễn Tuyết á chị chờ em ngày mai. Giờ là hàng đã lên kệ sẵn rồi nên là chị cần một cái là em có thể là đưa hình cho chị chọn được liền luôn. Tại hồi bữa nó nằm trong mấy cái kiện bao á. Còn bây giờ nó lên kệ rồi thì em dễ hơn. Dạ nên nếu mà có chậm thì chị thông cảm giùm em nha, có thể là bị trôi tin nhắn rồi. Để mấy bạn sẽ inbox cho mấy chị rồi ngày chụp cho chị để chị chọn mẫu nha. Em nhớ là như chị chọn 3 mẫu hình con cá sấu đúng không? Đúng không? Dạ rồi để đó ngày mai rồi em sẽ lên đơn gửi liền cho chị luôn ha. Rồi em chào mấy chị nha, em cảm ơn mấy chị. Bây giờ là mấy bạn đang còn xếp vải á. Giờ xếp vải xong rồi tụi em sẽ tranh thủ tụi em chốt sớm. Giờ tụi em với bé nghỉ ăn cơm, còn ba bạn kia thì xếp vải. Rồi ngày mai thì em sẽ tranh thủ lên đơn mấy chị nha. Em hẹn mấy chị vào live ngày mai vào 4 giờ. Bây giờ là em qua đây set up xong xuôi hết rồi á. Ngày mai là 4 giờ em lên live. Giờ là sẽ cố định như vậy luôn. 4 giờ em lên live. Khi nào em có sức thì em sẽ live thêm buổi sáng. Mà chắc là không có sức nổi. Nên em sẽ live 4 giờ vào mỗi ngày nha mấy chị nha. Dạ em chào mấy chị. Em chúc mấy chị ngủ ngon.